không khỏi hơi chậm lại, Ngô Nhiên Trạch cùng lão giả kia liếc nhìn nhau, lại đều là bất đắc dĩ bật cười lắc lắc đầu, sau cùng Ngô Nhiên Trạch càng là lần nữa khom người nói, tiên sinh, nếu chỉ là sáng thân phận lời nói, cái kia rất không cần phải. Ngài một khi bước vào ta được cửa lớn, chính là ta được khách quý, bất luận như thế nào, chúng ta đều chân thành mà đối đãi. Ai, không thể nói như thế. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, Trác Phàm hì hì cười nói, các ngươi chỗ lấy đem bước vào nơi này tất cả mọi người làm thành khách quý, là bởi vì bên ngoài đem cửa cũng là phân biệt khách nhân tồn tại, có thể thông qua bọn họ tiến đến, tự nhiên là khách quý, các ngươi đương nhiên không lại dùng phân biệt. Thế nhưng là, ta cũng không phải là thông qua bọn họ tiến vào, một hồi muốn nói đại mua bán, tự nhiên muốn tăng cường song phương lòng tin. Cái gì, ngươi không là thông qua bọn họ, không khỏi giật mình. Ngô Nhiên Trạch nhất thời sửng sốt, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trên mặt tràn đầy rất là kỳ lạ chi sắc. Ngươi không có thông qua bọn họ làm sao tiến vào đến, bên ngoài thế nhưng là hai cái dung hồn cao thủ a. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Trác Phàm cũng không để bụng, thăm thẳm lên tiếng, ta đánh vào đến, cái kia hai hàng đều bị ta quật ngã. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Ngô Nhiên Trạch nhất thời giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm. Bọn họ đều là dung hồn cảnh, ngươi làm sao có thể? Còn có, nhà ngươi nhị công tử đi ngang qua, ta thuận tiện cũng quật ngã, bây giờ đang ở bên ngoài nằm sấp đâu. Thế nhưng là, còn không đợi hắn sau khi hết khiếp sợ, Trác Phàm liền lại ném ra ngoài một cái bum tấn. Không sai, lão đệ ngươi cũng bị lão tử đánh, ngươi làm gì đi? Thật sâu nhìn lấy Ngô Nhiên Trạch có chút cứng ngắc khuôn mặt, Trác Phàm không có tiếp tục nói nữa, yên lặng chờ hắn phản ứng. Thế nhưng là thật lâu, hắn lại là phun ra một hơi thật dài, trên mặt lần nữa bình tĩnh, hướng Trác Phàm cúi người hành lễ nói, xin lỗi tiên sinh, nghĩ đến cái kia hai tên hộ vệ đối tiên sinh vô lễ, mới có thể bị này ác báo, sau đó ta sẽ thật tốt điều tra, cho tiên sinh một cái công đạo còn xá đệ, tính khí lỗ mãng, xin hãy tha lỗi. Không biết tiên sinh trong miệng cái kia đại sinh ý, có thể nói sao? Hiện tại ta biết hắn thiếu một điểm nào, nhân tính. Thật sâu nhìn lấy Ngô Nhiên Trạch cái kia giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, Trác Phàm trong mắt hơi híp, không khỏi bật cười lắc đầu. Tuy nói là vì thương hội phát triển, định ra dạng này dĩ hòa vi quý quy củ, nhưng là quá thế lực, lại là đem nhân tính thiện ác toàn bộ phai mờ. Vừa mới chính mình nói đem hai tên hộ vệ đánh ngã, vị này đại công tử không truy cứu, còn có thể thông cảm được. Dù sao xưa nay truy tên trục lợi người đều có một cái trung điểm. Thà cho bên ngoài tặc, không cho gia nô. Đối với một cái khách hàng lớn mang đến lợi ích, gia nô thụ điểm ủy khuất tính là gì? Thế nhưng là, ngay cả mình thân đệ đệ gặp nạn, trong mắt còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này quá băng lãnh. Đương nhiên, Trác Phàm trong lòng băng lãnh, cũng không phải nói hắn lãnh khốc vô tình, bởi vì lãnh khốc vô tình cũng coi như nhân tính một loại, cho dù lại không vui đệ đệ, nghe đến hắn sự tình, trong mắt cũng sẽ có ba động, có chú ý. Mà tình cảm phong phú, giống đối đệ đệ yêu mến đầy đủ, cái kia nghe đến lão đệ bị người khi dễ, nhất định là nổi giận đùng đùng, hoặc là mặt mũi tràn đầy quan tâm. Mặc dù có đủ loại trói buộc, biểu hiện không ra, tâm lý cảm tình cũng là che đậy giấu không được. Cho dù thống hận đệ đệ, đem hắn xem là cái đinh trong mắt, hận hắn cùng chính mình tranh giành tài sản, nghe đến hắn thảm sự, cũng nên cao hứng bừng bừng mới đúng, đây chính là nhân tính, hữu tình có muốn, có ác có thiện. Nhưng là bây giờ Trác Phàm tại Ngô Nhiên Trạch trên thân lại không nhìn thấy điểm này, trong mắt của hắn chỉ có sinh ý, vô tận lợi ích, hơn nữa còn không biết muốn cái này lợi ích tới làm gì, chỉ là bản năng tại truy đuổi mà thôi, thật thành người máy. Cái này, cũng là Hải Xuyên Thương Hội, thông minh tháo vát a. Ha ha, người như vậy, dạng này thương hội, ta không cần, rất khó khăn khống chế. Trong mắt Hàn mang lóe lên liền biến mất. Trác Phàm thật sâu nhìn Ngô Nhiên Trạch liếc một chút, bất giác khẽ cười một tiếng, đại công tử thật nhìn thoáng được a, ta còn sợ một hồi không biết làm sao mặt đối công tử đây, dù sao ta xuất thủ lúc căn bản không biết hắn là nhị công tử a. Chỗ nào, ta cái này đệ tính tình ta giải, nhất định là hắn trước gây chuyện, đắc tội khách quý, còn mong rộng lòng tha thứ. Mỉm cười, Ngô Nhiên Trạch từ chối cho ý kiến, lại tiếp tục hỏi, chúng ta có thể nói à, cái kia đại mua bán. Đạm mạc gật gật đầu, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, liền trong nháy mắt xuất hiện một cái khó hiểu, đưa lên, người xem trước một chút cái này. Đem hồ lô tiếp nhận,
mở ra cái nắp ngửi một cái kia Ngô Nhiên Trạch lại nhất thời giật mình, Bắc Hải Ngưng Giao. Cái gì, Bắc Hải Ngưng Giao? Bên cạnh hắn lão giả kia, giờ này khắc này cũng là nhìn không được giật mình, kêu lên, đây chính là Bắc Châu độc sinh a, mà lại ngay tại chỗ cũng là tương đương hiếm có đồ chơi, rất khó đem tới tay, cho dù là Bắc Châu người cầm quyền, trong tay cũng không nhiều. Nghe nói thứ này chỉ có Bắc Hải Hải Yêu trấn thủ chỗ mới có, tương đương hung hiểm, cho dù là cửu kiếm vương như thế thực lực đi, cũng rất dễ dàng chết, cho nên có được tương đương không dễ a, tiên sinh, ngài chẳng lẽ muốn cùng chúng ta giao dịch cái này sao? Ngài có bao nhiêu, chúng ta toàn diện muốn, giá tiền không là vấn đề. Lão giả kia liên tiếp như súng máy giống như địa thình thịch, lại là để chính trong lòng tính toán Trác Phàm nhất thời sửng sốt, làm sao, cái đồ chơi này lại danh quý đến loại này cấp độ. Khó trách tiểu nha đầu kia mở miệng thì dám hướng lão tử muốn 10 triệu thánh linh thạch, xem ra nói không giả a. Ây, thứ này, rất chân quý sao? Đương nhiên, nghe nói bất luận cái gì thương thế, cho dù năm châu trấn châu chi bảo, thần binh sáng tạo, vật này cũng có thể trong nháy mắt chữa trị. Nghe nói năm đó bất bại kiếm tôn đại náo Bắc Châu, không ai địch nổi, còn lại ba châu cộng đồng viện trợ, nhưng thương vong rất nhiều. Nhiều bằng này vật, làm cho thụ hắn bá thiên kiếm thương chúng cường giả trong nháy mắt khỏi hẳn, mới quả thực là đem hắn đuổi đi ra. Làm sao, ngài có vật này thế mà không biết, không khỏi khẽ giật mình, lão giả kia lúc này kêu lên. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm dương mắt liếc liếc bọn họ, đạm mạc gật đầu, cái này ta cũng là vừa đem tới tay, xác thực không quá quen thuộc, như vậy. Như thế một điểm, các ngươi ra giá bao nhiêu? 30 triệu thánh linh thạch, không đợi cái kia Ngô Nhiên Trạch mở miệng, tên lão giả kia đã là nhất thời kêu ra tiếng. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm trong lòng kinh hãi, như thế một điểm thì 30 triệu. Vậy mình 20 triệu đổi lấy. Còn mang theo dùng tại tiểu tam tử trên thân linh dược, chẳng phải quá giá trị. Thế nhưng là, nhìn hắn một mực không lên tiếng, Ngô Nhiên Trạch còn tưởng rằng hắn do dự, không khỏi lúc này sắc mặt nghiêm một chút, tăng giá nói, 50 triệu cũng có thể. 50 triệu. Trong mắt co rụt lại, Trác Phàm trong nháy mắt giật mình nhảy một cái, ấn Ngô Nhiên Trạch cái kia truy tên trục lợi bản tính, thế mà ánh mắt nháy đều không nháy mắt liền phóng ra 50 triệu hào ngôn, nói rõ như thế một điểm. Còn không chỉ 50 triệu đâu. Ta ai ra, cái này thứ gì a, như thế quý giá. Thánh linh thạch ở trước mặt hắn, đều thành tảng đá vụn. Mà nhìn hắn vẫn như cũ không nói một lời, Ngô Nhiên Trạch còn tưởng rằng hắn vẫn bất mãn cái này ra giá, không khỏi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta biết, 50 triệu xác thực rất ít, cái này Bắc Hải Ngưng Giao cho dù một chút xíu, cũng là bảo vật vô giá, năm châu trung đoạt chi vật. Nhưng chúng ta bây giờ có thể điều động nhiều nhất tiền tài, chỉ có 50 triệu a. Em gái ngươi, xem ra lão tử lúc trước thật sự là chiếm tiện nghi. Người ta cứu mình nhi tử, mình nhiều cho người ta 10 triệu, còn tưởng rằng đã trả hết nợ nhân tình, báo đáp ân cứu mạng. Không nghĩ tới, đúng là mình chẳng biết xấu hổ, mạnh cướp người ta bảo vật, cái này không lấy oán báo ân sao? Ai, lão tử từ trước tới giờ không thiếu người, lần này thiếu quá nhiều. Lần sau trả lại đi. Ra mặt nhịn không được rút rút, Trác Phàm đoạt lấy hồ lô kia, từ chối cho ý kiến nói, người nào nói cho các người đây là lần giao dịch này chi vật, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Nói, Trác Phàm đem hồ lô kia lần nữa thu nhập trong giới chỉ. Có thể là cứ như vậy, lại là hai người kia nhất thời mắt trợn tròn, hai mắt chăm chú nhìn cái kia giới chỉ, hai mắt đỏ bừng, đầy mắt dục vọng, trong lòng càng là mắng to không ngừng. Đại ca, người ở chỗ này đùa nghịch ta đây, nói tốt muốn làm đại mua bán, hiện tại thả ra lớn như vậy một cái mua bán, chúng ta thành tâm muốn làm, người sao có thể đến giờ phút này lại không làm đâu. Cái này không khi dễ người a, đem chúng ta nghiện đều vạch tới, lại còn nói không làm thì không làm. Chẳng lẽ, người còn có so cái này Bắc Hải Ngưng Giao càng đại mua bán? Không thể nào. Thế nhưng là, sự thật lại là, Trác Phàm trong lòng tránh thức đại mua bán. Xác thực còn ở phía sau, một cái lớn đến, đem bọn hắn toàn bộ thương hội đều chiếm đoạt mua bán. Ây, các ngươi đừng kích động, cái này mới là ta muốn cùng các ngươi làm giao dịch. Nhìn lấy hai người cái kia trần trụi đói khát ánh mắt, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, dường như chính mình là cái không mảnh vải che thân mỹ nữ, vạch đến bọn hắn thú tính đại phát giống như, Trác Phàm không khỏi ho nhẹ một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời xuất hiện một khối sơn hắc tinh thạch, đưa lên. Đạm mạc lên tiếng.
mi mắt lắc một cái kia Ngô Nhiên Trạch đem thạch đầu cầm trong tay cẩn thận chu đáo rất lâu, lại là nghi hoặc lên tiếng, đây là cái gì, cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không biết có thể làm gì dùng. Chúng ta cửa hàng nhưng cho tới bây giờ không làm những thứ này, không biết công dụng đồ vật. Tiên sinh, ta nhìn ngươi vẫn là đem cái kia Bắc Hải ngưng dao lấy ra, chúng ta lại cẩn thận nói chuyện. Tuy nói hiện tại chúng ta tiền tài không đủ, nhưng cũng sẽ rất nhanh bổ đủ. Nếu không, mình đánh phiếu nợ cũng được a. Chúng ta cửa hàng tín dự, đây chính là tiêu chuẩn, mấy ngàn năm danh tiếng lâu năm. Da mặt nhịn không được có chút co lại, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cười thầm. Xem ra vị này đại công tử xác thực đối cái kia Bắc Hải ngưng dao nóng rực rất a, lại trong nháy mắt theo danh môn công tử, biến thành chào hàng người bán hàng rong, liền thân phận cùng đàm phán kỹ xảo đều không muốn, xem ra là thật bức gấp a. Bất quá, Trác Phàm cũng sẽ không cầm thứ này cùng hắn làm giao dịch, hắn chả muốn cầm trở về, cẩn thận nghiên cứu đây. Có lẽ, đây là tỉnh lại tiểu tam tử một cái đường lối cũng khó nói. Đại công tử, cái gọi là tung gạch nhử ngọc, ta đệ nhất kiện xuất ra 11 phẩm linh đan, kiện thứ hai liền lấy ra Bắc Hải ngưng dao, thế nhưng là những thứ này đều không phải là ta muốn theo ngươi giao dịch đồ vật, chẳng lẽ ngươi cho là ta kiện thứ ba xuất ra vật này, lại so với trước hai kiện kém sao? Đầu bất giác hơi hơi dương dương, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng, ta nói qua muốn cùng các ngươi cửa hàng nói đại mua bán, đương nhiên sẽ không cầm Bắc Hải ngưng dao loại vật này, thật giả lẫn lộn. Cái gì, khẩu khí thật là lớn, Bắc Hải ngưng dao, hiếm thấy trên đời, vô thượng chân bảo, vậy mà tại trong miệng ngươi là thật giả lẫn lộn. Không khỏi giật mình, Ngô Nhiên Trạch hai người nhất thời ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó liền một mặt kinh dị nhìn về phía trong tay hòn đá màu đen. Trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Đúng a, gia hỏa này mỗi xuất thủ một kiện đồ vật, đều là không giống tiếng vọng, mà lại một cái so một cái chân quý. Kiện thứ nhất là 11 phẩm linh đan, kiện thứ hai cũng là Bắc Hải ngưng dao, mà tảng đá kia là kiện thứ ba, chẳng lẽ cái này hòn đá màu đen so Bắc Hải ngưng dao còn chân quý? Là chúng ta mắt phụng về, không nhìn ra. Không khỏi, Ngô Nhiên Trạch đem thạch đầu cầm ở trước mắt, cẩn thận xem, hết sức xem. Liều mạng xem, ánh mắt đều nhanh lồi ra đến, có thể vẫn là không có một điểm cảm giác khác thường. Cái đồ chơi này, đến tột cùng là cái gì a? Mi mắt thật sâu nhíu lại, Ngô Nhiên Trạch trong mắt tất cả đều là mê vẻ nghi hoặc, cuối cùng vẫn một mặt mê mang nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, chờ lấy hắn giải đáp. Vận chuyển nguyên lực, giống bình thường luyện công như thế, hấp thu một chút. Khóe miệng xẹt qua quỷ dị đường cong, Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa khoát khoát tay. Cười khẽ một tiếng. Mi mắt lắc một cái, Ngô Nhiên Trạch thật sâu nhìn cái này hòn đá màu đen liếc một chút, sau đó thử nghiệm vận chuyển công lực, bắt đầu hấp thụ phía trên linh khí. Thế nhưng là chỉ một thoáng, khiến người kinh dị sự tình phát sinh. Hắn chỉ là vừa mới vận chuyển công pháp mà thôi, tảng đá kia phía trên lực lượng liền rời núi lấp biển hướng Ngô Nhiên Trạch trong thân thể dũng mãnh lao tới. Mà lại, cùng phổ thông linh thạch, thậm chí là thánh linh thạch khác biệt. Theo tảng đá kia phía trên hấp thu đến lực lượng, vậy mà trực tiếp cũng là nguyên lực, trong nháy mắt thì cùng bản thân hắn nguyên lực dung hợp, sau đó mãnh liệt mà tràn vào hắn đan điền, cọ rửa hắn gân mạch, khiến toàn thân khí thế ngăn không được mặt đất tăng. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ một khối hòn đá màu đen, đã là trong nháy mắt không thấy, mà trong cơ thể hắn cái kia cuồn cuộn nguyên lực, lại là kìm nén đến gân mạch đau nhức, thậm chí đều đã có loại muốn đột phá cảm giác. Không khỏi khẽ giật mình. Ngô Nhiên Trạch ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Phải biết, bất luận chính là vẫn là thánh linh thạch, đều cần tu giả hấp thu bên trong linh khí nồng nặc, sau đó luyện hóa thành nguyên lực, yên tĩnh tu luyện. Mà cái này nhất luyện hóa, liền cần thời gian rất lâu. Căn cứ luyện hóa trình độ khác biệt, có lẽ mấy canh giờ, có lẽ mấy ngày, càng có lẽ mấy năm. Thế nhưng là cái này hòn đá màu đen lại hoàn toàn khác biệt, trực tiếp liền có thể làm nguyên lực hút nhập thể nội. Nếu là cùng người giao chiến lúc, có tảng đá kia kề bên người, vậy sẽ nguyên lực vĩnh viễn không khô kiệt ngày, chiếm tiện nghi lớn. Mà tại tu luyện lúc, trực tiếp đem nguyên lực hấp thu nhập thể, cũng sẽ so ngày bình thường nhanh hơn nhiều được nhiều, tối thiểu nhất, hắn vừa mới hấp thu cái này hòn đá màu đen, bất quá trong nháy mắt công phu, lại cảm thấy là dùng thánh linh thạch tu hơn nửa tháng một dạng. Tối thiểu nhất, cái kia hấp thu tại nguyên lực trong cơ thể tràn đầy trình độ là một dạng. Dù sao, dùng thánh linh thạch cùng linh thạch tu luyện, tại luyện hóa trình bên trong, rất nhiều năng lượng đều sẽ tiêu tán,
sau cùng biến thành chính mình nguyên lực bất quá một phần nhỏ mà thôi. Nhưng cái này hòn đá màu đen không giống nhau, toàn bộ 100% nguyên lực năng lượng đều sẽ chảy vào trong cơ thể mình, chỉ cần mình có thể tiếp nhận, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Như thế tới nói, thời điểm then chốt đột phá cũng thuận tiện nhiều. Dù sao, đột phá có khi liền dựa vào một cái xung lực, năng lượng tràn đầy thì phá, năng lượng không đủ thì dừng. Chỉ là giây lát thời gian, Ngô Nhiên Trạch đã nghĩ đến đây hòn đá màu đen thần kỳ cùng đáng sợ, nếu là người người cầm cái này hòn đá màu đen tu luyện lời nói, cái kia tu luyện tốc độ, tất nhiên là một cái chất bay vọt. Mà vị lão nhân kia nhìn lấy vị này đại công tử, lại còn có chút không hiểu, hỏi, đại công tử, ngài làm sao, vẫn tốt chứ? Đương nhiên, tốt đến không thể tốt hơn. Trong mắt chớp động lên rạng rỡ tinh quang, cái kia Ngô Nhiên Trạch lúc này nhìn về phía Trác Phàm, dùng so lúc trước còn nóng rực ánh mắt, chăm chú nhìn hắn đạo, tiên sinh, đây là vật gì, ngài trong tay còn có bao nhiêu? Khóe miệng xẹt qua một đạo khinh thường đường cong, Trác Phàm nhếch miệng lên, ta dị địa liếc hắn một cái, sâu xa nói, đây là cửu u khoáng tuyển phía dưới ma linh tinh quáng, toàn bộ Nam Châu, cũng chỉ có một mình ta trong tay nắm giữ, mà số lượng A. Ha ha ha, người muốn bao nhiêu, ta có bao nhiêu. Thế nào, cái này mua bán, có thể làm được. Coi như đại mua bán đi. Đương nhiên, tiên sinh quả nhiên người phi thường, cái này mua bán xác thực quá lớn. Mí mắt ngăn không được địa lắc một cái. Ngô Nhiên Trạch trong mắt tràn đầy hưng phấn ánh sáng, cái kia Bắc Hải ngưng giao chỉ là có thể trị liệu đặc thù thương thế thôi, nhưng là cái này ma linh tinh quáng, lại là có thể nhấc lên một trận toàn bộ tu giả cách mạng A. Dạng này tinh thạch bất luận rơi xuống trong tay ai, đều có thể gia tốc tu luyện tốc độ, nói cho cùng, thực lực chân chính mới là chính mình sinh mệnh bảo hộ. Tiên sinh nói linh thạch này so Bắc Hải ngưng giao chân quý hơn, tại hạ rốt cuộc minh bạch ý. Chỉ là... hy vọng tiên sinh làm cho nó một mực chân quý đi xuống. Minh bạch hắn lời nói bên trong chân ý, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, không khỏi cười khẽ một tiếng, làm sao? Muốn lũng đoạn thứ này? Cái đó là, dạng này linh khoáng chỉ có tiên sinh biết, chúng ta cửa hàng tại Nam Châu thâm căn cố đế, nguyện vì tiên sinh đầy tớ, mân mê lớn nhất đại lợi ích. Cùng chúng ta hợp tác, tiên sinh sẽ không lỗ. Như vậy ta phải dùng đường buôn bán. Không có vấn đề. Thành chủ chỗ đó. Cũng không thành vấn đề. Hung hăng khoát tay chặn lại, Ngô Nhiên Trạch bỗng dưng cái gì đều vì Trác Phàm nhận thầu. Một mặt kiên định nói, chỉ cần tiên sinh một mực cùng chúng ta hợp tác, tiên sinh chính là chúng ta cửa hàng lớn nhất khách quý. Tất cả mọi chuyện, cũng không có vấn đề gì, chúng ta cửa hàng hội vì tiên sinh tận mở cửa sau. Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm gật gật đầu, vậy thì tốt, vậy tại hạ trước cáo từ. Yên lặng chờ đại công tử tin tức tốt đi. Nói, Trác Phàm đã là đứng dậy muốn rời khỏi. Chờ một chút. Thế nhưng là, còn không đợi hắn đi ra hai bước, Ngô Nhiên Trạch lại là nhất thời quát to một tiếng, sau đó ý cười đầy mặt mà nói, chỉ là như vậy hàng hóa, tiên sinh đến tột cùng có bao nhiêu đâu. Có thể hay không trước tiên đem tiền kỳ hàng hóa cung cấp một chút, ta cũng dễ nói phục ta phụ thân còn có thành chủ đại nhân chỗ đó. Thế nào, sợ ta hù các ngươi. Ha ha ha, làm sao lại thế, chỉ là 100.000 thạch ma linh thạch, quý cửa hàng Nam Châu tất cả địa phương hàng hóa, ta đều có thể dẫn đầu chọn lựa, thế nào? Rất thống khoái chỗ, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Hung hăng gật gật đầu, Ngô Nhiên Trạch cũng là một lời đáp ứng, đương nhiên, cứ như vậy định, đây là vốn cửa hàng chí tôn thương thẻ, mời tiên sinh nhận lấy. Có cái này, tiên sinh mặc kệ đi hướng chỗ nào, ta cửa hàng tất cả mọi thứ đều có thể đảm nhiệm ngài chọn lựa. Phải biết, cái này chí tôn thẻ tại toàn bộ Nam Châu, chỉ có 5 tấm mà thôi, ngài là tờ thứ 6. 5 tấm. Đúng, Nam Châu người trưởng quản mới có tư cách nắm giữ, thời gian chiến tranh chuẩn bị vật tư, chúng ta cũng giúp đỡ vận chuyển. Cười thần bí, Ngô Nhiên Trạch thăm thẳm lên tiếng. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm cũng là đột nhiên gật đầu, nguyên lai bọn họ còn phát chiến tranh tài A. Bất quá, hắn cũng không để ý, dù sao hắn cũng giống vậy. Kết quả là, nâng lên giới chỉ nói, đại công tử, cái này 100.000 thạch ma linh khoáng cho ngươi, hy vọng có thể mau chóng được đến ngươi tin lành. Tốt, tiên sinh yên tâm tốt. Đụng, hai cái giới chỉ một đôi, dịch chuyển không gian, đại lượng hòn đá màu đen trong nháy mắt chuyển đến Ngô Nhiên Trạch trong giới chỉ, mà Trác Phàm cầm lấy tấm kia màu vàng óng chí tôn thẻ, cũng thu đến trong giới chỉ. Ngay sau đó,
liền lưng cõng cổ tam thông, rời đi nơi này. Ngô Nhiên Trạch cùng lão giả kia một đường đưa tiến, đưa thẳng ra bên ngoài phòng, còn không ngừng bước. Thấy tình cảnh này, trong sảnh người khác lại là không khỏi sững sờ, sau đó thật sâu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Người này là thần thánh phương nào, làm phiền đại công tử tự mình nói chuyện làm ăn cũng liền thôi, đại công tử còn một đường đưa ra bên ngoài phòng. Phải biết, bình thường cho dù lại tôn quý khách nhân, đại công tử cũng chỉ là đưa đến sảnh trước thì ngừng, nhưng hôm nay. Đại công tử, nhị công tử bị người đả thương tại trước viện. Đúng lúc này, một đạo vội vàng bóng người đi vào Ngô Nhiên Trạch trước mặt, thấp giọng nói. Mà phía trước mấy cái thương hội hộ vệ bộ dáng người, đem nhị công tử nâng đỡ, xem thương thế hắn. Hoàn toàn không có liếc hắn một cái, Ngô Nhiên Trạch chỉ là lạnh nhạt nói, không sao cả, hắn tự tìm. Còn có, gần nhất giám sát chặt chẽ hắn, khác kinh hãi khách quý. Đón lấy, hắn liền lại đi tới Trác Phàm bên người, một mặt cười làm lành nói, tiên sinh mời, ta an bài cho ngài hiếu khách sạn, xin ngài xem qua, nếu là không hài lòng, chỉ bằng cùng khách sạn bất luận kẻ nào sách, toàn bộ tụ kim thành, đều theo ngài ý. Ta hiện tại muốn đem lần này sinh ý hạng mục công việc đưa cho gia phụ nhìn, khả năng lớn nhất mấy ngày gần đây không thể tương bồi, mời rộng lòng tha thứ. Không nói gì, Trác Phàm chỉ là đạm mạc gật đầu, bởi vì cùng dạng này người máy nói lời khách sáo, không có gì để nói. Ngươi là ai, vừa mới vậy mà đánh lén bổn công tử, có loại chúng ta một lần nữa. Đột nhiên, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Thân thể trì trệ, Trác Phàm quay người nhìn qua, đã thấy người kia không là người khác, chính là mới vừa rồi bò lên nhị công tử không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói chuyện. Ngô Nhiên Trạch đã đại quát mắng âm thanh, lão nhị, không nên hồ nháo, quấy nhiễu khách quý, nhìn phụ thân làm sao thu thập ngươi, chẳng lẽ ngươi quên 3 năm trước đây? Cũng là quên không 3 năm trước, ta mới càng ngày càng không quen nhìn các ngươi những thứ này khách quý. Hung hăng cắn răng, cái kia nhị công tử chỉ Trác Phàm giống to lên tiếng, có loại chúng ta đơn đấu, ta Ngô Nhiên Đông lần này, tuyệt sẽ không lại dễ dàng bị ngươi đánh ngã. Ngô Nhiên Đông, lông mày nhíu lại. Trác Phàm dương mắt liếc hắn liếc một chút, lại là cười thần bí, không nhìn hắn nữa, thẳng đi bộ nhàn nhã rời đi, bên người thì là tên lão giả kia một đường hầu hạ đi theo. Mà Ngô Nhiên Trạch thì là vung tay lên, để hộ vệ kéo lấy vẫn tại nhanh chóng nhị đệ, một đường hướng một tòa cao đại trang viên chỗ tiềm hành. Cộc cộc cộc, một đạo thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, một chương thông thấu như gương ngọc thạch điêu khắc thành bàn trước, một đôi già nua bàn tay ngay tại cầm trong tay văn kiện. Từng kiện lật xem, lại là đột nhiên trì trệ. Hơi có vẻ hoa dâm đầu nhẹ nhàng nâng lên, lại là lộ ra một trương cao tuổi khuôn mặt, nhìn về phía cửa, thản nhiên nói, ai vậy, chuyện gì? Là ta phụ thân, hài nhi có nhất trọng đại sự vụ, còn muốn mời phụ thân định đoạt. Môn bên ngoài truyền đến một thanh âm quen thuộc, lão giả kia nghe xong liền đã biết người tới thân phận, hơi hơi gật đầu nói, là Nhiên Trạch a, vào đi. Kẹt kẹt. Cánh cửa nhẹ vang lên, Ngô Nhiên Trạch chậm rãi đẩy cửa phòng ra, đạp lên nhẹ nhàng tốc độ đi tới, đằng sau thì là theo chân 5-6 cái dung hồn hậu kỳ hộ vệ, mà thủ hạ bọn hắn đè ép một cái khóe miệng mang thương, mặt mũi tràn đầy bi phẫn bóng người, lại chính là nhị công tử Ngô Nhiên Đông không thể nghi ngờ. Dương mắt khẽ liếc mọi người liếc một chút, lão giả kia trong lòng tựa hồ đã minh bạch cái gì, bất đắc dĩ thở dài, cũng không đi qua hỏi. Ngô Nhiên Trạch thì là cúi người hành lễ. Khuôn mặt giếng cổ không gợn sóng nói, phụ thân, ta thỉnh cầu ngài đem nhị đệ cấm túc nửa vầng trăng, chớ có xấu chúng ta cửa hàng đại sự. Hắn lại thế nào, thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, lão giả kia tiếp tục dựa bàn ngó nhìn văn kiện, tựa hồ không có chút nào thèm quan tâm huynh đệ bọn họ giữa hai người mâu thuẫn giống như. Bờ môi khẽ nhúc nhích, Ngô Nhiên Trạch vừa muốn lên tiếng, Ngô Nhiên Đông cũng đã tránh thoát mấy tên hộ vệ kia trói buộc, vọt tới lão giả kia trước bàn. Hung hăng vỗ bàn một cái, hét lớn, ta làm sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao, ta bị người đánh? Phụ thân, người kia là cái khách hàng lớn, tuyệt đối sẽ để chúng ta cửa hàng tại Nam Châu địa vị, phát sinh chất bay vọt. Dường như hoàn toàn không nghe thấy hắn nói cái gì, Ngô Nhiên Trạch vẫn như cũ một mặt đạm mạc, tĩnh tâm bẩm báo nói, lúc trước nhị đệ cùng vị khách nhân kia có chút mâu thuẫn, may mà khách nhân vẫn chưa thụ thương, cũng không quá để ý sự kiện này. Vẫn như cũng nguyện ý cùng chúng ta giao dịch. Cho nên không khỏi nhị đệ lại gây phiền toái, ta thỉnh cầu phụ thân đem nhị đệ cấm túc, miễn cho đường đột khách quý,
cho cửa hàng tạo thành lớn lao tổn thất. Da mặt nhịn không được co lại, Ngô Nhiên Đông một mặt tức giận nhìn về phía Ngô Nhiên Trạch, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đại ca, các ngươi thì không nghe một chút sự tình ngọn nguồn, liền đem sai lầm chỉ trách tại trên đầu ta. Nhiên Trạch, người kia sinh ý đại a. Thế mà, Ngô Nhiên Trạch còn chưa mở miệng, cái kia dựa bàn lão giả đã là đạm mạc lên tiếng, trong mắt đồng dạng không có một tia gợn sóng, lại là hoàn toàn không quan tâm hắn nhi tử ủy khuất, chỉ là quan tâm cái này sinh ý lớn nhỏ. Đạm mạc gật gật đầu, Ngô Nhiên Trạch cũng căn bản không có nhìn Ngô Nhiên Đông liếc một chút, đi về phía lão giả kia kể rõ nói, phụ thân, người này sinh ý tương đối lớn, muốn so cái kia Bắc Hải Ngưng Giao sinh ý, còn phải lớn hơn nhiều. Cạch, một chỗ, một tiếng vang giòn phát ra, lão giả kia nhất thời dừng thân, trong hai con ngươi ngăn không được run run, sau đó mãnh liệt nhìn về phía Ngô Nhiên Trạch nói, người nói cái gì, có thể so với Bắc Hải Ngưng Giao. Không phải có thể so với, là muốn so Bắc Hải Ngưng Giao sinh ý, còn muốn lớn. Cái này sao có thể, Bắc Hải Ngưng Giao sinh ý, chúng ta mấy ngàn năm qua vẫn muốn làm, nhưng là khổ vì không có con đường, Bắc Châu những người kia chính mình cũng không đủ dùng, thế nhưng là nhìn rất chặt. Nhưng bây giờ ngươi thế mà nói với ta, còn có so Bắc Hải Ngưng Giao càng đại sinh ý, đó là cái gì? Trong mắt tản ra dị dạng hào quang, lão giả kia trong đôi mắt, hiếm thấy xuất hiện nóng rực ánh sáng. Không khỏi mỉm cười, Ngô Nhiên Trạch đạm mạc vuốt cằm nói, phụ thân, đây cũng chính là ta sau đó phải hướng ngài báo cáo sự tình, ngài nhìn cái này. Nói, Ngô Nhiên Trạch đem một khối hòn đá màu đen đưa lên. Nhướng mày, lão giả kia tiếp nhận, lại là không rõ ràng cho lắm. Phụ thân, mời thử nghiệm vận chuyển công pháp, đưa nó luyện hóa thử một chút. Cười thần bí, Ngô Nhiên Trạch giống Trác Phàm như thế, nhắc nhở lấy lão giả động tác. Thật sâu liếc hắn một cái, lão giả khẽ gật đầu, sau đó liền ấn hắn nói đi làm. Thế nhưng là hắn không làm còn tốt, một làm phía dưới, nhất thời như Ngô Nhiên Trạch lúc đó tại Trác Phàm trước mặt đồng dạng, trong tay thạch đầu một nhân tiện tất cả đều hút nhập thể nội, mà lại, chỉ là trong nháy mắt, toàn thân khí thế đại phóng, cuồn cuộn nguyên lực đúng là ngăn không được hướng bên ngoài bắn ra lấy, dường như toàn thân cao thấp đều tràn ngập lực lượng giống như. Trong mắt nhịn không được co rụt lại. Lão giả kia càng thêm lớn kinh hãi, một mặt không thể tin nhìn về phía Ngô Nhiên Trạch nói cái này. Đây rốt cuộc là cái gì? Ma linh tinh thạch. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, Ngô Nhiên Trạch nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, liền một năm một mười đem tất cả mọi thứ đều hồi báo cho lão giả kia, sau đó vội vàng nói, thứ này, vị tiên sinh kia đã trước dự chi cho chúng ta 100.000 thạch, về sau hội cùng chúng ta đạt thành lâu dài hiệp nghị, hắn chỉ là muốn mượn một chút chúng ta đường buôn bán mà thôi. Hải Nhi đã đáp ứng hắn, còn mời phụ thân có thể mau chóng cùng cái kia Hoàn Khố thành chủ đạt thành hiệp nghị, cầm tới đường buôn bán sử dụng phê chuẩn. Trong mắt tinh mang lóe lên, lão giả kia cũng là bình tĩnh gật gật đầu, không khỏi cười lớn một tiếng, đó là đương nhiên, dạng này đại sinh ý, há có thể trắng trắng bỏ lỡ. Lão phu cái này đi phủ thành chủ một chuyến, hỏi hắn muốn phê chuẩn. Ai, nếu không phải cái kia Bách Lý Cảnh Ngọc rõ ràng là một giá áo túi cơm. Còn muốn học người giả ngu, mỗi lần càng muốn lão phu tự mình cùng hắn trao đổi lời nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, Nhiên Trạch ngươi một người tiến đến đã đủ. Bất quá cái này cũng không muốn gấp, chừng 2 năm nữa, lão phu liền đem thương hành hội trưởng chi vị chính thức truyền cho ngươi, đến lúc đó ngươi thì cùng cái kia hỗn tiểu tử mài đi a, ha ha ha. Bất giác cười một tiếng, Ngô Nhiên Trạch cũng là từ chối cho ý kiến, mắt bên trong rất bình tĩnh. Cũng không có bởi vì lập tức liền phải thừa kế toàn bộ thương hội, mà có chút hưng phấn. Bởi vì cái này, vốn là chuyện đương nhiên. Tại cái này Hải Xuyên cửa hàng bên trong, hắn sớm đã đặt vững chính mình không có thể dung chuyển địa vị, phụ thân đối với hắn tán thưởng có thêm, còn lại cửa hàng mọi người đối với hắn cũng tôn sùng đầy đủ. Tuổi còn trẻ, đã là tại phụ thân hắn phía dưới tối cao chủ quản, lớn bao nhiêu sinh ý, không cần phụ thân hắn xuất mã, chính hắn liền có thể giải quyết. Mà lại không một lần bại. Điều này không khỏi làm phụ thân hắn, đối với hắn càng thêm yên tâm, truyền ngôi cho hắn, cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Đến mức tranh giành tài sản, tranh danh vị. Hừ hừ, xin lỗi, hắn chả chưa từng đem hắn cái kia không nên thân đệ đệ, để vào mắt, dường như cái kia lão đệ cũng là cái chân không, có hay không cũng không đáng kể, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ghen ghét. Chờ một chút. Thế mà, ngay tại lão giả kia muốn rời khỏi lúc, hét lớn một tiếng lại là mãnh liệt vang lên,
Ngô Nhiên Đông mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía hai người, mặt đều nín đến đỏ bừng, trong mắt tràn đầy huyết mang, quát lớn lên tiếng, phụ thân, đại ca, trong mắt các ngươi chỉ có sinh ý sao? Cửa hàng người bị người nhục nhã, ngay cả ta cái này nhị công tử đều bị người đánh, các ngươi liền không có một chút phản ứng sao? Làm ăn làm được như thế biệt khuất, sinh ý coi như làm được lại lớn, có làm được cái gì? Lạnh lùng liếc hắn một cái, lão giả kia lại là bất đắc dĩ lắc đầu, ai, Nhiên Đông, lão phu đã sớm cùng huynh đệ các ngươi nói qua, làm ăn dĩ hòa vi quý, riêng là giống chúng ta dạng này đại sinh ý, chỗ liên hệ, đều là danh môn vọng tộc. Đừng nhìn chúng ta sinh ý khắp Nam Châu, nhưng nói cho cùng, giàu không cùng quan viên tranh giành, thiên cổ bất biến. Một khi đi sai bước nhầm, lấy tiểu nhân đạo nhi, chỉ sợ sẽ là diệt môn chi họa, gắn liền với thời gian đã chậm. Bằng không, Bách Lý Cảnh Ngọc một cái kẻ bất lực mà thôi, lão phu vì sao còn mỗi lần dán vào ra mặt, cùng hắn liên hệ đi, không cũng là bởi vì hắn là Bách Lý gia người sao? Khác đề cập với ta Bách Lý Cảnh Ngọc, ta hận không thể giết hắn. Hung hăng khoát tay chặn lại, Ngô Nhiên Đông hận đến càng thêm phẫn nộ, trong mắt đều xuất hiện chánh thức sát ý. Ánh mắt bất giác lạnh lẽo, Ngô Nhiên Trạch lúc này hét lớn lên tiếng, nhị đệ, chớ hồ đồ, chúng ta làm ăn luôn luôn dĩ hỏa vi quý, mới có hôm nay quy mô. Bằng không, không có đại lượng vật tư tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, ngươi cho rằng ngươi có thể nhanh như vậy đến dung hồn cảnh sao? Mà không có thực lực, ngươi trước mặt người khác cũng là người yếu, mặc người thịt cá. Vậy chúng ta bây giờ khúm núm nịnh bợ, giống như cũng không phải là người yếu sao? Chúng ta bây giờ đối lên là người yếu, nhưng đối dưới, lại là cường giả chân chính. Có thể nếu chúng ta đem sinh ý hủy, gia tộc vẫn diệt, như vậy bất luận đi tới chỗ nào, đều là người yếu, điểm ấy chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Ngô Nhiên Trạch giận hừ một tiếng, nhìn về phía còn lại người nói, ta cùng phụ thân muốn đi phủ thành chủ. Các ngươi bắt hắn cho ta giam lại, nhìn cực khổ, tuyệt đối đừng để hắn đi làm phiền vị kia khách quý. Muốn là ảnh hưởng ta được đại sinh ý, bắt các ngươi là hỏi, hừ. Vừa dứt lời, hai cha con liền không tiếp tục nhìn Ngô Nhiên Đông liếc một chút, thẳng ra ngoài, mà những hộ vệ kia thì là đưa mắt nhìn hai người rời đi bóng người, khom người cúi đầu. Đụng! Thế mà, còn không đợi bọn hắn đứng thẳng lưng lên, nhưng ngửi một tiếng vang thật lớn ầm vang phát ra. Nhìn không được giật mình, chúng hộ vệ quay đầu nhìn qua, lại chính gặp trong phòng chẳng biết lúc nào, vậy mà mở một cái to lớn đại động khẩu, ngoài phòng rực rỡ ánh sáng mặt trời, không trở ngại chút nào địa liền bắn vào. Mà nguyên bản Ngô Nhiên Đông chỗ vị trí chỗ, lúc này lại đã rỗng tuếch. Hỏng bét, nhị công tử chạy, nhanh truy, trong mắt nhìn không được co rụt lại, mọi người liếc nhìn nhau, lại là trong lòng kinh hãi, đạp chân xuống, liền vội gấp đuổi theo, theo cái kia cửa động. Liền trong nháy mắt bay hướng về bầu trời. Lại ai không biết, tại căn phòng kia ngoại viện rơi chính phía dưới bụi cỏ ở giữa, Ngô Nhiên Đông đầu chợt liền chui ra, nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng người, không khỏi song quyền nắm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, các ngươi muốn nói thành cuộc làm ăn này, ta hết lần này tới lần khác không cho. Nói, Ngô Nhiên Đông cũng là một bước chân, thẳng hướng một phương hướng khác bay đi, lại chính là toàn bộ tụ kim thành lớn nhất lớn một cái khách sạn chỗ. Mà chỗ đó, cũng chính là Ngô Nhiên Trạch an bài Trác Phàm hai cha con đặt chân chỗ. Nửa canh giờ về sau, một gian tráng lệ gian phòng bên trong, Cổ Tam Thông yên tĩnh địa nằm tại bị thương, hô hấp yếu ớt, vẫn không có cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Trác Phàm ngồi ở giường xuôi theo, đem hắn thủ đoạn, nhẹ nhàng xem một phen về sau, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, còn tốt, cũng không có chuyển biến xấu xu thế. Vốn là hắn có thể đem Cổ Tam Thông đặt ở trong giới chỉ mang đi, nhưng lại sợ hãi Cổ Tam Thông có cái gì dị biến, vẫn cõng lên người, tùy thời xem, hiện tại liên tiếp mấy ngày, Cổ Tam Thông thương thế xem ra ổn định, hắn cũng yên lòng. Hải xuyên cửa hàng, ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm đang dò xét Cổ Tam Thông tình huống về sau, tâm tình bình tĩnh, trực tiếp từ suy nghĩ lên, Ngô Nhiên Trạch cùng toàn bộ cửa hàng làm thương nhân mà nói, xác thực thông minh tháo vát, nhưng là quá mức trục lợi. Lại làm cho người không yên lòng a. Thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly, riêng là cái này cửa hàng người, càng là như vậy. Như thế tới nói, cho dù thu, cũng rất dễ dàng phản bội, ngược lại là cái kia nhị công tử. Đi ra, cái kia người nào? Người đi ra cho ta muốn theo người đơn đấu. Thế mà, còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, một tiếng phẫn nộ hét lớn lại là nhất thời tại ngoài cửa sổ vang lên.
mi mắt bất giác vẩy một cái, Trác Phàm lại là nhất thời bật cười ra tiếng. Ngô Nhiên Đông, tiểu tử này ta còn không có tìm tới hắn, hắn đổ tìm tới cửa, rất tốt, ha ha ha. Siêu, một đạo hắc ảnh lướt qua, Trác Phàm bóng người nhất thời xuất hiện tại cái kia Ngô Nhiên Đông trước người, nhìn hai bên một chút, giống tuếch, đã không có người khác tại chỗ, không khỏi khẽ cười một tiếng nói, làm sao? Đánh nhau trước tiên dọn bãi. Ta là Hải Xuyên Thương Hành nhị công tử, ta để bọn hắn lăn, bọn họ dám không lăn sao? Lạnh lùng nhìn lấy Trác Phàm, Ngô Nhiên Đông không khỏi oán hận lên tiếng, hôm nay thì hai người chúng ta, bổn công tử có thể muốn xuất ra toàn lực, sẽ không đi như lúc trước như vậy, bị ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Mi mắt hơi nhíu, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, nhất thời khẽ cười nói, thì ra là thế, ngươi là sợ thương tới vô tội a, xem ra ngươi người này ái tâm còn thật đầy đủ tràn lan. Chính mình cũng không để ý tới, còn nghĩ đến người khác. Phải biết, ngươi thế nhưng là bại tướng dưới tay ta, lần này đơn đấu, ngươi thật có lòng tin đánh thắng ta. Im miệng, mặc kệ có thể hay không thắng, hôm nay ngươi theo chúng ta Hải Xuyên cửa hàng cửu oán xem như kết xuống, nạp mạng đi đi. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, Ngô Nhiên Đông đạp chân xuống, liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi, đồng thời trong tay kết ấn, băng lãnh khí tức nhất thời theo trong cơ thể hắn cuồn cuộn phát ra. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, băng long bảo. Minh bạch Trác Phàm không phải phổ thông nhân vật, không thể khinh thị, Ngô Nhiên Đông vừa lên đến liền sử xuất bản lĩnh giữ nhà, toàn lực ứng phó. Chỉ một thoáng, nhưng nghe một tiếng gầm thét khiếu thiên, Ngô Nhiên Đông thân thể đúng là trong nháy mắt hóa thành từng đạo băng lãnh ngân quang, sau đó ầm vang một tiếng khuếch tán ra đến, hóa thành chín đạo trắng xám long ảnh, hung hăng hướng Trác Phàm đánh tới. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong lòng không sai, cùng một loại vũ kỹ, người khác nhau, khác biệt cảnh giới xuất ra, cũng sẽ có khác biệt uy lực. Cái này băng long bạo mặc dù là huyền giai vũ kỹ, nhưng là Ngô Nhiên Đông lại là dung hồn cảnh cao thủ, thần hồn vẫn là nguyên tố thần hồn, ngàn năm băng phách. Cứ như vậy, thần hồn cùng vũ kỹ dung hợp, toàn bộ thân thể liền hóa thành chín đầu băng long, uy lực nâng cao một bước. Bất quá, tai hại cũng là rõ ràng. Nếu là gặp phải có thể khắc chế nguyên tố thần hồn cao thủ lời nói, vậy hắn cái này xông lên phía trên, nếu là không có đem đối thủ đánh bại, chính mình liền sẽ nhất thời rơi vào hiểm cảnh, khó có thể thoát ra. Rất đáng tiếc, Trác Phàm chính là như vậy tồn tại. Hơi nhếch khóe môi lên một cái tà dị đường cong, Trác Phàm dưới chân đạp nhẹ, tại cái kia cửu long hướng trước khi đến, đã là thẳng bay khỏi, đứng lơ lửng trên không. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Hắn lúc trước nơi ở, đã là tại chín đầu băng long trùng kích vào bỗng dưng nổ tung lên, từng trận hàn khí cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, nhất thời liền đem khách sạn chung quanh hết thảy sự vật tất cả đều đóng băng lên, nghênh gió thổi qua, cờ rắc. Một tiếng toàn bộ vỡ vụn. Mà cái kia chín đầu băng long, nhưng lại chưa bởi vậy sau một kích, liền biến mất không còn tăm tích, mà chính là ngửa đầu nhìn đến không trung Trác Phàm, tiếp tục hung hăng hướng chỗ của hắn đuổi theo, không chết không thôi. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Thật sâu nhìn xem phương cửu long nhất mắt, Trác Phàm nhếch miệng lên, lộ ra một đạo tà dị đường cong, sau đó phải đồng tử bên trong, vầng sáng màu vàng óng chiếu sáng rạng rỡ. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, chín đầu đá lạnh long tại cửu thiên phía trên hung hăng va chạm, mạnh mẽ hàn khí nhất thời phát tán, làm cho toàn bộ không khí đều đông lạnh lên, sau đó ầm vang vỡ vụn, hóa thành từng đạo vụn băng, rơi xuống. Thế nhưng là, cái kia vụn băng bên trong, dĩ nhiên đã không có Trác Phàm bóng người. Hưu, một cái lắc mình, Trác Phàm đột nhiên xuất hiện tại một hướng khác, một mặt tà cười nhìn về phía cửu long chỗ đó, phảng phất tại chê cười hắn vô dụng công đồng dạng. Điều này không khỏi làm Ngô Nhiên Đông càng thêm lớn giận, lớn lên giống một tiếng, chín đầu băng long lần nữa cấp tốc hướng Trác Phàm hung hăng đánh tới. Bất quá đáng tiếc, Trác Phàm thân có không minh thần đồng chi uy. Thân hình lơ lửng không cố định, nhưng nghe ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt, chín đầu băng long mảnh vụn vẩy ra đầy trời, nhưng vẫn như cũ khó có thể sát bên Trác Phàm một chéo áo. Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy, Ngô Nhiên Đông trong lòng càng thêm nổi giận, nhưng là trên mặt lại càng là ngưng trọng rất nhiều, bởi vì Trác Phàm thực lực đã thật to vượt qua hắn tưởng tượng. Muốn tránh thoát hắn thương hại, quả thực cũng là nhẹ nhõm tự tại, không có chút nào khó khăn a. Cái này chính cho thấy giữa hai người thực lực chênh lệch thật lớn, thực lực đối phương còn mạnh hơn hắn hơn rất nhiều,
chỉ là người ta khinh thường tại cùng hắn tranh đấu mà thôi. Đại thể lúc này, thế yếu một phương cũng nên minh bạch, biết khó mà lui. Thế nhưng là, Ngô Nhiên Đông lại là vẫn như cũ hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm chỗ đó, trong mắt tràn đầy nóng rực hồng mang, lại cũng không nhụt chí. Bởi vì hắn cũng không phải là tránh thức muốn đánh bại Trác Phàm, mà chính là thương tổn hắn một sợi lông liền đã đủ. Dạng này liền đầy đủ, liền đã có thể phá hư song phương giao dịch. Nghĩ như vậy, Ngô Nhiên Đông không khỏi lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thoáng chốc chín đạo băng long đồng thời ngửa mặt lên trời lớn lên giống, khí thế đại thịnh, thậm chí rét lạnh kia khí tức, liền cả mảnh trời hư không đều cóng đến cứng ngắc, tản ra trắng bệch chi sắc. Nguyên bản sáng sủa bầu trời, che lên một đám mây đen, đóa đóa khiết trắng tuyết hoa, yên tĩnh tung bay xuống tới, theo khí thế kia rồi rào nộ hống. Nhất thời hình thành một cỗ gió bão đột nhiên tuyết, đem Trác Phàm bốn phía tất cả mọi thứ đều bao bọc ở bên trong, thấy không rõ bốn phía động tĩnh. Nhìn lấy đây hết thảy, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng, nhìn tới. Lần này mới là hắn tránh thức suốt toàn lực a. Nếu là không đem tiểu tử này lại đánh ngã, đoán chừng hắn là không chịu từ bỏ ý đồ. Ai, vốn là muốn cho hắn chỉ con đường sáng, kết quả vừa lên đến thì muốn động thủ. Thực sự không có ý tứ, hắc hắc hắc. Trác Phàm miệng phía trên nói như vậy lấy, nhưng trên tay đã vén tay áo, một mặt hưng phấn bộ dáng, trên mặt tất cả đều là tà tiếu chi sắc, rõ ràng cũng là nóng lòng muốn thử a. Là nhị đệ. Mà một bên khác, chính ở một tòa đèn đuốc sáng trưng thành bảo trung trao đổi sự vụ Ngô Nhiên Trạch, thấy một lần bên ngoài khí tượng đại biến, tuyết bay ngập trời, không khỏi nhất thời mặt sắc mặt ngưng trọng, giống kêu ra tiếng, đáng chết, tên tiểu tử thúi này. Lại cho ta thêm phiền phức. Bọn họ phụ thân gặp, cũng là nhìn không được mi mắt lắc một cái, mắng to lên tiếng, đám kia gia nô là làm sao làm, không có đem hắn xem ra à, thế mà ra tới quấy rối. Nếu là hủy cái này khó gặp đại sinh ý, nhìn lão phu làm sao thu thập bọn họ, hừ. Hoàn toàn không có nghe được chính mình phụ huynh đối với mình của trách, bất quá Ngô Nhiên Đông đã nghĩ đến, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ làm theo ý mình. Không thèm để ý chút nào, khí thế cường đại tiếp tục phóng thích. Giống. Lại là một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên, cái kia chín đầu băng long khí thế đã đạt đến từ trước tới nay ngọn núi cao nhất, nối liền đất trời, khí thế rộng rãi. Ngay sau đó, chín con rồng đuôi hất lên, cùng nhau hướng về Trác Phàm chỗ đó hung hăng phóng đi, chớp mắt tới gần, đúng là so lúc trước càng nhanh mấy bậc không thôi. Mà lại lần này, chín đầu băng long không còn giống vừa mới như thế lung tung đập vào. Mà chính là bốn phương tám hướng tụ đến, như cùng một cái lồng chim một dạng, hoàn toàn đem Trác Phàm vây quanh ở bên trong, sau đó hung hăng đánh tới. Bất quá lần này, Trác Phàm cũng bất động, chỉ là cánh tay phải bên trên, cuồn cuộn chấn động tâm hồn hồng mang, càng không ngừng rung động, phát ra cuồng bạo khí thế. Không minh thần đồng tầng thứ tư, hư không chấn. Cửu đầu long bài đã hung hăng đánh tới, nhưng là Trác Phàm lại là vẫn như cũ bất động, hoàn toàn không để trong lòng. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong về sau, phải trong con mắt bỗng dưng chớp động lên bốn nói vầng sáng màu vàng óng đến. Ông! Chỉ một thoáng, Trác Phàm bốn phía ngàn mét bên trong, toàn bộ không gian cấp tốc chấn động, liền đại khí cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, không ngừng xé nát, phát ra run run nổ đùng. Mà cái kia chín đầu băng long, bên trong tám đầu, tại cái này rung động mới xuất hiện trong tích tắc, liền nhịn không được thân thể lắc một cái, ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng. Trong nháy mắt vỡ vụn thành vụn băng, tứ tán bay múa mà đi. Chỉ có một đầu, tựa hồ còn cố tự chấn định lấy thân thể, nghiến răng nghiến lợi, muốn tiếp tục đánh tới, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được thân thể chấn động, lòng đuôi hất lên, nhất thời lui về phía sau trở về. Ha ha ha, cái này không liền tìm đến chân thân sao? Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, nhất thời một bước bước chân, hướng cái kia cấp tốc rút lui băng long bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã là đi vào trước người hắn, tràn ngập bạo lệ một quyền, hung hăng nện xuống, chín đầu băng long, tám đầu nguyên lực biến thành, chỉ có một đầu là dung hồn sau hóa đến, cho nên mới có thể chống cự vừa mới không gian chấn động. Nhị công tử, người chiều này ở trước mặt ta, thế nhưng là mảy may tác dụng không có a. Đụng, một tiếng nặng nề mà nện gõ, vang vọng giữa trời, nhưng người một đạo long ngâm gào rú. Đầu kia băng long liền nhất thời miệng phun một ngụm đỏ thẫm máu tươi, bỗng dưng ngã xuống tới đất, một tiếng ầm vang đập ra một cái đường kính hơn 100 mét hố lớn. Chờ luồng gió mát thổi qua, bụi mù tiêu tán,
chỗ xuất hiện tại Trác Phàm trước mắt, chỉ là một thân hình yếu đuối, sắc mặt xám trắng thanh niên mà thôi, khóe miệng còn mang theo một tia đỏ tươi đã lui, lại chính là nhị công tử, Ngô Nhiên Đông không thể nghi ngờ. Chậm rãi rơi xuống trước người hắn, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, thế nào, còn đánh sao? Hừ, lần này tính ngươi thắng, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi đã thương bổn công tử, Hải Xuyên cửa hàng là không biết bỏ qua, ngươi chờ chết đi. Hung hăng khẽ cắn môi, Ngô Nhiên Đông tràn đầy không cam lòng, sau đó giận hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Thế nhưng là, còn không đợi hắn đi mấy bước, Trác Phàm cái kia nhẹ nhàng thì thầm lại là nhất thời vang lên, ngươi cứ như vậy không nghĩ, các ngươi cửa hàng cùng ta làm thành khoản này đại mua bán sao? Thân thể nhịn không được trì trệ, Ngô Nhiên Đông sắc mặt chợt biến, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu một mặt chế giễu nhìn về phía Trác Phàm, giễu giễu nói, hừ, buôn bán, ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi thương bổn công tử, ngươi cho rằng ta cha còn có thể theo ngươi buôn bán. Nằm mơ đi thôi, hắn không đem ngươi chặt đi chặt a, làm thịt nuôi chó, thế là tốt rồi. Há, phải không, thế nhưng là ta nhìn lệnh huynh đối với kinh doanh, dường như so với ngươi càng để bụng hơn a. A không, hẳn là trong mắt của hắn chỉ có sinh ý, không có ngươi. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm đối chọi gay gắt, suy cười ra tiếng. Da mặt nhịn không được hung hăng run run, Ngô Nhiên Đông cắn thật chặt răng, ngụy biện nói, ta đại ca là đại ca, cha là cha. Hiện tại cửa hàng, còn có cha ta làm chủ. Xem hình mà biết rõ ý, lệnh huynh tại cửa hàng địa vị ta rất rõ ràng, nhìn lệnh huynh phong cách hành sự, liền biết lệnh tôn là cái gì tác phong. Không khỏi khinh miệt lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, như là lệnh tôn thật đối người yêu mến có thêm, lệnh huynh đối người thái độ, tất nhiên khác biệt. Hoặc ghen ghét, hoặc cùng yêu mến, nhưng bây giờ không có cái gì. Đó chỉ có thể nói, nhị công tử tại quý cửa hàng lăn lộn thật rất thảm, so như trong suốt A. Im miệng, không khỏi hung hăng nắm nắm quyền, Ngô Nhiên Đông đột nhiên hét lớn âm thanh, chỉ Trác Phàm cái mũi nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chửi bới chúng ta cửa hàng. Nói cho ngươi, ngươi theo chúng ta cửa hàng sinh ý hoàng, cút cho ta, cút ngay. Thật sâu nhìn lấy hắn. Trác Phàm không khỏi bật cười ra tiếng, ta liền nói a, ngươi là muốn phá hư song phương giao dịch, thế nào, cái đuôi hổ ly lộ ra đi. Ngô, bờ môi lắc một cái, Ngô Nhiên Đông trên mặt biến ảo không ngừng, nhìn nói với Trác Phàm không ra một câu. Người này đến tột cùng là ai, vì chuyện gì sự tình liệu địch tiên cơ, còn có thể trong nháy mắt xem thấu ta tâm tư đây. Ngươi có phải hay không thật rất muốn quấy nhiễu cái này đơn sinh ý. Ngô Nhiên Đông một mực ngơ ngác đứng tại chỗ, trầm ngâm không nói, Trác Phàm nhìn chằm chằm hắn, lại là đột nhiên địa lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị, sâu xa nói, có thể nói sống nguyên nhân sao? Nếu là lý do đầy đủ lời nói, ta có thể từ bỏ cái này đơn sinh ý, như ngươi mong muốn. Cái gì? Không khỏi giật mình, Ngô Nhiên Đông bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, trên mặt biến ảo không ngừng, ngươi không phải phải dùng đường buôn bán sao? Nếu là cái này đơn sinh ý không thành, người mượn thế nào dùng nhà ta đường buôn bán? Cái này ngươi không cần phải để ý đến, dù sao ta chính là như thế tùy tính người, ha ha ha. Trong mắt tinh mang lấp lóe, Trác Phàm dùng tràn đầy mê hoặc thanh âm nói, nhị công tử, ngươi tại cửa hàng địa vị ta tương đối rõ ràng, bà ngoại không thương, cứu cứu không đau, chính sự không xen tay vào được, việc vặt vãnh cũng không cần đến ngươi làm, có thể nói là phế nhân một cái. Ngươi trước chớ chối. Ta nói là sự thật. Bất giác thản nhiên cười, Trác Phàm tiếp tục nói, không xen tay vào được ngươi, không quản được cửa hàng, thực lực quá yếu ngươi, lại cải biến không ta tâm tư. Giờ này khắc này, cái này đơn sinh ý thành công hay không, liền quyết định tại ta và ngươi cha cùng đại ca ba người trong tay, người khác đều cải biến không. Mà ngươi nếu là có thể ảnh hưởng cha ngươi cùng đại ca lời nói, sớm cứ làm như vậy, còn cần đến tới tìm ta. Cho nên, bây giờ có thể hoàn thành ngươi ý nguyện. Chỉ có ta, mà ta chỉ là muốn nghe một cái lý do chính đáng mà thôi, chẳng lẽ điểm này, nhị công tử đều nói không nên lời, chỉ là bởi vì nhất thời tức giận, mới đến gây chuyện thị phi à, cái kia cùng tiểu hài tử khác nhau ở chỗ nào. Khó trách ngươi cha chướng mắt ngươi. Bờ môi hơi hơi run run, Ngô Nhiên Đông nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, nhưng là rất lâu, lại là bất đắc dĩ thở dài, tiện hóa nói tốt, ngươi muốn nghe nguyên nhân là a, cái kia ta nói cho ngươi. Ta hận cái này thương hội, ta không muốn để cho nó đem sinh ý làm tiếp lớn, ta muốn hủy nó, có thể chứ?
vì cái gì, người thế nhưng là thương hội nhị công tử, chính thức thượng tầng nhân vật, người được lợi a. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trực tiếp tìm tới một khối to lớn đá vụn ngồi xuống, nhìn lấy cái kia phẫn nộ bộ dáng, thăm thẳm lên tiếng, loại lời này muốn là xuất từ những hộ vệ kia miệng lời nói, ta còn có thể lý giải, dù sao đối lão bản hữu lời oán giận, không thể tránh được. Thế nhưng là ngươi làm người thừa kế, không đem ngươi đối thủ cạnh tranh, đại ca Ngô Nhiên Trạch làm là cái đinh trong mắt, hết lần này tới lần khác muốn hủy gia nghiệp, đối với người nào cũng không có chỗ tốt, ta chỉ có thể nói, ngươi là cái bại gia tử, muốn bại rơi tổ tông cơ nghiệp. Vẫn là nói, ngươi không mãn đại ca trong nhà địa vị, ghen ghét tại hắn. Cái này cũng đúng, hồ ly ăn không được quả nho, liền nói quả nho chua, một hơi hủy, nhất phách lưỡng tán, ta không lấy được ngươi cũng mơ tưởng được, người như vậy ta trước kia cũng xác thực gặp qua. Ngươi mới là cái loại người này đây, ta Ngô Nhiên đông đỉnh thiên lập địa, cho dù một thân xuất hộ cũng không quan trọng, như thế nào ham thương hội danh vị. Cái kia vì sao? Quá vô tình. Mí mắt không khỏi mị mị, Ngô Nhiên đông hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi cũng đi qua thương hội, nhìn đến những người kia khúm núm nịnh bợ trò hề sao. Chố mắt nhìn, Trác Phàm suy nghĩ một chút, đạm mạc gật đầu, ta cảm thấy cũng không tệ lắm a, phục vụ đúng chỗ. Đó là ngươi cảm giác. Hận hận khẽ cắn môi, Ngô Nhiên Đông trong lòng tựa hồ kìm nén một cơn tức giận, nộ hống lên tiếng, chúng ta Hải Xuyên cửa hàng luôn luôn đối khách nhân cung kính có thêm, cho nên sinh ý làm đến ngũ hồ tứ hải, đây cũng là ta trước kia kiêu ngạo. Bởi vì ta cảm thấy sinh ý liền nên hòa khí sinh tài, mọi người lễ kính đối đãi mới có thể thành sự. Nhưng là về sau, ta mới phát giác, dạng này hòa khí sinh tài, sau cùng biến thành một loại mềm yếu. Đối với một số cao tầng, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại cũng coi như, nhưng là sau cùng liền nhân mạng đều làm ra đến, vẫn như cũng muốn duy trì cái kia chút kinh doanh quan hệ, cũng quá khuất nhục. Làm ăn vốn là có kè mặc cả, người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, thế nhưng là ngươi như đối với ta không tuân theo, ta làm gì đối ngươi có nhân. Chúng ta đã làm được đủ lớn, không cần đến giống một số vừa cất bước thương nhân như thế, khúm núm. Ngây thơ. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã là khẽ cười một tiếng, khinh thường bĩu môi nói, khó trách người lão cha đem người phơi đến một bên, người dạng này sớm muộn ra chuyện. Cho là mình đã có thể lập ở thiên địa, không cần ủy khúc cầu toàn, lại ai không biết, vẫn tại cường giả chân chính trong khống chế, chỉ cần đi sai bước nhầm một bước. Lập tức nhà hủy tộc diệt xuống chàng. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Ngô Nhiên Đông không khỏi cả kinh nói, người cũng nói như vậy. Đương nhiên, từ xưa giàu không cùng quan viên tranh giành, không phải không đạo lý. Bất giác bật cười khoát khoát tay, Trác Phàm thật sâu nhìn về phía hắn, trong mắt tinh mang lóe lên, dường như xem thấu khác ý nghĩ giống như, nhị công tử, lần kia náo chết người sự tình, đối phương có phải hay không hiển quý người, các ngươi không thể trêu vào a. Mí mắt lắc một cái, Ngô Nhiên Đông hung hăng gật gật đầu, cắn răng nói, 3 năm trước đây, bồi ta cùng nhau lớn lên huynh đệ, bởi vì chính mình muội tử bị thành chủ Bách Lý Cảnh Ngọc Trắng trợn cướp đoạt, xâm nhập phủ thành chủ cứu người, kết quả hai người song song chết thảm. Khi đó ta muốn dẫn người đi nhắc lên hắn phủ thành chủ, kết quả bị ta đại ca mật báo, lão cha đem ta khóa 10 năm mới thả ta đi ra, thì sợ đắc tội tên phế vật kia. Khi đó ta mới biết được, chúng ta thương hội là yếu cỡ nào tiểu. Trước kia thương hội bên trong người tổng là cười nhạo Bách Lý Cảnh Ngọc vô năng, toàn bộ tụ kim thành thực quyền đều trong tay chúng ta, nhưng lần đó, ta mới biết được, cần phải bị chế giễu là chính chúng ta. Một cái hạng người vô năng, liền có thể để một cái hối thông năm châu đại thương hội hộ vệ chết thảm, cũng không dám từ một chút khí, vậy nếu là một cái có năng lực thành chủ đến, chúng ta còn có thể đặt chân sao? Bề ngoài thì ngăn nắp thương hội, nguyên lai là như thế yếu đuối a. Ha ha. Vậy cũng không. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, Hải Xuyên cửa hàng nói trắng ra, chỉ là năm châu cấp trên muốn liên thông năm châu mậu dịch công cụ dùng đến tốt thì dùng, dùng không tốt thì đổi một thanh, tuyệt đối đừng đem chính mình muốn quá trọng yếu. Bất quá, người cái kia phụ huynh cũng xác thực quá cẩn thận chút. 3 năm trước đây sự kiện kia, nếu là người khác vật cầm quyền còn khó nói, nhưng đó là Bách Lý Kinh Vĩ xưng tướng A. Người này là cái làm đại sự người, biết cái gì gọi là nặng nhẹ. Các ngươi lúc đó coi như nhắc lên hắn phủ thành chủ thì thế nào? Các ngươi cái này công cụ, vẫn là dùng cực kỳ thuận lợi, Bách Lý Kinh Vĩ không có khả năng vứt bỏ. Chính ngược lại,
các ngươi lúc đó nếu có thể đem tiểu tử kia tự mình giao cho Bách Lý Kinh Vĩ trước mặt, lại ca tụng một phen thừa tướng công tích, cho thấy một chút chính mình trung thành, hơi chút xuất sắc một cái tồn tại cảm giác. Chắc hẳn vị này thừa tướng hội rất tình nguyện làm hồi bao long đồ, thu liễm dân tâm. Bách Lý gia tộc quá nhiều người, thiếu một cái phế vật dâu ria, ha ha ha. Trong lòng bất giác run lên, Ngô Nhiên Đông thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, trên mặt đều là nghiêm túc chi sắc. Đúng a, lúc đó hoàn toàn có thể xin giúp đỡ Bách Lý Kinh Vĩ a. Thế nhưng là vừa nghĩ tới bọn họ đều tính chăm dặm, là người một nhà, liền từ bỏ quyết định này, ai không biết, bọn họ sớm đã là bắn đại bác cũng không tới thân thích. Thiên địa vạn vật đều nói cái thăng bằng, quá mức truy đuổi một chút, liền sẽ mất đi thăng bằng. Khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí đường cong, Trác Phàm không còn đi xem hắn, chỉ là tỉ mỉ suy nghĩ, thì thào lên tiếng, Hải Xuyên cửa hàng quá mức truy cầu lợi ích, thiếu rất nhiều thứ, khiến miệng cọp gan thỏ, nhìn như cường đại, bất quá yếu đuối mà thôi. Mà cái này nhị công tử lại quá mức lỗ mãng xúc động, dạng này cửa hàng giao cho trong tay hắn, sớm muộn đắc tội quyền quý, dẫn tới đại họa. Bất quá tốt xấu, do ta nắm giữ lời nói, cũng không có vấn đề. Mà lại, so với cha hắn huynh cái kia hai cái trục lợi người, cái này Ngô Nhiên Đông chí tỉnh chí nghĩa, tựa hồ lại càng dễ khống chế sử dụng, làm thủ hạ cũng khá, ân. Cái gì, người nói cái gì? Nhìn lấy Trác Phàm cái kia một mực tại nghĩ linh tinh bộ dáng, Ngô Nhiên Đông không khỏi nhất thời sững sờ, hỏi thăm lên tiếng. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, một mặt tà dị nhìn về phía hắn, sâu xa nói, nhị công tử, ta biết người hận thương hội nguyên nhân, cái gọi là thích chi sâu, hận chi cắt, người chỉ là hận nó yếu đuối, ném thương hội người tôn nghiêm, ngay cả người mình đều bảo hộ không. Nếu là không có năng lực cũng coi như, nhưng là có năng lực còn như thế, thì càng là khuất nhục, đúng hay không? Thật sâu nhìn lấy hắn, Ngô Nhiên Đông không nói gì, chỉ là thở dài một tiếng, đạm mạc gật đầu. Tốt như vậy, ta minh bạch, bất quá ta hỏi lại một vấn đề, nếu là cái này thương hội giao cho trong tay ngươi lời nói, ngươi lại sẽ như thế nào quản lý đâu? Như trước kia một dạng, vẫn là như cái đại bác một dạng, đông hướng tây đụng. Ta không khỏi sững sờ, Ngô Nhiên Đông nhất thời giật mình. Tiếp lấy chính là một mặt cười khổ lắc đầu, cái kia làm sao có thể, cái này thương hội cha ta đã quyết định 2-3 năm sau liền để vị đại ca, làm sao có thể. Không khỏi cười nhẹ lắc lắc đầu, Trác Phàm khóe miệng đột nhiên lộ ra một cái thần bí đường cong, mọi chuyện không có tuyệt đối, ta chỉ hỏi ngươi, cái này cửa hàng như giao cho trên tay ngươi, ngươi dám tiếp vẫn là không dám tiếp. Trong lòng chấn động, Ngô Nhiên Đông mi mắt lắc một cái, lại là không có lên tiếng. Hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, hoặc là nói không dám nghĩ, bởi vì hắn biết mình là cái gì tài liệu, không giống đại ca như vậy thông minh tháo vát, hắn bất quá hành động theo cảm tính mà thôi. Ngươi vừa mới một mực tại hận cái này thương hội mềm yếu vô năng, nhưng đến giờ phút này, ngươi không phải càng mềm yếu sao? Tựa như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trác Phàm tiếp tục dụ dỗ nói, mạnh cứng thực lực, đến từ vô thượng quyền lực, ngươi muốn cải biến thương hội. Dù sao cũng phải trước tiên ngồi lên chỗ ngồi đi. Hiện tại ta để ngươi ngồi, ngươi lại không dám. Đến lúc đó quý cửa hàng lại phát sinh cái gì làm ngươi việc khó chịu, ngươi cũng đừng oán trời trách đất, là chính ngươi tạo thành. Đã ngươi không muốn làm một người cường giả, dòng đuổi thiên hạ, cũng liền khắc ngại cửa hàng làm con rùa đen rút đầu, bởi vì các ngươi, đều là một loại người. Thân thể nhịn không được chấn động, Ngô Nhiên Đông sắc mặt đại biến, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng ánh mắt nhất định, cắn răng nói, ai nói ta không dám nhận, nếu là ta cha thật đem cửa hàng vị trí chuyển cho ta, ta nhất định có thể làm lớn một phen, làm cả cửa hàng thoát thai hoán cốt. Cái này đúng, cường giả không biết oán trời trách đất, sẽ chỉ tìm kiếm nghĩ cách đem những người yếu kia dẫm tại dưới chân. Cho dù đối phương không phải người yếu, cũng sẽ đem hắn biến thành người yếu. Mà lại, từ trước tới giờ sẽ không đem người khác khuyết điểm. Làm thành chính mình thất bại lấy cớ, cái này chính là cường giả. Không khỏi tà dị cười cười, Trác Phàm đột nhiên địa lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị nhìn về phía hắn, chỉ là đến lúc đó, ngươi có thể tuyệt đối đừng hối hận a, nhị công tử. Hối hận? Mi mắt lắc một cái, Ngô Nhiên Đông thật sâu nhìn lấy cái kia thần bí khuôn mặt, trong lòng lại là có chút bất an, nhưng là như thế nào bất an, hắn lại là nói không ra. Chỉ cảm thấy lần này, phảng phất tại cùng ma quỷ làm giao dịch một dạng. Hiu hiu hiu. Kinh ngạc nhìn Trác Phàm cái kia có chút tà ác nụ cười, Ngô Nhiên Đông trong lòng càng tâm thần bất định,
có thể đúng vào lúc này, nhưng ngửi mấy đạo tiếng xé gió vang, mười mấy bóng người đột nhiên địa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, người cầm đầu lại đúng là hắn lão cha cùng huynh trưởng Ngô Nhiên Trạch không thể nghi ngờ. Nhìn lấy phương này bốn phía một mảnh lộn xộn phế tích giống như cảnh tượng, cha của hắn không nói hai lời, nổi giận đùng đùng đi vào trước mặt hắn, ba một tiếng liền một cái bàn tay hô đến hắn trên gương mặt, nhất thời đem hắn một bên hai gò má đánh cho sưng đỏ lên, gầm thét lên tiếng nói, nghịch tử, ngươi đến tột cùng muốn vì cửa hàng đâm bao lớn rắc rối mới cam tâm a. Ngươi tới, đem nhị công tử mang về, cực kỳ nhìn quản, không được đạp ra khỏi cửa phòng nửa bước, nếu không duy các ngươi là hỏi. Ngô Nhiên Trạch cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, trong mắt lóe lên nói đạo hàn mang, lạnh lùng lên tiếng. Đón lấy, sau lưng những hộ vệ kia liền bình tĩnh gật đầu một cái, vội vã đi vào Ngô Nhiên Đông trước mặt, thẳng đem hắn bắt lại, hướng về kéo đi, nhị công tử, đừng chọc lão gia cùng đại công tử sinh khí, vẫn là tranh thủ thời gian theo chúng ta đi thôi. Không có để ý bọn họ lời nói, thậm chí đều không quan tâm qua cha của hắn cho hắn một cái tát kia. Ngô Nhiên Đông chỉ là chăm chú nhìn Trác Phàm chỗ đó, trong mắt mê hoặc càng ngày càng cái gì. Mà Trác Phàm lại chỉ là lưu cho hắn một cái ý vị sâu xa nụ cười, liền không nhìn hắn nữa. Tiên sinh, vạn phần xin lỗi, lão hủ không biết dạy con, quấy nhiễu tiên sinh, còn xin thứ tội thứ tội. Từ một cái tát kia về sau, liền không lại nhìn cái kia không nên thân nhi tử liếc một chút, lão giả vội vàng vội vã đi vào Trác Phàm trước người, khom người bồi tội nói. Tuy nhiên hắn là vị dung hồn đỉnh phong cường giả, vẫn là toàn bộ thương hội người chủ trì, nhưng ở Trác Phàm trước mặt, lại là một mặt khiêm tốn, liên tục thở dài. Có thể thấy được, hắn đối với song phương lần này giao dịch coi trọng. Hy vọng khuyển tử lỗ mãng chuyến đi, sẽ không ảnh hưởng chúng ta song phương hợp tác. Bất giác mỉm cười cười cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa lắc lắc đầu, chỗ nào, vừa mới tại xuống không qua cùng quý hành nhị công tử luận bàn một chút thôi. Nào có cái gì lỗ mãng chuyến đi, tiền bối khách khí, nghĩ đến tiền bối cũng là Hải Xuyên Thương Hành hội trưởng đi. Không tệ, đây chính là gia phụ, Hải Xuyên Thương Hành hội trưởng, Ngô Giang Đào là vậy. Khóe miệng hơi vểnh lên, Ngô Nhiên Trẻ cũng là trực tiếp đi vào hai người trước người, hướng Trác Phàm chính thức giới thiệu, đồng thời cảm giác sâu sắc xin lỗi nói, vừa mới xá đệ thật là quá làm càn, may mà tiên sinh đại nhân đại lượng, bất kể hiềm khích lúc trước. Ở đây tại hạ xin đại biểu cửa hàng, hướng tiên sinh gây nên lấy thâm trầm nhất áy náy cùng cảm tạ. Nghe được lời này, Ngô Giang Đào cũng là đuổi vội vàng gật đầu, nghiêm túc nói, xác thực, tiên sinh khí độ bất phàm, hữu dung nãi đại, nhất định là không phải phàm nhân, chúng ta Hải Xuyên cửa hàng có thể cùng tiên sinh hợp tác, thật sự là chúng ta cửa hàng vinh hạnh a. Cái này hai cha con ngươi một câu, ta một lời, hoặc lấy lòng, hoặc xin lỗi, trở nên sự tình. Chỉ là muốn giữ chặt Trác Phàm cái này khách hàng lớn, tiêu tan lòng hắn phía dưới nộ khí, tránh cho theo trong tay chuồn mất thôi. Hoàn toàn minh bạch bọn họ ý tứ, Trác Phàm cũng liền cười cười, theo ý, gật gật đầu, trên mặt hoàn toàn không có nửa phần vẻ tức giận. Thấy tình cảnh này, cái kia hai cha con mới cuối cùng yên tâm lại, thật dài địa chậm rãi một hơi. Tiên sinh, lại khách sáo vài câu, Ngô Giang Đào hơi hơi chần chờ một chút. Cuối cùng khó có thể che giấu trong lòng nói, trực tiếp nói ra, vốn là ta được là không nên đánh dò xét tiên sinh nội tình, đây là ta được thiên cổ bất biến quy củ, tiên sinh chỗ ủy thác ta được làm sự tình, cũng lẽ ra nên toàn quyền do ta được cho tiên sinh làm thỏa đáng. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì, Ngô hội trưởng cứ nói đừng ngại. Có thể là vừa vặn chúng ta hướng thành chủ đại nhân muốn phê văn lúc, tất yếu trình báo lần này chỗ vận hàng hóa, không có cách nào. Chúng ta đem tiên sinh đồ vật đưa cho hắn nhìn, kết quả hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên. Nói đến đây, Ngô Giang Đào không khỏi có chút do dự, trầm ngâm nửa ngày, một mặt khó xử về sau, mới vừa tiếp tục nói, cho nên thành chủ hắn ý tứ là, muốn gặp một chút tiên sinh, tự mình nói chuyện. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, hắn muốn đích thân cùng ta nói. Há, đương nhiên, tiên sinh đã toàn quyền ủy nhờ chúng ta cửa hàng. Hẳn là không muốn cùng loại kia phiền phức nhân vật liên hệ. Nếu là tiên sinh có cái gì không tiện lời nói, thì hoàn toàn giao cho ta đi tới tiếp tục quản lý cái này sự vụ a. Chỉ là chỉ sợ thời gian phía trên muốn tốn kém chút trắc trở, mời tiên sinh kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian. Khom người một cái thật sâu thân thể, Ngô Giang Đào cùng Ngô Nhiên Trẻ cùng nhau hướng Trác Phàm khom người cúi đầu, trên mặt đều là vẻ xấu hổ. Lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút,
Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, lại là không chút phật lòng, khoát tay một cái nói, không ngại, ta cũng không phải là có cái gì nỗi niềm khó nói, chỉ là khổ vì không có con đường, bái phỏng thành chủ đại nhân mà thôi. Bây giờ thành chủ đại nhân tự mình mời, tự nhiên vinh hạnh đã đến, ta liền theo hai vị đi gặp một chút lại có làm sao đây, ha ha ha. Vậy quá tốt, chúng ta cái này dẫn trước lúc còn sống đi, chỉ là thành chủ này cùng chúng ta cửa hàng khác biệt, đến lúc đó tất nhiên vặn hỏi kỹ càng một số, mời tiên sinh thứ lỗi. Nếu là có cái nào khó tả chỗ, tiên sinh cũng không cần khẩn trương, chúng ta sẽ thay tiên sinh đánh đối đi qua. Quý hãng thật đúng là phục vụ chu đáo a, vậy làm phiền. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm lạnh nhạt mở miệng. Ngô Giang Đào hai cha con gật đầu một cái, cười làm lành nói, chỗ nào, cần phải. Sau đó, Trác Phàm liền tại cái này hai cha con dẫn dắt dưới, thẳng rời đi nơi này, bất quá nửa canh giờ công phu mà thôi, liền đã đi vào một tòa khí thế rộng rãi thành bảo trước mặt. Mà ở nơi đó, sớm đã có từng đội phủ thành chủ hộ vệ nghênh đón, trang nghiêm yên tĩnh đứng lặng trong gió rét. Nhìn thấy ba người bọn họ đến, dường như sớm đã được đến chỉ thị giống như, bọn họ cũng không có lại thông báo cái gì, mà chính là trực tiếp phía trước dẫn đường, mang theo mọi người đi tới một gian khí phái cửa phòng, liền khẽ khom người, rời đi. Cộc cộc cộc, nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa, bên trong lập tức truyền tới một tiếng phách lối tiếng hét lớn, ai vậy? Thành chủ đại nhân, là lão hủ Ngô Giang Đào, vị tiên sinh kia chúng ta cho đại nhân mang đến, ha ha ha. Một tiếng già nua cười khẽ phát ra, vị này tụ kim thành chính thức người cầm quyền, ở cái này danh dự thành chủ trước mặt, lại là lộ ra tương đương hèn mọn, tựa như bên trong người kia mới thật sự là quyền cao chức trọng đồng dạng. Không khỏi vang lên một đạo cười mở cười to, bên trong nhất thời truyền ra một tiếng hưng phấn cười to, ha ha ha. Quá tốt, thần tài rốt cục đến, mau mau mời đến. Vừa dứt lời, một tiếng cọt kẹt, cánh cửa đã là đột nhiên mở ra. Trác Phàm tại cái kia hai cha con dẫn dắt phía dưới thẳng đi vào, lại là bỗng dưng nheo mắt, trên mặt hơi hơi giật mình lo lắng một chút. Bởi vì nơi này bố trí, thật sự là để hắn. Ách, không biết nên nói là cảm giác mới mẻ, vẫn là mở rộng tầm mắt đâu. Bên trong cả gian phòng, vàng son lộng lẫy từ không cần phải nói, mấu chốt là linh lang đầy dẫy theo trên trần nhà treo xuống tới, đều là chút sơn hào hải vị mỹ vị, phương mùi thơm khắp nơi. Tựa hồ một cái miệng liền có thể ăn vào, trên sàn nhà tu tám điều câu cừ, lẫn nhau giao nhau, tuần hoàn qua lại, sau cùng đều hội tụ đến phía trước một cái to lớn hồ bơi lớn bên trong, từng trận mùi rượu, xông vào mũi. Mà tại cái kia tửu trong ao, đang ngồi lấy một cái tai to mặt lớn, toàn thân cởi xuống thân thể che một đầu vây cản bố bên ngoài, thì cái gì cũng không có nam nhân, tùy tiện địa nằm tại hương rượu này bên trong, trắng bóng cái bụng, tại thanh tịnh trong rượu lộ ra có chút chướng mắt. Hai vị thiếu nữ khéo léo bồi ở bên cạnh hắn, mặc hắn trái ôm phải ấp, thỉnh thoảng hai bên hương phía trên một miệng, là như vậy dâm mỹ. Cái này chính là cái này tụ kim thành phế vật thành chủ, Bách Lý Cảnh Ngọc. Ân, xác thực đầy đủ phế, khó trách mấy trăm tuổi đều còn tại thần chiếu cảnh đình trệ. Phải biết, hắn nhưng là hoàng tộc, tổ tông che chở, các loại đan dược linh thạch cung cấp không ngừng a, sinh ra ngay tại người khác điểm cuối đường trên. Người khác cuối cùng cả đời chỉ tu luyện đến thần chiếu cảnh còn có thể thông cảm được, nhưng hắn cái này đại mập trắng thế mà cũng chút tu vi ấy, cái kia chỉ có thể nói là phế vật điểm tâm. Chỉ sợ cho hắn những cái kia linh đan rượu dược, cũng tất cả đều bị hắn dùng tại bảo dưỡng tuổi trẻ trên da thịt a, hừ hừ, nhìn cái này mập chảy mỡ cái bụng, không biết phá bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Bất quá những chuyện này, Trác Phàm đều không thèm để ý, hắn chỉ để ý một chút. Mập mạp này lúc nào mở cho hắn phê chuẩn, để hắn có thể sử dụng cái kia đường buôn bán. Đây chính là truyền thuyết bên trong tửu trì nhục lâm a, đại nhân tốt sẽ hưởng thụ a, ha ha ha. Bốn phía nhìn xem, Trác Phàm bất giác cười khẽ một tiếng, khẽ vuốt cằm. Trước mắt bất giác sáng lên, cái kia mập trắng không khỏi nhất thời dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, khen tiên sinh hảo nhãn lực, thế mà liếc mắt liền nhìn ra ta đây là mô phỏng tiên hiền chỗ tạo tửu ao chỗ, nhục lâm chi địa. Thực sự không nổi, người đồng đạo a, ha ha ha. Đồng đạo người cái giám a, cả phòng rượu thịt, tu được rõ ràng như vậy, người mù đều nên nhìn ra được đi. Mà lại, người nào nói cho ngươi lúc này tiên hiền chỗ tạo, rõ ràng là hôn quân chỗ được chứ. Da mặt nhịn không được co lại, Trác Phàm không khỏi không còn gì để nói, tên này không chỉ là phế vật, hơn nữa còn rất vô sỉ a,
không chỉ có vô sỉ, còn rất vô tri a. Bách Lý Kinh vĩ thế mà thả một người như vậy tại tụ kim thành, cũng thật sự là cho Hải Xuyên cửa hàng ủy quyền không ít. Tiên sinh, ngươi là không biết a, mỗi lần có khách nhân đến, ta hỏi bọn hắn nơi này bố cục thế nào, bọn họ đều là ấp úng đáp không được, chỉ có ngươi, liếc mắt liền nhìn ra đến, quả nhiên là tri âm a, ha ha ha. Ao 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 một tiếng, Bách Lý Cảnh Ngọc dưới thân vây quanh một khối vải trắng, thẳng theo rượu kia trong ao đi tới, cái kia hai tên thiếu nữ thì vội vàng hộ tống ở bên, từ một bên trên ghế cầm qua áo choàng cho hắn phủ thêm, không có chút nào cố kỵ. Cái kia trắng bóng một mảnh, sáng rõ mắt người choáng, cho dù là Ngô Giang Đào cái này cúi xuống lão giả, cũng không nhịn được không tự giác địa chật qua đầu, già nua ra mặt phía trên hiện ra một tia đỏ ửng tới. Thật sâu nhìn cái kia mập trắng liếc một chút, Trác Phàm trong lòng càng thêm im lặng. Đại ca, người ta không nói là giữ lại cho ngươi mặt mũi đây, ngài cũng đừng như thế chẳng biết xấu hổ. Tuy nói thiên hạ vô sỉ người nhiều, nhưng giống các hạ ngươi như thế vô tri lại vô sỉ, lão tử còn là lần đầu tiên gặp, cũng thật tính toán khai nhãn giới. Bất quá, loại lời này Trác Phàm đương nhiên sẽ không nói chi tiết, chỉ là cười hắc hắc, đạm mạc gật gật đầu, biểu thị chính mình thật sự là người đồng đạo giống như nói. Xem ra tại hạ cùng thành chủ đại nhân thật rất hợp duyên a, cái gọi là tri âm khó kiếm, tại hạ cùng thành chủ đại nhân hôm nay gặp mặt, cũng thật tính toán là một loại duyên phận. U, tiên sinh thật biết nói chuyện, ta thích, qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào nói với ta như thế xuất phát từ tâm can lời nói đây, tiên sinh, ngồi. Trước mắt bất giác sáng lên, Bách Lý Cảnh Ngọc nhất thời vui vẻ, sau đó nhất chỉ bên cạnh một trương kim ngọc ghế dựa, trịnh trọng lên tiếng. Liếc nhìn nhau, Ngô Giang Đào hai cha con lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, lại đều là bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, cái này Bách Lý Cảnh Ngọc quả thật là phế vật a, người ta vài câu lấy lòng lời nói, còn thật mẹ hắn tin a. Trác Phàm cùng Ngô gia phụ tử đều là đã ngồi xuống, Bách Lý Cảnh Ngọc cũng là dưới thân bọc lấy vải trắng, đại mã kim đao ngồi tại chính bên trong chủ vị, không thèm để ý chút nào mình bây giờ bộ này không khéo léo tạo hình, sẽ chọc cho người cười chui. Mà cái kia hai tên thiếu nữ, thì vẫn như cũ hầu ở hai bên, tận tâm hầu hạ. Tiên sinh, đã người ta là tri âm, hẳn là sẽ không để ý bổn phủ chủ như vậy hóa trang cùng ngươi nói đi. Bất quá ngươi để ý cũng không có cách, ta cũng không thay đổi, dù sao bổn phủ chủ tại cái này tụ kim thành bên trong luôn luôn như thế, đã nói là làm, nổi danh tùy hứng, ha ha ha. Phủ chủ đại nhân, tuyệt đối đừng đổi, ta thì ưa thích ngài cái này tính tình thật. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm trên mặt không có một chút không vui, ngược lại đại thêm tán thưởng nói, cái này tụ kim thành là phủ chủ địa bàn, phủ chủ thích thế nào, liền thế nào, ai có thể quản được. Nếu người nào đối phủ chủ điệu bộ ngang ngược quấy nhiễu, hoặc là không quen nhìn lời nói, vậy liền để hắn xéo đi. Muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, nơi này đến tột cùng ai nói tính toán, người nào mới thật sự là phủ chủ. Trước mắt không khỏi sáng lên. Bách Lý Cảnh Ngọc thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, trong mắt chớp động lên dị dạng ánh sáng, sau đó bỗng dưng đứng lên, vội vã đi vào Trác Phàm, mập dính đại thủ, lôi kéo hắn liền hung hăng lung lay, một mặt kích động nói, huynh đệ a, tri âm a, ta làm sao sớm không có gặp phải ngươi đây. Tất cả mọi người nói bổn phủ chủ nên được thể một chút, làm phủ chủ bộ dáng, cũng chỉ có ngươi, minh bạch bổn phủ chủ tâm a. Hôm nay gặp mặt, thật sự là quen biết hận muộn a. Ta cũng giống vậy a, hắc hắc hắc. Khóe miệng có chút co lại, Trác Phàm thuận tay đem hai bàn tay từ đối phương cái kia đầy mỡ móng heo phía dưới quất mở, trên mặt lại là một bộ kích động vẻ hưng phấn, điều này không khỏi làm Bách Lý Cảnh Ngọc càng là lòng mang đại phóng, mừng rỡ không thôi. Cái gì gọi là chúng lý tầm tha thiên, bỗng nhiên quay đầu, người kia lại tại, đèn đuốc tàn tạ chỗ, cái này không phải liền là sao? Ngàn dặm gặp tri âm, khó được gặp phải một cái tri tâm bằng hữu a. Làm sao có thể để hắn không mừng rỡ như điên? Chỉ có Ngô Giang Đào hai cha con, hai tấm mặt đồng thời âm trầm xuống, trong lòng càng là 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại. Cái này tùy hứng bàn tử, thật vất vả mới đem hắn trói buộc chặt, kết quả bị tiểu tử này mấy câu, lại thành ngựa hoang mất dây trói, vung không ngừng chân. Ai, cái này Bách Lý Cảnh Ngọc a, chính là không có tự mình hiểu lấy. Người ta ở nơi đó lấy lòng ngươi. Là bởi vì người ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, không đánh với ngươi quan hệ, có thể mình còn muốn lưu lại theo ngươi nha ở chung a. Hắn có thể không quan tâm, nhưng ta nhưng quan tâm a, ngươi nha còn thật muốn nghe hắn,
bỏ mặc chính mình a. Dù sao ngươi bộ kia điệu bộ, mình là chịu không được. Khụ khụ khục, không khỏi vội ho một tiếng, đánh gãy cái kia mập mạp kích động lời nói, Ngô Giang Đào nhìn về phía hai người, không khỏi nhạt cười một tiếng nói, thành chủ đại nhân, vị tiên sinh này còn muốn cùng ngài nói chuyện cái kia đường buôn bán phê chuẩn sự tình, chẳng biết có được không dàn xếp một chút. Ách, ừ, cái này a. Dường như mới nhớ tới giống như, Bách Lý Cảnh Ngọc sắc mặt không khỏi hơi hơi biến biến, đem cái kia mập dính hai tay rút trở về, sau đó lại ngồi trở lại chủ vị, mi mắt lại là thật sâu nhăn lại, bày lên dáng điệu ai, cái này có thể khó làm a. Ngô hội trưởng, các ngươi hẳn là cũng biết, đường buôn bán mặc dù là vì buôn bán tiện lợi, cố ý phê chuẩn một đầu truyền hướng bốn châu truyền tống thông đạo, nhưng dù sao cũng là thẳng vào đế đô nội địa, nắm giữ nghiêm ngặt, không phải tùy tiện bắt đầu dùng. Mỗi lần truyền tống khởi động, đều phải nghiêm khắc kiểm tra, còn muốn dần dần thẩm tra. Ta thân là tụ kim thành chủ, tuy nhiên đại quyền trong tay, nhưng là càng nhiều, lại là trách nhiệm a. Ta không thể tùy tiện, thì khởi động cái lối đi này, muốn là xảy ra chuyện gì, người nào chịu trách nhiệm. Mi mắt thật sâu nhăn lại, Ngô Giang Đào cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu, đúng vậy a, chúng ta cũng biết thành chủ đại nhân khó xử chỗ. Chỉ là vị tiên sinh này là chúng ta thương hội khách hàng lớn, mời thành chủ đại nhân bán chúng ta cái mặt mũi, dàn xếp một cái đi. Dàn xếp, làm sao dàn xếp? Mi mắt lắc một cái, Bách Lý Cảnh Ngọc không khỏi hừ hừ lên tiếng, vị tiên sinh này bối cảnh gì, các ngươi biết không? Hắn muốn sử dụng đường buôn bán làm gì, các ngươi lại biết bao nhiêu? Các ngươi cái gì cũng không biết, ta làm sao cho các ngươi dàn xếp? Tối thiểu mỗi lần đường buôn bán sử dụng, đều được lập hồ sơ đi. Mi mắt lắc một cái, Ngô Giang Đào hai cha con liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, cũng là nhìn không được địa cúi thấp đầu, lộ ra một bộ vẻ làm khó. Thật sâu nhìn ba người này liếc một chút, Trác Phàm trên mặt giếng cổ không gợn sóng, trong lòng lại là không khỏi lạnh hừ một tiếng. Cái này mập trắng thoạt nhìn là nghiêm cẩn như vậy người sao, cùng Hải Xuyên thương hội ở chung lâu như vậy, một cái nho nhỏ mặt mũi cũng không chịu bán. Cái này sao có thể? Hai cái địa đầu xà, bình thường hội không có thông khí. Mà lại, nhìn cái này Ngô lão đầu vừa mới bộ dáng, nhìn như là tại vì lão tử nói chuyện, nhưng thực là đang nhắc nhở mập mạp chết bầm này nên làm như thế nào. Chẳng lẽ, cái này hai bên là quan thương cấu kết, hố lão tử? Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm đã là có tính toán, thản nhiên nói, thành chủ đại nhân, tại hạ cùng với thành chủ đại nhân mới quen đã thân, rất là hợp ý. Hôm nay vốn muốn mượn thành chủ đại nhân uy phong, làm một chuyện nhỏ. Nhưng không nghĩ tới thành chủ đại nhân thân thể với tư cách chủ của một thành, lại cũng như thế câu thúc, cùng hắn thành chủ quyền lực chênh lệch lớn như vậy, cũng không phải là tất cả sự tình cũng có thể làm chủ. Cái kia là tại hạ đường đột, xem ra tại hạ vẫn là tốn kém một số, liên chiến đế đô, đi khơi thông một chút đại nhân hắn đi. Nói, Trác Phàm liền bỗng dưng đứng lên, chuẩn bị rời đi, chỉ là tại trước khi đi. Vẫn là không khỏi nhỏ giọng lầm bầm một câu, ai, thành chủ tại chính mình nội thành đều không có quyền lực, cái kia ở chỗ này thiết lập vị thành chủ làm gì, thật sự là nhức cả trứng. Ai nói, ra mặt nhịn không được co lại, cái kia đại mập trắng nhất thời giận dữ, đứng dậy, không phục nói, bổn thành chủ tại nơi này chính là đã nói là làm, cái gì không làm được. Ngươi nói, ngươi muốn làm gì, ta cam đoan để ngươi toại nguyện. Thật, thật, bình tĩnh gật gật đầu. Bách Lý Cảnh Ngọc một mặt chắc chắn. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà ác nụ cười, Trác Phàm lúc này nói ra ta phải dùng đường buôn bán. Không có vấn đề, lão Ngô, ngươi lập tức an bài hắn đi dùng. Mười phần tiêu sái khoát tay chặn lại, Bách Lý Cảnh Ngọc lúc này phê chuẩn. Khụ khụ khục, nhịn không được lần nữa hung hăng ho khan lên, Ngô Giang Đào hai gò má kìm nén đến một trận đỏ bừng, liều mạng cho hắn đánh lấy ánh mắt. Nhưng là hắn bây giờ lại là nổi giận đùng đùng, cái gì đều không để ý, cả giận, lão gia hỏa, người ho khan cái gì ho khan, về nhà uống thuốc đi. Tóm lại, cái này đường buôn bán mỗi lần phát động, cần chủ bị 3 ngày sau ngươi đi dùng a, ta là thành chủ, ta nói tính toán. Không hổ là thành chủ đại nhân, vậy tại hạ đa tạ. Hung hăng liền ôm quyền, Trác Phàm không kìm được vui mừng, sau đó liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là còn không đợi hắn đi tới cửa trước, cái kia mập mạp đã là lần nữa hét lớn một tiếng, chờ một chút, trở về. Thế nào, thành chủ đại nhân? Ngươi vừa mới nói cảm ơn ta, làm sao tạ a?
hơi hơi ướn ướn cái bụng, Bách Lý Cảnh Ngọc vừa mới tôn nghiêm bị làm nhục, bị buộc gấp, yêu cầu gì không có sách, liền trực tiếp đem sự tình ôm lấy đến, nhưng rất nhanh thì lại nghĩ tới đến, chính mình còn không có lấy chỗ tốt đây, sau đó liền mười phần vô sỉ bắt đầu nhận hối lộ, liền ám ngữ đều không đánh, cứ như vậy quang minh chính đại muốn. Khóe miệng xẹt qua một đạo không sai nụ cười, Trác Phàm chậm rãi cầm lấy giới chỉ, cái kia mập mạp cũng là ngầm hiểu lẫn nhau địa cầm lấy giới chỉ, sau đó đụng một tiếng, đối một chút. Đón lấy, Trác Phàm hướng cái kia mập mạp nhíu nhíu mày, thành chủ đại nhân, nhận biết cái này a, đồ tốt. 100.000 thạch ma linh khoáng. Chố mắt nhìn, Bách Lý Cảnh Ngọc trèo lên lúc lộ ra một bộ đột nhiên nụ cười, gật gật đầu, tiên sinh quả nhiên là ta chi âm a. Về sau nhưng muốn thường đến tụ kim thành đi lại a, đừng quên ta người bạn cũ này. Yên tâm đi, thành chủ đại nhân, tại hạ nhất định sẽ thời khắc nghĩ đến ngài, ha ha ha. Không khỏi thản nhiên cười, Trác Phàm nhất thời khom người cáo lui. Đụng, ra đến bên ngoài, đem cửa hung hăng đụng tới, Trác Phàm sắc mặt lại là bỗng dưng lạnh xuống đến, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết Hải Xuyên Thương Hội, vậy mà muốn quan thương cấu kết, chèn ép lão tử. Hừ hừ, đáng tiếc a, đã để lão tử nhìn thấy mập mạp này, lão tử liền có thể một chân đem ngươi người trung gian này đạp rơi, cầm xuống cái này vị thành chủ. Bất quá, cũng liền lần này, chờ lần sau gặp lại mặt lúc, chỉ sợ cái này toàn bộ thương hội đều là lão tử vật trong túi, hừ hừ. Trong mắt hàn mang lóe lên, Trác Phàm khóe miệng hiện ra lạnh lẽo nụ cười, đạp lên quỷ dị tốc độ, chậm rãi rời đi. Một phương diện khác, nhìn đến Trác Phàm rời đi. Vừa nhìn về phía cái kia một mặt thỏa mãn bàn tử khuôn mặt, Ngô Giang Đào sắc mặt không khỏi hơi hơi nặng nề, thành chủ đại nhân, cái này cùng chúng ta lúc trước nói tốt cũng không đồng dạng a. Có cái gì không giống nhau, không phải là để hắn lưu lại một ít gì đó, thả hắn đi sao? Phút phê thụ thương giới chỉ, Bách Lý Kinh Vĩ một mặt ý dâm nụ cười. Rear mép hơi hơi run run, Ngô Giang Đào giận không chỗ phát tiết, thế nhưng là chúng ta còn không có thăm dò hắn nội tình. Về sau như thế nào liên lạc, sinh ý còn như thế nào làm được. Ai, không dò xét khách hàng nội tình, có thể là các ngươi cửa hàng nguyên tắc. Nhưng lần này không giống nhau, thứ này trọng yếu bực nào, người cần phải giải. Hung hăng khẽ cắn môi, Ngô Giang Đào một mặt phẫn nộ nói, nó có thể là vượt qua Bắc Hải ngưng giao bảo vật, nếu là lũng đoạn nó, chúng ta tại Nam Châu địa vị, thế nhưng là khó có thể dung chuyển, chỗ cướp lấy lợi ích, càng là nhiều vô số kể. Hội có vô số cường giả, tranh nhau chen lấn theo chúng ta nơi này cầm hàng, chúng ta có thể khống chế Nam Châu toàn bộ thương nghiệp dây xích. Đến thời điểm, người tốt chỗ cũng không ít. Lớn mật, trọng yếu như vậy vật tư, há có thể qua tay đến hắn Châu đi. Muốn là thừa tướng đại nhân phát hiện lời nói. Sắc mặt chợt lạnh lẽo, Bách Lý Cảnh Ngọc sắc mặt lạnh lùng liếc hắn một cái. Bất đắc dĩ liếc một cái hắn, Ngô Giang Đào từ chối cho ý kiến, thành chủ đại nhân. Ngươi cái gì đức hạnh ta không biết sao, lúc nào ngươi quan tâm như vậy kiếm tinh đế quốc? Ha ha ha, đúng vậy a, ta là không quan tâm, dù sao kiếm tinh đế quốc không biết đổ, cho dù tốt lại xấu đều không liên quan đến ta, chỉ có cái này vô tận tài phú mới cùng ta cùng một nhịp thở a. Đem cái kia giới chỉ cầm tại bên miệng hôn một cái, Bách Lý Cảnh Ngọc không khỏi mỉm cười nói, trong này ma linh thạch khả so với các ngươi đáp ứng cho ta hơn rất nhiều được nhiều, có những thứ này. Ta liền có thể khơi thông đế đô vương tôn quý tộc, nâng cao một bước, hắc hắc hắc. Ánh mắt thiển cận thế hệ, hừ. Trong lòng bất giác thầm hừ một tiếng, Ngô Giang Đào không khỏi cắn răng nói, vốn là chúng ta lần này nếu là mượn cơ hội đối vị tiên sinh kia càng thêm giải, hiểu rõ lời nói, về sau còn có thể liên hệ đến hắn, cái này ma linh thạch lại vô cùng vô tận cung cấp tới. Nhưng bây giờ, vạn nhất hắn một đi không trở lại. Yên tâm, hắn sẽ trở về. Làm sao ngươi biết? Ngươi muốn a, lớn như vậy sinh ý, chỉ có các ngươi Hải Xuyên cửa hàng có thể làm, đồng thời, ta cùng hắn hợp ý như vậy, hắn nhất định sẽ trở về. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Cảnh Ngọc mười phần chắc chắn nói. Da mặt nhịn không được hung hăng co lại, Ngô Giang Đào cha con đều là bất đắc dĩ đêm đen mặt đến, tên này bản thân cảm giác cũng quá tốt đẹp, tiểu tử kia nói cái gì hắn đều tin a. Bất quá. Hắn có một chút vẫn là nói không tệ, dạng này đại mua bán, cũng chỉ có bọn họ Hải Xuyên cửa hàng mới có thể làm. Nếu là hắn chả muốn làm lời nói, không tìm bọn hắn tìm ai. Nghĩ tới chỗ này, hai người tựa hồ lại yên tâm không ít. Đang lẳng lặng suy nghĩ sau một hồi,
Ngô Giang Đào cùng Ngô Nhiên Trạch liếc nhìn nhau về sau, đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng thậm chí có chút tối hối hận. Vốn là bọn họ mang Trác Phàm đến đây, là muốn phối hợp vị này cái gọi là thành chủ đại nhân, diễn một đoạn giật dây, tận khả năng đến lấy đối phương tín nhiệm, sau đó thành lập kiên cố quan hệ hợp tác. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, tên này chân năng nói bừa tách ra a. Cái này Bách Lý Cảnh Ngọc như thế một bộ hoàn khố tư thái, thế mà đều có thể bị hắn khen thượng thiên đi, còn trong nháy mắt tù binh cái này ngu ngốc tiểu tử nội tâm, tự ý tự làm chủ, liền đáp ứng hắn toàn bộ yêu cầu, cũng thật sự là cái kỳ tích. Muốn cái này Bách Lý Cảnh Ngọc hoang dâm vô đạo, người nào gặp không phải khinh bỉ ba phần, xấu hổ tại cùng làm bạn, cũng liền tiểu tử kia, có thể chịu được phần này buồn nôn, tâm bốc như thế không để lại dấu vết, còn đập đến hắn tâm hoa nổ phóng, cũng đúng là nhân vật lợi hại. Nghĩ tới đây, Ngô Giang Đào trầm ngâm nửa ngày, vừa bất đắc dĩ nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ngọc nói, ta nói thành chủ đại nhân, lần này hội đàm, người liền thân phận của hắn cũng không biết, nhóm này điều lập hồ sơ làm sao mở a? Tùy tiện mở một chút là được thôi, vậy thì có cái gì, bình thường không đều như vậy sao? Liếc mắt liếc liếc bọn họ, Bách Lý Cảnh Ngọc không khỏi suy cười ra tiếng, các ngươi đừng cho là ta không biết, các ngươi ngày bình thường vận chuyển điều mục, có mấy cái là thật, còn không phải tùy tiện báo vụ án đặc biệt coi như. Hừ hừ, không khỏi cười khổ một tiếng, Ngô Giang Đào hơi hơi gật gật đầu, cũng thế, cái này buôn bán một đường, có mấy cái là có thể làm lộ ra tồn tại. Khó được hồ đồ đi. Thật dài địa ra một hơi, Ngô Giang Đào bất đắc dĩ lắc đầu, phất phất tay, mang theo Ngô Nhiên Trạch liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn đi ra gian phòng này, Bách Lý Cảnh Ngọc cái kia lười biếng thanh âm liền vang lên lần nữa, Ngô lão gia tử, gần nhất còn có mặt hàng nào tốt, có thể đưa tới cho ta một số sao? Thân thể trì trệ, Ngô Giang Đào minh bạch hắn nói là cái gì, quay đầu nhìn bên cạnh hắn cái kia hai vị cô nương liếc một chút. Sâu xa nói, thành chủ đại nhân, ngài đây không phải có hai cái sao? Ai, gần nhất luyện công nhiều lần, cần song tu lô đỉnh quá nhiều. Không khỏi thản nhiên cười, Ngô Giang Đào mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn lấy hắn, thành chủ đại nhân, ngài nếu là thật dùng đến song tu, cái kia còn tốt, cũng không đến mức hiện tại vẫn là thần chiếu cảnh. Chơi gái thì chơi gái, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì? Đúng vậy a, hai cái này ta chơi chán. Muốn đổi hai cái thử một chút. Cũng không còn che lấp, Bách Lý Cảnh Ngọc trực tiếp nói ra, có điều rất nhanh, lại tựa hồ nhớ tới cái gì giống như, sâu xa nói, còn có, ta không muốn các ngươi nhà, miễn cho ngươi lão gia hỏa này lại cho ta gài bẫy, hừ. Mi mắt lắc một cái, Ngô Giang Đào thật sâu liếc hắn một cái, bật cười nói, thành chủ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì, chính ngươi minh bạch. Không khỏi lạnh hừ một tiếng. Bách Lý Cảnh Ngọc thăm thẳm lên tiếng, tuy nói ta trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, không hiểu ngươi làm cái gì từng đạo, nhưng hai năm này hợp tác nhiều lần như vậy, ta muốn vẫn không rõ, thì cùng ngu ngốc không khác. Ba năm trước đây, đem nữ nhân kia đưa tới là ngươi, để ngươi nhi tử đến nháo sự vẫn là ngươi, uy hiếp ta muốn đưa ta đi Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó đoạn vẫn là ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi đang làm cái gì, hai năm này ta vì dàn xếp ổn thỏa, đã đầy đủ nghe lời đi. Dù sao ta không quan tâm khác, chỉ để ý thư thư phục phục hưởng thụ thành chủ sinh hoạt là được, ngươi cũng đừng tái thiết tính ta à. Thật sâu hít một hơi, Ngô Giang Đào đạm mạc gật đầu tốt, dù sao cũng không có gì tốt làm, lúc trước đối ngươi như vậy, cũng là bởi vì ngươi mỗi lần cố tình gây sự, ta mới không thể không để ngươi an tĩnh một chút. Dầu không cùng quan viên tranh giành, nhưng là một mực là chúng ta cửa hàng khuôn vàng thước ngọc. Ngươi không chọc ta, lão phu tự nhiên không muốn đắc tội quyền quý. Thành chủ đại nhân, nghỉ ngơi thật tốt ha, lão hủ cáo lui. Còn có, lần này để ngươi cái này bộ dáng hóa trang gặp khách, vốn định cho người kia một hạ mã uy, về sau gặp khách, thể diện một chút, người dù sao cũng là thành chủ, đừng ném tụ kim thành người. Nói, Ngô Giang Đào hai người đã là thẳng đi ra khỏi cửa phòng, chuyển mắt không thấy bóng người. Lão tử nguyện ý, người lão gia hỏa này quản được sao? Thế nhưng là... Phía sau bọn họ lại là ngột đến truyền đến một đạo bạo tiếng giống, Bách Lý Cảnh Ngọc một mặt ngạo kiều địa lần nữa co lại đến rượu kia trong ao, bất mãn bĩu môi miệng nói, lão tử dạng này làm sao, có người thưởng thức, hôm nay chẳng phải một cái sao. Hừ hừ, lại nói, vị tiên sinh kia thật là có ánh mắt a, người đồng đạo, hắc hắc hắc. Một phương diện khác, Ngô Giang Đào hai người ra đến thành bảo, Ngô Nhiên Trạch sắc mặt âm trầm,
nhìn về phía cha nói, phụ thân, nghĩ không ra cái kia ngu ngốc thế mà thật đoán được, sự kiện này cũng không thể để nhị đệ biết, lúc trước hy sinh cái kia hai huynh muội, cùng nhị đệ quan hệ có vẻ như không tệ, hắn phải biết, không phải nháo lật trời không thể. Cái này ta biết, mà lại ta cũng sớm có đoán trước, sự kiện này không gạt được. Không ngừng bước, Ngô Giang Đào cũng là sắc mặt biến đến băng lãnh lên, lúc trước vì khống chế cái này khờ khạo thành chủ, thật là động một số tay chân, nếu không phải Nhiên Đông cái kia tính tình, ta cũng không quan tâm chút chuyện nhỏ này thổ lộ ra ngoài. Tóm lại, về sau coi trọng ngươi nhị đệ, đừng để hắn cùng cái kia ngốc tử thành chủ lại tiếp xúc. Còn có, vị tiên sinh kia chỗ đó, cái này ba ngày ở giữa tận lực nhiều câu thông một số, đó là khách hàng lớn, cần phải lấy được tín nhiệm. Bình tĩnh gật đầu, Ngô Nhiên Trạch một mặt kiên định, yên tâm đi phụ thân, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất, đem vị tiên sinh kia biến thành chúng ta chính thức lâu dài hợp tác đồng bọn. Nghe được lời này, Ngô Giang Đào cũng là vui mừng gật đầu, đối với hắn cái này con trai trưởng, tràn đầy tín nhiệm ánh mắt. Kết quả là, tiếp theo ba ngày bên trong, Ngô Nhiên Trạch tận chức tận trách, đại tận tình địa chủ hữu nghị, toàn bộ hành trình làm bạn Trác Phàm hai cha con. Cũng tại cái này tụ kim thành trung du lãm không ít danh thắng cổ tích, đồng thời đưa tặng không ít danh quý khoáng vật linh đan, làm lễ vật. Mà lấy một trả một. Trác Phàm cũng thuận tay cùng cái này Ngô Nhiên Trạch đạt thành càng nhiều giao dịch hiệp nghị, mấy chục thạch ma linh thạch, lần nữa giao cho Ngô Nhiên Trạch quản lý. Điều này không khỏi làm hắn vui mừng quá đỗi, đây rõ ràng cũng là lâu dài hợp tác dấu hiệu. Bởi vậy, Ngô Nhiên Trạch càng thêm ra sức tại Trác Phàm trước mặt bận trước bận sau. Đồng thời cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài bán ra ma linh thạch, mà lại giá cả không ít, chỉ có thể tiêu hướng đế quốc thượng tầng xã hội. Bởi vì cái gọi là có tiền mọi người kiếm lời, Bách Lý Cảnh Ngọc nhìn Hải Xuyên cửa hàng người tiếp khách bồi đến như thế ân cần, đối phương lại là mình khó được tri âm, sau đó liền cũng bớt thì giờ lược tận tình địa chủ hữu nghị, bồi tiếp Trác Phàm đi đường phố lui ngõ hẻm, tận lãm trong thành phong cảnh. Mà từ thành chủ đại nhân cùng thương hành đại công tử tự mình đi cùng ra vào. Tình cảnh như vậy, nhất thời để trong thành không ít người đều nhìn trợn mắt hốc mồm, ào ào nghi hoặc Trác Phàm thân phận là cái gì. Đương nhiên, bọn họ cái gì cũng không biết, bởi vì cho dù là hai cái này đi cùng, tại thăm dò rất lâu, vẫn như cũ là một đầu mơ hồ, bị Trác Phàm nhìn trái phải mà nói hắn lừa gạt. Bọn họ gặp Trác Phàm không muốn nói, nghĩ đến là không thể cho ai biết bí mật, cái này nếu để cho đồng dạng thành chủ lời nói, nhất định sẽ lòng sinh hồ nghi, truy vấn ngọn nguồn. Tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng hết lần này tới lần khác nơi này cái này vị thành chủ, là cái gì cũng không quan tâm công tử bột, một mực chính mình tiêu giao, căn bản không có đế quốc thành chủ cái kia có trách nhiệm, liền cũng không truy cứu. Mà Hải Xuyên cửa hàng càng thêm không quan trọng, bọn họ một mực trục lợi, cũng không quản hắn sự vụ. Cứ như vậy, Trác Phàm lấy một loại vô cùng thân phận thần bí, tại tụ kim thành lưu rất lâu, lại không người hỏi đến, trong nháy mắt, ba ngày đã qua. Hải Xuyên cửa hàng đường buôn bán truyền tống trận, đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ hắn vận dụng. Hết thảy có quan hệ thủ tục, cũng tất cả đều bị cái kia vạn sự không để ý tới thành chủ giải quyết, chính hầu như là tài có thể thông thần, một đường thông suốt. Thế nhưng là, ngay tại hắn lập tức liền muốn mang theo tiểu tam tử rời đi nơi này, trong nháy mắt trở về Tây Châu trước, một kiện chấn động toàn bộ kiếm tinh đế quốc đại sự, lại là ngột đến phát sinh. Cũng chính là bởi vậy. Trác Phàm ác ma này tại tụ kim thành lưu lại dấu chân, cuối cùng lên phản ứng. Mang cho cái này mấy ngàn năm qua đều an ổn bình an kim ngân chi thành, khó mà tưởng tượng nổi tai họa ngập đầu. Thừa tướng đại nhân, tụ kim thành thành chủ, Bách Lý Cảnh Ngọc dùng quan đạo truyền tống đến lễ vật, kính hiến thừa tướng đại nhân. Chúc thừa tướng đại nhân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, con đường làm quan thuận buồm xuôi gió. Đế đô trong phủ thừa tướng. Bách Lý Kinh Vĩ vừa mới trở lại phủ đệ mình, bên người là thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh hai người, một tên nội thị liền vội gấp đi vào trước mặt hắn, khom người quỳ xuống đất, hai tay dâng từng khối hòn đá màu đen, đưa lên. Liếc mắt nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi nhướng mày, sâu xa nói ngươi là Bách Lý Cảnh Ngọc tên phế vật kia đến kính hiến lễ vật. Hừ, lấy về a, bản tướng hiện tại muốn đi gặp lão tổ tông, không rảnh thu lễ. Cái này, sắc mặt bất giác trì trệ, người kia lúc này có chút do dự, không biết nên làm cái gì tốt. Bởi vì gần đến trước, Bách Lý Cảnh Ngọc thế nhưng là dặn đi dặn lại, nhất định muốn đem phần này đại lễ đưa cho thừa tướng, vì chính mình con đường làm quan trải đường.
Nhưng bây giờ thừa tướng không thu, hắn trở về nhưng là bàn giao thế nào a? Tựa hồ nhìn ra hắn ngượng nghịu, Đan Thanh Sinh không khỏi khẽ cười một tiếng, khuyên, trăm dặm thừa tướng, người ta một phen tâm ý, làm gì tránh xa người ngàn dặm đâu. Ha ha ha, Trảm Long Kiếm Vương có chỗ không biết, cái này Bách Lý Cảnh Ngọc thì một tầm thường người thôi, bất học vô thuật, chuyên làm cái này bè lũ su nịnh, bị ổi sự tình. Hắn lần này tặng lễ, tất có mưu đồ, ta há có thể lấy quyền mưu tư, cầm đế quốc an nguy làm tiền đặt cược, liền bực này củi mục ý đâu. Không khỏi hung hăng khoát tay chặn lại, Bách Lý Kinh Vĩ vẫn như cũ sắc mặt lãnh đạm. Thượng quan Phi Vân ở một bên trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, hắn nói là tụ kim thành chủ, cái này tụ kim thành là hải xuyên cửa hàng chỗ A, đã ngươi chướng mắt hắn, làm gì đem hắn đặt ở chỗ đó. Cũng là chướng mắt hắn, mới đem hắn đặt ở chỗ đó. Bất giác khẽ cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ thản nhiên nói, bản tướng nắm quyền đến nay, đại lực xúc tiến đường buôn bán, nếu là thả cái năng lực hơn người thành chủ, tất nhiên ảnh hưởng hải xuyên cửa hàng vận doanh. Vừa vặn hắn cái phế vật này không có vị trí đi, ta đem hắn để ở đó, một là ý tứ, làm cái chấn nhiếp tác dụng, chứng minh chúng ta còn đang chăm chú chỗ đó, để cái kia cửa hàng kiềm chế một chút, đừng quá mức giới. Thứ hai, hắn cũng sẽ không cho cửa hàng tạo thành phiền toái gì, đoán chừng mấy năm này, đã bị cái kia Ngô lão đầu dọn dẹp tâm phục khẩu phục đi. Tóm lại, hắn ở nơi đó cũng là quản thúc một chút tác dụng, bản tướng cũng không trông cậy vào hắn làm thành tích gì đi ra. Ha ha ha, thừa tướng đại nhân thật sự là hảo tâm cơ, đem tất cả mọi người sử dụng đến chết ha, liền phế vật đều không buông tha. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, thượng quan Phi Vân trêu đùa, sau đó vừa nhìn về phía cái kia hòn đá màu đen, trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo kỳ sắc a, đây là vật gì a, bản vương trước kia làm sao chưa thấy qua. Khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí nụ cười, cái kia cận thị nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu. Khởi bẩm thừa tướng đại nhân cùng hai vị kiếm vương, đây là hải xuyên cửa hàng mới lấy tới hàng hóa, chân quý cực kỳ đâu, chỉ là cái này nho nhỏ một khỏa, liền đáng giá 1 triệu thạch thánh linh thạch. Thế nhưng là, vẫn như cũ cung không đủ cầu. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, đế đô các đại vương tôn quý tộc, danh môn tướng tướng đều tranh nhau tranh mua, vang dội toàn bộ đế quốc thượng tầng A. Còn lại những cái kia vương gia tướng quân chỗ đó, thành chủ đại nhân đều đã bái đưa qua, không có người nào bỏ được cự tuyệt. Chỉ có thừa tướng ngài khả năng vừa hồi đế đô, còn không biết thứ này đáng ngưỡng mộ. Há, như thế nhanh chóng, đến tột cùng là cái quái gì? Mi mắt không khỏi vẩy một cái, thượng quan Phi Vân cầm lấy một khỏa, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhìn đến Phi Vân kiếm vương rốt cục lên hứng thú, cái kia cận thị nhanh chóng vội vàng khom người hồi bẩm nói, khởi bẩm kiếm vương đại nhân, vật này chính là ma linh thạch, 10 phần hiếm thấy, cùng bình thường linh thạch cùng thánh linh thạch khác biệt. Cái này ma linh thạch bản thân liền là nguyên lực chỗ cấu, có thể trực tiếp hút nhập thể nội sử dụng, không cần lại luyện hóa linh khí. Dùng cái này ma linh thạch tu luyện, chỉ là giây lát công phu, liền có thể làm cho nguyên lực dồi dào, lại không cần phải lo lắng nguyên lực khô kiệt thời điểm. Nếu là trệ tại bình cảnh chỗ, cái này ma linh căng cứng có thể giúp ngài trong nháy mắt đột phá, không trở ngại chút nào. Nhà ta thành chủ đại nhân, đã tại 1 ngày trước, đột phá đỉnh trệ 20 năm tu vi. Đế đô rất nhiều tướng quân vương tồn tại dùng cái này ma linh thạch chi về sau, cũng không ít cấp tốc đột phá, thực lực lên nhanh, tất cả mọi người đang thán phục cái này ma linh thạch kỳ dị a. Há, thật thần kỳ như vậy. Mi mắt không khỏi lắc một cái, thượng quan Phi Vân thật sâu nhìn tảng đá kia liếc một chút, sau đó liền vừa nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, điều cười ra tiếng, thừa tướng đại nhân, đã vật này như thế thần dị, không bằng ngươi thì nhận lấy thử một chút a, nói không chừng không ra mấy năm. Ngài thì có thể đột phá dung hồn cảnh, vào đến quy nguyên cảnh, trở thành chân vũ song toàn đây, ha ha ha. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi nhẹ nhàng liếc một cái hắn, sâu xa nói, Phi Vân kiếm vương, nếu là ngươi coi trọng như vậy thứ này lời nói, không bằng ngươi cầm lại thử một chút đi, nói không chừng rất nhanh thực lực ngươi liền có thể vượt qua lão tổ tông, thậm chí trực tiếp đột phá cho tới bây giờ không có người chạm đến qua quy nguyên phía trên đâu. Nghe được lời này, thượng quan Phi Vân chỉ lại yên lặng cười cười, lắc đầu, liền từ chối cho ý kiến địa hơi vung tay, lại đem hòn đá kia ném hồi cái kia cận thị trong tay, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường. Không khỏi sững sờ, cái kia cận thị bất giác có chút kỳ quái. Hắn tại đế đều đã chạy 10 mấy nhà, vương công quý tộc, danh môn tướng tướng, chỗ nào không có đưa qua.
phàm là hắn xuất ra vật này, cho dù là cao quý đến đâu nhân vật, cũng sẽ tranh nhau cướp đoạt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, khó có thể nói nên lời. Đến mức những cái kia mới đầu còn không để bụng các đại nhân, vừa nghe đến cái này ma linh thạch công dụng, cũng là không kìm được vui mừng, yêu thích không buông tay. Làm sao ba vị đại nhân này xem ra, lại như thế mây trôi nước chảy, không có chút nào bất luận cái gì dục vọng đâu. Chẳng lẽ nói ba người này kiến thức rộng rãi, sớm đã biết được cái này ma linh thạch. Cũng không đúng a, xem bọn hắn vừa mới phản ứng, rõ ràng cũng là mới biết cái này đồ vật lai lịch cùng công dụng. Kể từ đó, cái kia cận thị cũng là mơ hồ, không rõ ý, đồng thời trong lòng thầm than, đây chính là chính thức đại nhân vật a, cùng những cái kia người thế tục cũng là không giống nhau, như thế bình tĩnh ổn định, bất động như núi, cho dù đối mặt như thế bảo vật, mặt cũng không đổi sắc, coi là thật bội phục bội phục. Người trở về nói cho Bách Lý Cảnh Ngọc, loại vật này không muốn lại hướng đế đô đưa, Hải Xuyên cửa hàng có bao nhiêu dạng này đồ vật, mặc kệ bọn hắn vận ở đâu, nhưng tuyệt đối đừng tại ta Trung Châu khu vực xuất hiện. Nếu không mà nói, bản tướng nhưng là không khách khí. Chợt, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên quát mắng nói, còn có, quan đạo là đế quốc vận chuyển quân dụng vật tư truyền tống thông đạo, bản tướng để hắn trông coi một đoạn truyền tống miệng, cũng không phải để hắn lấy quyền mưu tư, thuận tiện chính mình tặng lễ. Nếu là hắn về sau còn dám chiếm dụng quan đạo được tư lợi, vậy hắn cái này vị thành chủ không cần làm, về nhà trồng trọt đi thôi, hừ. Không khỏi sợ hãi cả kinh, thị vệ kia lúc này mơ hồ. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ bọn họ thành chủ, đem trọng yếu như vậy vật tư vận chuyển đến đế đô, cung cấp vương cung quý tộc hưởng dụng, cũng có sai sao? Huống hồ, coi như vị này thừa tướng đại nhân cương trực công chính, không quen nhìn cái này tặng lễ chi phong, cũng không cần thiết đem như thế kỷ vật đuổi ra Trung Châu đi. Có thứ này, rất nhiều cao thủ thực lực thế nhưng là có thể đột nhiên tăng mạnh, đối với đế quốc là có chỗ cực tốt ha. Điểm này ngay cả ta nhà thành chủ cùng cái kia Hải Xuyên thương hội đều có thể nhìn ra, không có lý do thừa tướng đại nhân cùng hai vị kiếm vương nhìn không ra a, vậy mà đối tốt như vậy đồ vật khịt mũi coi thường. Thật sự là gặp quỷ, cũng không biết bọn họ là làm sao muốn. Thị vệ kia một mặt mê hoặc, Đan Thanh Sinh gặp này, không khỏi mỉm cười cười một tiếng nói, tiểu gia hỏa, con đường tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, đều là trải qua đại nghị lực đại khổ nạn, phương thành tránh quả, không có đường tắt có thể đi. Người hôm nay lấy ra thứ này, để tu luyện biến đến quá thuận lợi, mà quá thuận lại có tuân thiên đạo, làm trái tu luyện bản chất, tất ra mầm tai vạ. Cho nên thừa tướng đại nhân nhìn xa trông rộng, mới cấm đoán thứ này lại tại đế quốc lưu hành. Đúng vậy a, chúng ta đều là năm này tháng nọ tu hành tới, lớn nhất minh bạch đạo lý này, dục tốc bất đạt. Không khỏi cười nhạt một tiếng, thượng quan Phi Vân cũng là sâu xa nói, trước kia bởi vì phục dụng đan dược mà đột phá tu vi, cũng muốn ổn định rất lâu, mới có thể lại tiến hành tu luyện, nếu không chắc chắn sẽ căn cơ bất ổn, đối ngày sau thành tựu có mối họa lớn. Cho nên cái đồ chơi này có lẽ đối với một số tâm tính bất ổn người trẻ tuổi có cường đại sức hấp dẫn, nhưng là đối cửu kiếm vương cùng một số quy nguyên đỉnh phong lão gia hỏa tới nói, lại là chẳng thèm ngó tới. Con đường tu luyện, cuối cùng tu vẫn là tự thân, có thể không mượn ngoại lực, tận lực không dùng, dạng này mới có thể bước lên đỉnh phong vị trí. Bây giờ mọi người đều dùng cái đồ chơi này tu luyện, biến đến rất dễ dàng, ngày sau chính thức có thể trèo lên đỉnh, chỉ sợ gần như không tồn tại. Đây chính là hủy đi một nhóm lớn người a. Thừa tướng đại nhân có thể có như thế nhìn xa hiểu rộng, thật sự là đáng quý. Chỉ bất quá điểm này, chúng ta những lão gia hỏa này dễ lý giải, thừa tướng đại nhân thế mà cũng minh bạch, không là mê hoặc, liền càng thêm khó được, ha ha ha. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi liếc xéo hắn liếc một chút, mỉm cười cười ra tiếng, bản tướng mặc dù không phải cửu kiếm vương dạng này chuyên chú vào tu hành tu giả. Nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý, ông trời đền bù cho người cần cù, trên trời không biết rớt đĩa bánh. Rất dễ dàng được đến, mất đi cũng rất dễ dàng. Cho nên, dùng tảng đá kia tạo ra đến cao thủ, hủy đoán chừng cũng rất dễ dàng, thiên đạo pháp tắc, ngay tại cái cân đối, giao ra bao nhiêu, mới có thể có đến bao nhiêu, đây là thiên cổ bất biến lý lẽ. Có chuyện có thể tham, nhưng có chuyện tuyệt đối không thể tham. Riêng là loại này liếc một chút liền để người theo đáy lòng sinh ra dục vọng đồ vật, càng thêm tham không được, nếu không tất có đại họa buông xuống. Thừa tướng đại nhân quả nhiên có đại trí tuệ, chúng ta bội phục. Thật sâu liếc hắn một cái, Đan Thanh Sinh hai người cùng nhau gật gật đầu, cười một tiếng.
Thấy tình cảnh này, tên kia tặng lễ thị vệ đã hoàn toàn ngơ ngẩn, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này theo người ngoài là như thế làm cho người điên cuồng, chạy theo như vịt bảo vật, tại những cao tầng này trong mắt, đúng là không đáng giá nhắc tới đồ vật, thậm chí còn có đại hại. Quả nhiên, thân ở ngồi phía trên người, ý nghĩ cũng là cùng người bình thường khác biệt. Kết quả là, người kia thật sâu nhìn trong tay hòn đá màu đen liếc một chút, đúng là cũng có một chút minh ngộ, từ vừa mới bắt đầu có chút tham lam, muốn đem những lễ vật này tự mình cắt xén một số, cung cấp chính mình tu luyện tâm tình, đến sau cùng tâm tình biến đến bình tĩnh, lại không có bất kỳ cái gì lòng mơ ước, trong mắt cái kia tia dục vọng, cũng biến thành bình thản rất nhiều. Đúng vậy a, ông trời đền bù cho người cần cù, thiên đạo quản thúc, những cái kia dùng này ma linh thạch nhanh chóng tu luyện người, tuy nói tu vi phía trên đi, nhưng bọn hắn chưa hẳn có thể đạt đến đỉnh phong. Chính mình từng bước tu hành, lại có vô tận tiềm lực, bọn họ chú trọng là trước mắt, nhưng ta chú trọng lại là tương lai. Nghĩ tới đây, người kia không khỏi thật sâu hướng ba người bái hạ, thậm chí trên mặt đều hiện ra lòng cảm kích, đa tạ thừa tướng đại nhân cùng hai vị kiếm vương đại nhân đề điểm, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Hiện tại ta lập tức liền đem những thứ này ma linh thạch mang về, cũng sẽ đem thừa tướng đại nhân lời nói một từ không bỏ sót truyền đến. Hơi hơi gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ không có lại nói tiếp, chỉ là phất phất tay, để hắn đi xuống. Thừa tướng đại nhân, không tốt, Tĩnh Vương phủ xảy ra đại sự. Thế mà, còn không đợi người kia rời đi, một tiếng nôn nóng quát lại là đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, ngay sau đó, một cái thân mặc phú quý quy nguyên cao thủ, vội vàng chạy vào, nhìn đến ba người liền khom người bái hạ, trên mặt đều là lo lắng cùng hoảng sợ. Mi mắt lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thế nào, Tĩnh Vương hắn làm sao? Báo, thừa tướng đại nhân, không tốt, Vũ Vương phủ xảy ra đại sự, còn mời thừa tướng đại nhân nhanh đi xem. Báo, thừa tướng đại nhân, Lỗ lão công gia ra chuyện. Báo, thừa tướng đại nhân, Tề tướng quân trọng thương ngã xuống đất, hôn mê tại phủ. Báo, báo, báo. Thế mà, còn không đợi hắn lên tiếng hỏi sự tình nguyên do, từng tiếng hét lớn lại là liên tiếp địa theo ngoài cửa vang lên, ngay sau đó từng cái các phủ bọn hộ vệ nối đuôi nhau mà vào, đều là đi vào trước mặt hắn, khom người quỳ xuống, trên mặt cũng tất cả đều là háo sắc. Đại thể nhìn qua, có tới 20-30 người, mà lại đều là đế đô danh môn vọng tộc. Sắc mặt chợt ngưng trọng lên, Bách Lý Kinh Vĩ cũng biết xảy ra đại sự, vung tay lên, thẳng đi ra ngoài cửa, đi, đi trước Tĩnh Vương phủ nhìn xem. Là, hét lớn một tiếng, một đám tướng phủ hộ vệ vội vã đuổi theo, Đan Thanh Sinh cùng Thượng quan Phi Vân liếc nhìn nhau, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, cũng đi cùng nhìn. Cứ như vậy, nửa canh giờ về sau, Bách Lý Kinh Vĩ mang theo một đội nhân mã, rốt cục đi vào một tòa khí thế rộng rãi phủ trạch trước. Môn đình phía trên treo một bảng hiệu, kim quang lập lòe địa thư ba chữ to, Tĩnh Vương phủ. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Bách Lý Kinh Vĩ mặt âm trầm, cấp tốc đi vào, mà bên trong dĩ nhiên đã khóc làm một đoàn, lại là Tĩnh Vương phi tử thê thiếp nhóm. Trong phòng khách vị trí, nằm một bộ hình người bộ dáng đồ vật, toàn thân cháy đen một mảnh, khô gầy như xương, không có nửa phần da thịt. Nếu là nhìn kỹ lại, căn bản cùng một khối cố chấp đồng dạng, cứng ngắc mà sáng ngời. Tại hơi hơi nắng sớm phía dưới sẽ còn phản quang. Thế nhưng là, cũng là như thế một khối cố chấp, cũng là bị một đám nữ tử vây quanh thút thít không ngừng. Tĩnh Vương đây, hắn ở đâu? Mi mắt bất giác lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn chung quanh một chút, sau đó hét lớn lên tiếng. Vệt trên hai gò má hai mắt nước mắt, một nữ tử lúc này nước mắt như mưa nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, xa xa cúi đầu, chỉ khối kia màu đen hình người thạch đầu nói. Thừa tướng đại nhân, ngài rốt cục đến, đây chính là Tĩnh Vương. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi giật nảy cả mình, hắn là Tĩnh Vương. Làm sao lại biến thành dạng này? Bờ môi bất giác lắc một cái, bốn phía nữ tử khóc càng lớn tiếng, nữ tử kia lại khóc hai tiếng, trong mắt đồng dạng tràn đầy mê mang, chúng ta cũng không biết a, cũng là Tĩnh Vương hắn hai ngày này một mực bế quan tu luyện. Hôm nay xuất quan vui vẻ, một mực đình trệ tại dung hồn đỉnh phong tu vi rốt cục đột phá đến quy nguyên cảnh. Thế nhưng là còn không đợi chúng ta hướng hắn đạo vui, hắn liền đột nhiên co quắp, toàn thân tản ra hắc khí, sau đó dần dần cứng ngắc, sau cùng biến thành tảng đá kia bộ dáng đổ vật, lại không có sinh cơ. Mí mắt nhịn không được cuồng loạn một chút, Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng hồ nghi, trăm bề không được giải. Cái này sao có thể,
cái này Tĩnh Vương bị chết cũng quá kỳ quặc đi. Đan Thanh Sinh cùng Thượng Quan Phi Vân hai người ở một bên nghe đến, cũng là lẫn nhau nhìn xem, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, gặp qua đủ loại kiểu chết, còn chưa từng thấy quỷ dị như vậy sự tình đâu. Tất cả mọi người bị trước mặt cảnh tượng chấn kinh, làm sao cũng nghĩ không thông. Lúc này, vừa mới cái kia đến tặng lễ thị vệ, cũng là vụng trộm theo tới, nhìn lấy cái kia đen nhánh hình người thi thể, nhìn lại mình một chút trong tay ma linh thạch, không khỏi mi mắt thật sâu nhăn lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhỏ giọng lẩm bẩm nói, kỳ quái, này làm sao cùng ta mang đến ma linh thạch nhất dạng. Cái gì, người nói cái gì? Lỗ tai không khỏi hơi động một chút, Bách Lý Kinh Vĩ lỗ tai nhạy bén, đã là hoàn toàn nghe đến cái này âm thanh nói thầm, không khỏi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thanh âm kia truyền đến chỗ, hung tợn nói. Không khỏi giật mình, thị vệ kia dọa đến tay khẽ run rẩy, không khỏi từ từ ba ba nói thừa. Thừa tướng đại nhân, ta nói là, cái này Tĩnh Vương đại nhân thi thể, nhìn qua có điểm giống thành chủ đại nhân để ta lần này đưa tới ma linh thạch. Đem thạch đầu cho ta. Trước mắt bất giác sáng lên, Bách Lý Kinh Vĩ lúc này tiến lên. Bỗng nhiên một tay lấy trong tay người kia hòn đá màu đen đoạt tới, sau đó vội vàng đi vào cái kia Tĩnh Vương thi thể trước mặt, so với một chút, lại là đột nhiên giật mình, kêu lên quả nhiên giống như đúc, cái này Tĩnh Vương vậy mà biến thành ma linh thạch. T. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, người chung quanh cũng là bất giác giật nảy cả mình, người này làm sao có thể biến thành thạch đầu, thật sự là thiên hạ kỳ quan. Mí mắt hung hăng run run, Bách Lý Kinh Vĩ song quyền nhỏ nắm. Tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng vẫn chăm chú nhìn chăm chú về phía những cái kia Tĩnh Vương phụ nữ quyến, vội vàng nói Tĩnh Vương tu vi chắc là kẻ tại dung hồn đỉnh phong đã có 3.000 năm, tại sao lại đột nhiên đột phá? Có phải hay không dùng loại này thạch đầu? Hình như là vậy. Hơi hơi do dự một chút, những cô gái kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là không quá chắc chắn gật đầu, sâu xa nói, còn có 120 năm, Tĩnh Vương liền muốn đến thiên nhân ngũ suy. Đại nạn ngày, nếu là lại không có thể đột phá, trăm năm về sau, liền sẽ vĩnh biệt cõi đời. Cho nên mấy chục năm qua, hắn một mực rất buồn rầu. Thẳng đến 3 ngày trước, giống như có người cho hắn đưa cái gì, hắn hết sức cao hứng, nói là đột phá có hy vọng, sau đó liền bế quan tu luyện. Hôm nay xuất quan, quả nhiên đột phá, nhưng không nghĩ tới, không nghĩ tới. Nói, những cô gái kia liền lần nữa ô ô ô địa khóc ồ lên, khóc không thành tiếng. Bất quá, Bách Lý Kinh Vĩ cũng đã giải cái gì, không hỏi nữa đi, mà chính là hung hăng một lần bài, nhìn về phía cái kia tặng lễ thị vệ nói, người nói, 3 ngày trước ngươi có phải hay không cho Tĩnh Vương đưa qua dạng này thạch đầu. Ây, là, da mặt có chút co lại, người kia tựa hồ cũng dĩ nhiên minh bạch cái gì, có chút do dự nói, dựa theo thành chủ đại nhân ý tứ, đế đô danh môn vọng tộc, đều chuẩn bị một số. Sắc mặt bất giác lạnh lẽo. Bách Lý Kinh Vĩ trong hai con người bỗng dưng lóe qua từng đạo hàn ý, như vậy, mới vừa tới bản tướng phủ đệ cáo trạng những người kia trong phủ, người có phải hay không cũng tất cả đều đi qua. Giống như đều đi qua. Cái kia còn có bao nhiêu người, người đi qua lại không xuất hiện. Ách, còn có 2/3 đi. Không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, Bách Lý Kinh Vĩ lúc này giận hừ một tiếng, quát to, người tới, theo gia hỏa này đi những cái kia không có xảy ra việc gì phủ đệ. Đem những cái kia ma linh thạch đều cho bản tướng thu hồi lại, cùng một chỗ tiêu hủy. Còn lại người, đi với ta hắn phủ viện nhìn xem. Vâng. Chúng hộ vệ khẽ khom người, liền lập tức chia binh 2 đường, một đường trở về thu ma linh thạch, một đường theo Bách Lý Kinh Vĩ đi còn lại ra chuyện khu vực xem. Quả nhiên, mặc kệ là Vũ Vương, vẫn là Lỗ Công gia, tất cả đều cùng cái kia Tĩnh Vương đồng dạng, biến thành không có sinh sống hòn đá màu đen, mà lại. 3 ngày qua này đều điên cuồng dùng cái kia ma linh thạch tu luyện qua. Cứ như vậy, đáp án lại quá là rõ ràng, Thượng Quan Phi Vân ở một bên nhìn lấy cái này vô số cỗ màu đen thi thể, không khỏi suy cười ra tiếng, người ngu a, đây chính là ham đường tắt hạ tràng, uổng các ngươi còn là đế đô trọng thần, vẫn còn như thế ấu trĩ, tin loại này tiện nghi sự tình. Người tham lam, quả nhiên tội ác căn nguyên, hiện tại vẫn chưa tới đại nạn ngày, các ngươi thì chính mình đem chính mình chơi chết. Ha ha ha. Đúng vậy a, cái này mấy chục người đều là đế độ ảnh hưởng rất lớn nhân vật, có trưởng binh quyền, có trưởng chính quyền, thoáng cái chống đi nhiều như vậy danh vị, muốn một hơi tìm tới người thích hợp đến bù đắp, cũng không phải kiện chuyện dễ a. Đối xử lạnh nhạt quét tỏa ra bốn phía,
Đan Thanh Sinh cũng là bật cười ra tiếng, dạng này tính đến, đế đều giống như một phần ba quyền thế người tất cả đều vẫn lạc, vị trí cũng tất cả đều hư không xuống tới. Thừa tướng đại nhân, trong khoảng thời gian này, người phải có bận bịu, không có người cho người phân ưu a. Nghe được lời này, thượng quan Phi Vân không khỏi nhìn Đan Thanh Sinh liếc một chút, hai người đều là nhịn không được cười to lên. Dù sao bọn họ đối với những người này tánh mạng cũng không quá coi trọng, chết liền chết thôi, vậy cũng là tự tìm. Ngược lại là thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ, thoáng cái trong tay lại nhiều rất nhiều chuyện quan trọng xử lý, không có người thay hắn chia sẻ, lại là phải bận rộn cái không nghỉ, chỉ sợ trong thời gian ngắn lại khó có tinh lực bước ra đế đô, quản bọn họ cửu kiếm vương sự tình. Vừa nghĩ đến đây, Đan Thanh Sinh hai vị kiếm vương, thì có loại cười trên nỗi đau của người khác tâm tình, tự nhiên sinh ra. Này đôi dõi sát bọn họ ánh mắt, cuối cùng có thể ổn định một trận. Thực một mực bị Bách Lý Kinh Vĩ nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, bọn họ cũng rất không được tự nhiên. Chỉ có Bách Lý Kinh Vĩ, giờ này khắc này, lại là tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản địa chết mấy cái quý tộc sự tình, trong vòng một đêm, đế đô một phần ba đại nhân vật một hơi vẫn diệt, đây chính là kinh động toàn bộ đế quốc đại sự, như là không thể thích đáng xử trí, thực sự có hại đế quốc uy nghiêm, khó kẻ dưới phục tùng. Cho nên, vô luận như thế nào, việc này đều muốn xử lý nghiêm khắc, cần phải có người đến gánh trách nhiệm. Như vậy, người nào gây tai họa, liền để người nào đến đỉnh đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi, giống to lên tiếng, người tới, đế đô cấm vệ quân tất cả đều triệu tập lại, mở ra quan đạo, bản tướng muốn đi tụ kim thành đi một lần. Hừ hừ, Bách Lý Cảnh Ngọc, người cái phế vật này, khắp nơi chuẩn bị đúng không, hiện tại ngươi hài lòng, ngươi chuẩn bị có tác dụng, bản tướng cái này điều ngươi đến Diêm Vương ra nơi đó đi, để ngươi nhà ở nơi đó thật tốt làm cảnh sát. Lời vừa nói ra, thượng quan Phi Vân hai đại kiếm vương liếc nhìn nhau. Lần nữa cười trên nỗi đau của người khác yên lặng cười ra. Một phương diện khác, hoàn toàn không biết phải có đại tai họa đến cái này Kim Ngân Thành mọi người, vô luận là thành chủ vẫn là Hải Xuyên Thương Hội mọi người, đều tại làm lấy thăng chức rất nhanh, nâng cao một bước xuân thu đại mộng đâu. Tiên sinh, cái này thương đạo bất đồng quan đạo, tùy thời dùng mới tùy thời bố trí. Dù sao muốn theo cái này Trung Châu nội địa, một hơi truyền đến Tây Châu biên giới chỗ, xa xa mấy chục triệu cây số. Cần thánh linh thạch cũng rất nhiều, hiện tại mới bố trí xong, hao phí chỉnh một chút ba ngày, nếu là đối tiên sinh có chỗ chậm trễ, còn mong rộng lòng tha thứ. Hải Xuyên cửa hàng hậu viện một cái to lớn đại quảng trường trước, từng viên thánh linh thạch tinh la kỳ bố địa cắm ở chỗ này mỗi cái địa phương, xa xa nhìn lại, đủ có mấy ngàn vạn nhiều. Mà cái kia quảng trường vị trí trung tâm nhất, sấm sét vang dội, gió dục mây vần, một đạo đen nhánh mà lại thâm thúy thông đạo. Đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Thương hội đại công tử Ngô Nhiên Trạch, vẫn như cũ cái kia một bộ chiêu bài thức vẻ mặt vui cười, đứng tại trước thông đạo, hướng về Trác Phàm chỗ đó khom người bái hạ, chung quanh hắn thì là từng đội quy nguyên cảnh lão giả, có tới hơn trăm người chúng, tự mình vui vẻ đưa tiễn Trác Phàm rời đi. Có thể thấy được Hải Xuyên thương hội đối vị này khách hàng lớn, đến cỡ nào coi trọng. Đạm mạc gật đầu. Trác Phàm đem sau lưng cổ tam thông thân thể hướng lên cõng cõng, vui vẻ cười nói, chỗ nào, gần đây nhận được quý thương hội chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích. Huống hồ, hôm nay từ biệt, cũng không phải là vĩnh biệt, chúng ta nhưng còn có rất nhiều cơ hội hợp tác đây. Đến lúc đó chỉ sợ còn nhiều hơn làm phiền quý cửa hàng. Thật, vậy quá tốt, bản hành hoan nghênh đã đến, ha ha ha. Lông mày nhíu lại, Ngô Nhiên Trạch nhất thời vui vẻ, lần nữa thật sâu bái hạ tới. Tuy nhiên hắn vẫn là không biết Trác Phàm thân phận, nhưng là song phương như là đã có tiếp tục mục đích hợp tác, cái này liền đầy đủ. Dù sao bọn họ căn bản không quan tâm Trác Phàm thân phận, người ta không muốn nói, cho dù mạnh bước đi ra, đó cũng là giả. Ngược lại là người ta chỉ cần nguyện ý tiếp tục hợp tác với ngươi đi xuống, mang cho ngươi đến càng lớn lợi ích, vậy liền đầy đủ. Thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly, trong mắt bọn hắn, chỉ cần có lợi ích nhưng là cướp lấy liền đầy đủ, quản ngươi thân phận gì. Căn bản không sao cả, lại không theo ngươi kết giao bằng hữu, mọi người bất quá lợi ích liền mà thôi. Đối tiên sinh, không biết chúng ta về sau như thế nào liên hệ. Đến lúc đó, ta sẽ liên hệ các ngươi. Cười thần bí, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, sau đó lại nhìn chung quanh một chút, giang rộng ra đề tài nói, đúng, làm sao thành chủ đại nhân không có tới đâu. Mấy ngày nay,
hắn nhưng là cùng ta xưng huynh gọi đệ gấp A. Không khỏi khinh bỉ bĩu môi, Ngô Nhiên Trạch nhìn về phía Trác Phàm nhỏ giọng nói, tiên sinh, thành chủ người này trọng sắc khinh hiếu, lợi lớn vong nghĩa, ngài vẫn là đừng với hắn ôm hy vọng quá lớn đi. Hôm nay ngài muốn rời khỏi thời khắc, Nam Châu đệ nhất mỹ nữ, y tiên mộ Dung Tuyết vừa vặn muốn vào thành, hắn liền rất là vui vẻ đi nghênh đón nàng đi. Mà lại vì biểu hiện chính mình uy vọng, còn nhất định phải đem gia phụ cùng một chỗ mang đi. Nếu không mà nói, gia phụ thế nhưng là 10 phần muốn tự mình tiễn biệt tiên sinh ngài. Nam Châu y tiên mộ Dung Tuyết. Mi mắt không khỏi lắc một cái, Trác Phàm một mặt kỳ quái nói, ta nhớ được hắn là Nam Châu đệ nhất cao thủ, liệt dương kiếm thần, mộ dung liệt muội muội đi. Phía Nam Châu cùng Trung Châu quan hệ, nàng có thể đường hoàng tại Trung Châu hành động, cũng thật đủ lớn mật a. Bất giác thản nhiên cười, Ngô Nhiên Trạch đạm mạc gật đầu, tiên sinh có chỗ không biết, Trung Châu luôn luôn lấy đại khí bày ra, làm thế nào có thể cầm Nam Châu đệ nhất cao thủ muội muội, uy hiếp Nam Châu đi vào khuôn khổ đâu. Huống hồ thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ luôn luôn công tâm làm đầu, lúc trước Tây Châu đệ nhất nhân Đan Thanh Sinh cùng Đông Châu đệ nhất nhân Thượng Quan Phi Vân, đều đã bị thuyết phục tiến vào chiếm giữ Trung Châu chi địa, hiện tại chính tìm kiếm nghĩ cách xu thuyết mộ dung liệt đây, làm thế nào có thể động đến hắn muội tử, rơi chính mình thân phận. Vậy liền lại không có gì có thể nói. Cho nên, mộ dung tuyết tại Trung Châu, ngược lại so tại địa phương khác càng thêm an toàn. Bởi vì không có người sẽ động nàng, ngược lại sẽ tận lực bảo hộ nàng đây. Đương nhiên, cũng có chút cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, chính đang theo đuổi nàng. Phốc, bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ liếc hắn một cái, lắc lắc đầu, đại công tử đây là tại ám chỉ thành chủ Bách Lý Cảnh Ngọc A, bất quá cóc ghẻ ai cũng làm qua, bởi vì ai đều muốn ăn một lần thịt thiên Nga, chỉ là sau cùng đều sẽ bị vô tình chửi một câu không biết lượng sức mà thôi. Đại công tử, người không nghĩ tới làm cóc ghẻ sao? Ha ha ha, tiên sinh nói giỡn, cóc ghẻ ta cũng đã làm, chỉ bất quá bị cự tuyệt. Dù sao người ta là cao cao tại thượng Nam Châu công chúa, chướng mắt ta cái này thương nhân nhà. Thực làm ăn cùng cầu ái đồng dạng, đều nói cái môn đăng hộ đối, tiền tài không ngang nhau, tự nhiên nói không thành. Cho nên kể từ lúc đó, ta liền không tiếp tục làm qua trận này sinh ý. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Ngô Nhiên Trạch ít có lộ ra một chút buồn bã. Thật sâu nhìn lấy hắn, Trác Phàm trong mắt tinh quang sáng láng, tựa như chỉ dẫn nói, thì ra ngươi khi đó truy cầu mộ dung tuyết, cũng là làm kinh doanh đến nói a, khó trách nói không thành. Chỉ là ban đầu thất bại, tựa như cũng không có để ngươi được đến giáo huấn a, cóc ghẻ bản tính vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ bất quá, cái này thì thiên Nga nếu là ăn không được coi như, nhưng nếu là ăn vào mới phát hiện là độc thiên Nga, chẳng phải càng khổ cực. Không khỏi sững sờ. Ngô Nhiên Trạch một mặt mê hoặc. Khóe miệng xẹt qua nụ cười quỷ dị, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, người rất nhanh liền biết. Tóm lại, lần này đa tạ, ta rất chờ mong lần sau cùng quý hãng hợp tác. Chỗ nào, có thể cùng tiên sinh dạng này khách hàng lớn hợp tác, hẳn là ta hành vinh hạnh mới đúng. Hy vọng lần sau gặp lại đến tiên sinh lúc, chúng ta có thể càng chặt chẽ hơn hợp tác. Nhất định sẽ càng chặt chẽ hơn, chỉ bất quá. Chúng ta còn có thể hay không gặp mặt, thì khác nói, ha ha ha. Phát ra từng đạo quỷ mị tiếng cười, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, lưng cõng tiểu tam tử, đi về phía lối đi kia chỗ đi đến, đại công tử, lại. Ha ha, hy vọng còn có thể gặp lại a, tuy nói có chút khó khăn. Hiu, bóng người biến mất tại cái kia đen nhánh trong đường hầm, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, chỉ để lại một mặt rất là kỳ lạ Ngô Nhiên Trạch. Ngơ ngác đứng tại lối đi kia về sau, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Vị tiên sinh này vừa mới nói, có ý tứ gì? Thế nhưng là, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một vị lão giả đã là vội vã tiến lên, thúc giục lên tiếng, đại công tử, mộ dung tuyết cô nương xa giá cũng nhanh đến, mặc dù nói lần trước cầu hôn không thành, nhưng mua bán không thành nhân nghĩa tại. Chúng ta tại Nam Châu chi nhánh ngân hàng, còn muốn dựa vào mộ dung gia thanh thế đâu? Ta minh bạch. Cùng vị này khách hàng lớn sinh ý đã nói thành, cái kia nói một kiện khác. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, Ngô Nhiên Trạch không khỏi chỉnh một chút quần áo, liền không nghĩ nữa hắn, theo một đám lão giả hướng cửa thành bay đi. Mà cùng lúc đó, cổng thành phụ cận, sớm đã người đông tấp nập địa tập trung đầy người, thành chủ Bách Lý Cảnh Ngọc hôm nay ăn mặc thế nhưng là loè loẹt, một mặt mong đợi đứng tại phía trước nhất, bên cạnh Hải Xuyên Thương Hội hội trưởng Ngô Giang Đào, thì là khí dồn đan điền.
vô cùng trầm ổn đứng ở một bên, không kiêu không gấp, hiển thị rõ đại khí phong độ. Ầm ầm. Đúng lúc này, từng tiếng chấn địa tiếng vang truyền đến mọi người bên tai, một trận từ ba cái cấp 3 linh thú lôi kéo xe lớn, một nhân tiện xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tại hướng trước cửa thành lái vào lấy. Mà tình cảnh này, nếu là bị Trác Phàm nhìn đến lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình, cái này không phải liền là cứu cha con bọn họ hai vị kia nữ tử sao? Chỉ là, Trác Phàm lúc đó chỉ thấy trong xe nha hoàn, nhưng lại không thấy đến tiểu thư mặt. Khụ khụ khụ, bất giác vội ho một tiếng, Bách Lý Cảnh Ngọc nhìn lấy cái kia xe lớn dần dần tới gần, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, lại chỉnh một chút khuôn mặt, liền không kịp chờ đợi nghênh đón. Bọn người người gặp, cũng vội vàng đuổi theo. Hu, kéo một phát dây cương, cái kia chiếc xe lớn nhất thời dừng lại, từ phía trên nhảy người tiếp theo nhìn qua 16-17 tuổi tiểu cô nương, lại chính là Trụy Nhi không thể nghi ngờ. Xa nhìn cái này người đông tấp nập tình cảnh, Trụy Nhi không khỏi bật cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía trong xe ngựa nói, tiểu thư, tốt đại trận chiến A, nhìn tới nơi này lại có một cái người người theo đuổi. Một số tục nhân mà thôi, Trụy Nhi, đánh xe vào thành. Đuổi không, phía trước đều bị người ngăn chặn, trừ phi đè qua bọn họ. Chậm rãi lung lay cái đầu nhỏ, Trụy Nhi biểu thị một trận bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Bách Lý Cảnh Ngọc lại là ưỡn nghiêm mặt, vội vã chạy lên, đầu tiên là đối Trụy Nhi như là đang nịnh nọt cười cười, sau đó vừa nhìn về phía trong xe, cười nịnh nói, cô nương cũng là y tiên mộ dung cô nương A, kính đã lâu, tại hạ Bách Lý Cảnh Ngọc, là một phương này thành trì chủ nhân, vài ngày trước đến văn cô nương phải đi qua thành này tin tức, thật sự là hưng phấn đến mấy ngày liền bên trong trằn trọc, không ngủ không nghỉ A. Hôm nay cuối cùng được gặp cô nương một mặt, chẳng biết có được không để bổn thành chủ thấy phương dung đâu. Hạ lưu, lưu manh, vô sỉ, còn lại cùng ở bên cạnh hắn người, đột nhiên người hắn như thế chẳng biết xấu hổ nói, rõ ràng cũng là đùa giỡn người ta, không khỏi tất cả đều trong lòng âm thầm hừ nói, chỉ là không ai dám tại miệng phía trên nói ra. Dù sao, tuy nhiên người ta mặc kệ trong thành sự vụ lớn nhỏ, nhưng tốt xấu là thành chủ chi tôn, tùy hứng lên nhưng là cũng không phải là người. Người bình thường còn thật không dám đắc tội. Bất quá, Mộ Dung Tuyết là người bình thường sao? Hội ăn hắn một bộ này sao? Đương nhiên sẽ không. Hải Xuyên Thương Hội hội trưởng, Ngô lão gia tử có đó không? Hoàn toàn không để ý đến hắn, xa giá bên trong truyền ra một đạo giống như anh khóc giống như mỹ diệu thanh âm. Điều này không khỏi làm cái kia sắc phôi, nhất thời nghe tiếng mà thân thể rung động, toàn thân cao thấp hóc môn càng tăng, trong nháy mắt thì ngây ngất. Chậm rãi trong đám người đi ra, Ngô Giang Đào không hổ là mọi người gia chủ, mười phần trầm ổn, nhạt cười một tiếng, ôm quyền nói, cô nương còn nhận biết lão hủ, thật là làm cho lão hủ cảm thấy vinh hạnh, không biết có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, lão hủ nhất định sẽ đem hết toàn lực, giải cô nương chi lo. Cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là tiểu nữ tử có chuyện quan trọng nóng lòng chạy về Bắc Châu, không muốn lại tàu xe mệt mỏi, muốn mượn quý hãng truyền tống đường buôn bán dùng một lát. Chẳng biết có được không? Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, cô nương muốn mượn, bổn thành chủ nhất định phê giấy nhắn tin. Thế mà, còn không đợi Ngô Giang Đào đáp lời, Bách Lý Cảnh Ngọc đã là ngửa cổ lên tử, hiển thị rõ thổ hào phong phạm, nếu là lão nhân này không mượn lời nói, bổn thành chủ dùng quan đạo đưa ngươi đi, so với hắn cái kia đường buôn bán dùng tốt nhiều. Da mặt nhịn không được co lại, Trụy Nhi nhìn lấy thành chủ này nhà giàu mới nổi sắc mặt. Không còn gì để nói. Thật không biết tên này là làm sao lên làm thành chủ, một chút tố chất đều không có, hoàn toàn thổ hào sắc mặt, không có một chút nhã nhặn. Nếu là toàn bộ Trung Châu thành chủ đều là bộ này đức hạnh lời nói, đoán chừng cái này kiếm tinh đế quốc cũng liền nhanh chơi xong, cái kia còn dùng bốn châu liên minh đối phó A, hừ. Ngô Giang Đào liếc hắn một cái, cũng là bất đắc dĩ, có điều hắn biết, tên này cũng là tính tình trẻ con, cần hống. Sau đó cũng cho tận hắn mặt mũi, cười nói, đã thành chủ nói như vậy, vậy lão phu đương nhiên hội mượn, chỉ nhìn cô nương thời gian, ha ha ha. Thật sâu nhìn cái kia Ngô Giang Đào liếc một chút, Bách Lý Cảnh Ngọc cũng là cao hứng gật đầu, lão nhân này vẫn rất nể tình a. Như vậy, liền đa tạ Ngô lão, còn có, thành chủ đại nhân, Mộ Dung Tuyết tựa hồ còn có chút do dự, nhưng cuối cùng lại là khách sáo nói. Mặt mũi tràn đầy dương quang sáng lạn. Bách Lý Cảnh Ngọc một mặt chư ca tướng, chất phác nói, không cảm tạ với không cảm tạ, chắc là, hắc hắc hắc.
Hiu hiu hiu. Thế mà, đúng lúc này, lại là mấy đạo tiếng xé gió vang lên, lại chính là Ngô Nhiên Trạch chờ người chạy đến. Đầu tiên là đối Ngô Giang Đào gật gật đầu, biểu thị bên kia đã đem Trác Phàm đưa đi, hết thảy thỏa đáng. Ngay sau đó Ngô Nhiên Trạch trực tiếp thẳng đi vào xa giá trước, hướng xe kia bên trong khom người cúi đầu nói, Mộ Dung cô nương, đã lâu không gặp, hoan nghênh đi vào tụ kim thành. Ngô công tử, đã lâu không gặp, gần sinh ý tới được chứ. Nắm cô nương hồng phúc, hết thảy mạnh khỏe, chỉ là cô nương nếu là lại chiếu cố một hai, vậy thì càng tốt bất quá. Trên mặt tràn đầy vui sướng ý cười, Ngô Nhiên Trạch vẫn như cũ là chiêu bài kia nét mặt. Trầm mặc. Người trong xe nhi không nói gì, thật lâu mới thản nhiên nói, Ngô công tử còn như trước kia một dạng, không có gì thay đổi à, ta muốn quý hãng tại Nam Châu phát triển, hội phát triển không ngừng. Nắm cô nương cắt ngôn, hung hăng liền ôm quyền, Ngô Nhiên Trạch mỉm cười. Chỉ là Mộ Dung Tuyết nhìn lấy đây hết thảy, lại là bất đắc dĩ dao động cái đầu, quả nhiên, cái này Ngô đại công tử vẫn là bộ này truy tên trục lợi đức hạnh, trong mắt trừ danh lợi liền không có khác. Mảy may tình nghĩa cũng không có, cùng lúc trước thật sự là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mộ Dung Tuyết lúc này tâm tình là có chút thất lạc, trước kia hắn đối cái này Ngô công tử không là hoàn toàn không hề động tâm qua, chỉ là về sau phát hiện bản chất, liền cũng thất vọng. Qua nhiều năm như vậy, gặp lại trước kia người cũ, kết quả vẫn là như lúc trước đồng dạng, không có chút nào tiến bộ, liền càng thêm thất vọng. Mà Bách Lý Cảnh Ngọc nhìn đến Ngô Nhiên Trạch thế mà cùng Mộ Dung Tuyết như thế quen thuộc. Không khỏi có chút ghen ghét, vội vàng tiến tới góp mặt, xuất ra một cái hộp tinh xảo, ngắt lời nói, Mộ Dung cô nương, ngài không xa 10.000 dặm tới này tụ kim thành, bổn thành chủ có một lễ vật đưa cho cô nương, còn mời cô nương vui vẻ nhận. Không cần, nhiều tạ thành chủ hậu ái, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lùng, Mộ Dung Tuyết đạm mạc lên tiếng. Bất quá cái kia Bách Lý Cảnh Ngọc lại là không cam tâm, tiếp tục dây dưa đến cùng, cô nương. Ngài nhất định muốn nhận lấy bổn thành chủ phần này đại lễ, bổn thành chủ cam đoan, tuyệt sẽ không để cho cô nương thất vọng. Thôi đi, tiểu thư nhà ta người nào, các ngươi không biết sao, ai mà thèm các ngươi tặng đồ. Không khỏi bĩu môi, Trụy Nhi một mặt khinh thường nói. Không khỏi cười hắc hắc, Bách Lý Cảnh Ngọc một mặt bị ổi, ba một tiếng mở hộp ra, bên trong lại là một khối màu đen cố chấp, chính là cái kia ma linh thạch không thể nghi ngờ, cô nương. Thứ này thế nhưng là rất hiếm thấy, cam đoan ngươi dùng nhất định sẽ suốt đời. Ách! Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, đã là đột nhiên đồng tử chừng một cái, thân thể cứng đờ, bỗng nhiên run rẩy lên, đồng thời cuồn cuộn hắc khí ngăn không được địa theo trong cơ thể hắn tản ra. Đụng! Giống như là bị kinh phong giống như, Bách Lý Cảnh Ngọc một cái lảo đảo, té ngã trên đất, miệng sùi bọt mép, từng đạo khí lưu màu đen tại hắn toàn thân cao thấp chạy trốn, chỉ là trong nháy mắt. Đã đem toàn thân hắn biến thành đen kịt một màu, thân thể cũng đang dần dần cứng ngắc, giống như cố chấp giống như. Thật giống như hắn ngã xuống lúc, rơi ở bên cạnh hắn khối kia ma linh thạch, chính hắn cũng đang dần dần biến thành tảng đá kia. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, mọi người tại đây đều là cùng nhau quá sợ hãi, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, Trụy Nhi càng là nhịn không được hét lên một tiếng, hét lớn, tiểu thư, hắn. Siêu. Không đợi Trụy Nhi vậy hắn nói xong, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp, đã là đột nhiên theo cái kia xe lớn bên trong lóe ra, bỗng dưng rơi vào cái kia Bách Lý Cảnh Ngọc trước mặt. Cơ nhược tuyết ra, vô cùng mịn màng, lông mày giống như chỗ ngoặt liễu, trên ánh trăng vân sao, hai má dường như đào hoa đua nở, kiểu diễm muốn, rõ ràng mắt như thu thủy sông dài, động nhân tâm ruộng. Mộ Dung Tuyết dáng người vừa mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liền làm tại chỗ tất cả mọi người không khỏi cùng nhau khẽ giật mình, trong nháy mắt ngây người, trong lòng một trận cảm thán, Nam Châu đệ nhất mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Riêng là cái kia ngã trên mặt đất, còn đang không ngừng run rẩy Bách Lý Cảnh Ngọc, giờ này khắc này, lại cũng không khỏi đến trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lộ ra kinh động như gặp thiên nhân vẻ kinh ngạc, liền thân thể run rẩy đều tựa hồ quên, khóe miệng hơi hơi một phát, bỗng dưng nhìn si. Hoàn toàn không có liếc hắn một cái. Mộ Dung Tuyết trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, vội vàng tìm tòi hắn thủ đoạn, một cỗ dịu dàng nguyên lực liền nhất thời xông vào đi. Thế nhưng là cái này không dò xét còn tốt, tìm tòi phía dưới, nàng cái kia vốn là bình tĩnh sắc mặt lại cũng đột nhiên đại biến, trong nháy mắt thì ngưng trọng lên. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Tiểu thư, hắn làm sao? Mắt thấy cái kia Bách Lý Kinh Vĩ thân thể càng ngày càng đen,
càng ngày càng cứng ngắc, Trụy Nhi không khỏi một mặt lo sợ mà nói. Sắc mặt Ngăn không được lòng đất nặng, Mộ Dung Tuyết cũng là mắt hiện mê hoặc, lắc lắc đầu, không biết, trong cơ thể hắn rất kỳ quái, có một cỗ màu đen đồ vật chính đang không ngừng thôn phệ hắn thân thể, ngay cả ta thăm dò vào nguyên lực cũng trong nháy mắt thôn phệ, không biết là cái quái gì, nhưng khẳng định cực kỳ hung hiểm đáng sợ. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau gật đầu, trong lòng cũng hơi hơi run lên, đại thể minh bạch một số. Đồng thời nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nhìn nàng như thế nào thi cứu. Dù sao vị này Mộ Dung đại tiểu thư trừ Khuynh Quốc Khuynh Thành bên ngoài, y tiên tên cũng không phải chỉ là hư danh. Ha ha, ngươi làm gì? Thế nhưng là, đúng vào lúc này, Trụy Nhi một tiếng bén nhọn hét lớn, lại là vội vã kêu lên. Mọi người giật mình, theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua, lại là chính gặp cái kia đã thân thể không nghe sai khiến Bách Lý Kinh Vĩ. Hai con ngươi kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết đem tại trên cổ tay hắn tay ngọc phương hướng. Một cái bàn tay heo ăn mặn há miệng run rẩy nỗ lực hướng về phía trước tiến dần lên lấy. Dường như cho dù trước khi chết, cũng muốn sờ một chút cái này như ngọc non tay đồng dạng, trong mắt còn mang theo nồng đậm dâm tục chi sắc, Ngăn không được địa hắc hắc nói, Mộ Dung. Cô nương, ngài thật đúng là, xinh đẹp thiên. Da mặt nhịn không được cùng nhau co lại, mọi người mắt thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nhất thời không còn gì để nói. Tên sắc phôi này, thật sự là chó đổi không ăn cứt. Chính mình cũng nguy cơ sớm tối, còn băn khoăn cô nương xinh đẹp đâu. Mộ Dung Tuyết cũng là mặt như phủ băng, một nắm đấm không khỏi hung hăng nắm nắm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải gặp tên này là cái thân thể quấn quái bệnh người, nàng không phải một bàn tay hô trên mặt hắn không thể. Như thế Đức Hạnh còn nghĩ đến đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, có thể thấy được hắn ngày bình thường là bực nào vô pháp vô thiên. Bất quá, không cần đến nàng giáo huấn. Bách Lý Kinh Vĩ tại sắp đụng phải nàng tay ngọc trước, đã là cắt một tiếng, trong nháy mắt cứng đờ, tuy nhiên trong mắt vẫn như cũ mang theo dâm uế màu sắc cùng dục vọng, nhưng là toàn bộ thân thể đã lại cũng khó có thể động đậy mảy may, thân thể kia bên trong một điểm cuối cùng sinh mệnh khí tức, cũng đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, dường như đã bị cái kia khí lưu màu đen hoàn toàn chìm ngập. Hắn, hiện tại chính thức thành một khối màu đen cố chấp, cùng cái kia ma linh thạch không khác. Nhìn lấy đây hết thảy. Tại chỗ tất cả mọi người không khỏi tất cả đều ngây người, trong lòng kinh sợ một hồi, bọn họ người nào đều khó có thể tưởng tượng, vì sao tốt tốt một cái người, sẽ như thế không minh bạch chỗ, ngay tại tất cả mọi người trước mặt, dưới ban ngày ban mặt thì ly kỳ như vậy chết đâu. Mà lại, còn bị chết như thế kỳ quặc, cái này bất giác để tại chỗ tất cả mọi người đều có loại như có gai ở sau lưng, lưng thổi siêu siêu gió lạnh cảm giác, giật mình một thân mồ hôi lạnh. Mộ Dung cô nương, cái này. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chậm rãi đứng ra, hướng về Mộ Dung Tuyết hơi hơi bái bai, Ngô Giang Đào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi thăm lên tiếng. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Mộ Dung Tuyết cũng là mê mang địa lắc lắc đầu, mi mắt nhẹ trao lại, vạn phần khó hiểu nói, ta đây cũng không rõ lắm trắng, tiểu nữ tử hành y nhiều năm, chỗ trải qua ca bệnh cũng không ít, lại là lần đầu nhìn thấy quỷ dị như vậy sự tình. Có điểm giống trúng độc, nhưng là như thế mãnh liệt phát tác. Còn có cái kia khó có thể khu trừ đặc tính, lại là lại không giống. Cũng có chút tương tự ma đạo chúng chú thuật, cổ vật, nhưng lại có chút không giống, tóm lại ta cũng không hiểu sâu. Hiu hiu hiu. Thế mà, nàng lời còn chưa dứt, lại là mấy trăm đạo tiếng xé gió trong nháy mắt vang lên, sau một khắc, theo trong thành nội địa chỗ, một chuỗi dài địa xẹt qua khó có thể tính toán lưu quang, đợi rơi xuống mọi người trước người, hiện ra hình đến. Người cầm đầu lại là để tại chỗ tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình, không khỏi kinh hãi thừa tướng đại nhân, ngài làm sao lại đột nhiên giá lâm tụ kim thành. Bách Lý Cảnh Ngọc cái kia hỗn đản đây, bản tướng mượn quan đạo truyền tống ngàn dặm đi tới nơi này thành trì bên trong, lại nghe người ta nói hắn ra khỏi thành đón khách. Hừ, hiện tại người ở nơi nào, bản tướng nhưng muốn tìm hắn thật tốt tính toán một khoản. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt tái nhợt. Đúng là không có chút nào nhìn ở trong sân người liếc một chút, quát lạnh lên tiếng. Lẫn nhau nhìn xem, trong mắt mọi người đều là một trận do dự, sau đó không hẹn mà cùng hướng cái kia một đoàn than đen giống như vật thể hình người phía trên nhìn qua. Thuận lấy bọn hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ đó, Bách Lý Kinh Vĩ lúc này biết làm sao chuyện, không khỏi cười lạnh liên tục lên tiếng, cái phế vật này, thật sự là gặp báo ứng a, thế mà cũng là chết như vậy. Hừ, tính ngươi chết nhanh. Không phải vậy bản tướng cũng sẽ không để ngươi thì dễ dàng như vậy sự tình. Ách, thừa tướng đại nhân,
nghe ngài vừa mới nói, tựa hồ biết trong thời gian này đến tột cùng. Lúc này, Bách Lý Kinh Vĩ còn không có điểm bọn họ Hải Xuyên cửa hàng tục danh, Ngô Giang Đào không rõ nội tình, đã là hảo chết không chết địa vọt tới chính phẫn nộ thừa tướng đại nhân hỏng súng, khom người bái nói, vừa mới chúng ta tận mắt nhìn đến thành chủ đại nhân bị chết không minh bạch, chẳng lẽ nói. Trong này có cái gì kỳ quặc? Mi mắt bất giác vẩy một cái, Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu liếc hắn một cái, lại là bỗng dưng sùi cười ra tiếng, Ngô lão đầu a, ngươi còn thật dám ở bản tướng xuất hiện trước mặt a, hắn chết như thế nào, chẳng lẽ các ngươi Hải Xuyên thương hội không rõ ràng sao? Ách, thừa tướng đại nhân, lời này bắt đầu nói từ đâu a? Không khỏi giật mình, Ngô Giang Đào nhất thời hoảng hốt, thân thể nhịn không được mà run lên lên. Bởi vì hắn minh bạch, Bách Lý Kinh Vĩ là chỉ thế chi tài, cực thiện lung lạc nhân tâm, bình thường lui bọn họ đều là 10 phần khách khí. Nhưng hôm nay, lại là vừa ra khỏi miệng liền tràn đầy mùi thuốc súng, tranh phong tương đối, khắp nơi gây chuyện, nói rõ vị đại nhân này đầu mâu đã đối hướng bọn họ. Chỉ là để bọn hắn vạn phần không hiểu là, bọn họ đến tột cùng làm gì sai, sẽ chọc cho đến Bách Lý Kinh Vĩ tức giận như vậy, đúng là trong nháy mắt để xuống ngày bình thường ôn tồn lễ độ khí độ, hướng bọn họ lộ ra hổ lang đồng dạng răng nanh đâu. Nhìn chằm chằm cái kia cực kỳ mê hoặc ánh mắt, Bách Lý Kinh Vĩ cũng biết hắn cũng không biết tường tình, không khỏi thản nhiên cười, diễu diễu nói, Ngô lão đầu, ngươi không biết các ngươi Hải Xuyên cửa hàng làm chuyện gì tốt đúng không, quyền kia tướng liền đến hỏi ngươi, cái kia ma linh thạch là chuyện gì xảy ra, đến tột cùng từ chỗ nào đến, cho ta chi tiết bàn giao. Cái gì, ma linh thạch? Thân thể nhịn không được lắc một cái, Ngô Giang Đào cùng Ngô Nhiên Trạch hai cha con, đều là cùng nhau giật mình, sau đó trong nháy mắt ngơ ngẩn, trên mặt một trận kinh ngạc, do dự không ngừng, thừa tướng đại nhân, ngài. Ngài là nói cái này cùng ma linh thạch. Hừ, hung hăng phất ống tay áo một cái, Bách Lý Kinh Vĩ lạnh hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, thật không biết các ngươi từ nơi nào làm ra tảng đá kia, còn cùng Bách Lý Cảnh Ngọc cái phế vật này cùng một chỗ lấy tới đế đô đi, phân phát cho những cái kia đắc lực thần tử, đế quốc giường cột. Kết quả vừa vặn rất tốt, trong vòng 3 ngày, 1/3 vương công quý tộc nhóm dùng các ngươi cái này tảng đá vụn, cả đám đều biến thành bộ này màu đen hài cốt, chết cũng không biết chết như thế nào. Đế quốc trọng thần, trong vòng 3 ngày, chết một mảng lớn, cả nước chấn động, trách nhiệm này đến tột cùng người nào chịu. Các ngươi nói, thứ này đến tột cùng là từ nơi nào làm ra. Thân thể ngăn không được chấn động, Hải Xuyên thương hội mọi người cùng nhau quá sợ hãi, sau đó một mặt giật mình lo lắng nhìn về phía cái kia rơi trên mặt đất ma linh thạch nhất mắt, lại là như vậy chói mắt, tâm đều cả kinh muốn nhảy ra. Cứ như vậy một khối tiểu hòn đá nhỏ, vậy mà để đế quốc gần nửa cao tầng vẫn diệt, đây chính là đại họa sự tình a. Không thể nói được, bọn họ Ngô gia tại Trung Châu gót chân, cứ như vậy hết. Hải Xuyên cửa hàng mấy ngàn năm cơ nghiệp, cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Giang Đào sắc mặt liền không khỏi tái nhợt xuống tới, thân thể hung hăng run run, một cái lảo đảo, một miệng đỏ thẫm máu tươi bỗng dưng từ khóe miệng chảy ra, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thừa tướng đại nhân, ngài bất giận, tuy nói cái này ma linh thạch là chúng ta cửa hàng tiêu thụ dùm, nhưng lại không phải chúng ta hàng hóa a, là một người khách nhân phó thác cho chúng ta cũng không biết sao lại thế. Trong lòng không khỏi quính lên, Ngô Nhiên Trạch nhanh chóng vội vàng khom người cầu tình, trên mặt đều là nôn nóng bất an. Liếc xéo hắn liếc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi sùi cười ra tiếng, một người khách nhân, ai vậy? Họ gì tên gì, đến từ nơi nào? Đi hướng chỗ nào, thuộc về cái nào phe thế lực. Cái này, da mặt nhìn không được hơi hơi run run, Ngô Nhiên Trạch một mặt ngượng nghịu, thừa tướng đại nhân, người biết chúng ta có quy củ, không hỏi qua khách người thân phận nội tình. Người ta không muốn nói, chúng ta cũng không có cách nào. Chúng ta chỉ biết là, hắn muốn đi trước Tây Châu, vừa dùng chúng ta đường buôn bán chuyển đi, còn một mực mang theo cái hôn mê hài tử. Cái gì, hài tử? Mi mắt nhìn không được lắc một cái, còn tại mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời giật mình, không thể tin nói cái dạng gì hài tử, đến tột cùng bao lớn, hai người bọn họ lại hình dạng thế nào. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Ngô Nhiên Trạch nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, lập công chuộc tội, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, cái đứa bé kia đại khái 7-8 tuổi, mũm mĩm hồng hồng, rất đáng yêu. Chỉ là dường như thụ cái gì trọng thương, một mực tại hôn mê còn vị tiên sinh kia. Thân hình so sánh gầy gò, nhưng lại khôn khéo cực kỳ, rất giỏi về đàm phán,
tại hạ cũng tốn sức tâm cơ, cũng không có thể dò hắn một chút nội tình. Không có khả năng, là cái kia nam nhân, hắn còn chưa có chết. Làm sao có thể? Thân thể nhịn không được run run, Bách Lý Kinh Vĩ tựa hồ nghĩ đến cái gì, một mặt khó có thể tin nói, tại Trảm Long Kiếm Vương một kiếm kia bên dưới, hắn chắc là chém thành muôn mảnh, làm sao có thể còn hành tẩu vô thế ở giữa? Tiểu thư, bọn họ trong miệng sở thuyết người kia, có phải hay không chúng ta gặp phải cái kia gọi Cổ Nhất Phàm hai cha con? Trụy Nhi, im miệng, cái này không quan viên chúng ta sự tình. Đúng lúc này, Trụy Nhi nghe đến bọn họ trò chuyện, không khỏi nhất thời nhỏ giọng nói, Mộ Dung Tuyết vội vàng rõ ràng khiển trách một tiếng, hướng nàng đánh cái ánh mắt. Bất quá, lỗ tai vô cùng nhạy bén Bách Lý Kinh Vĩ, đã là một từ không bỏ sót nghe đến, không khỏi mãnh liệt nhìn về phía hai người, kinh ngạc nói, cái gì, các ngươi nói các ngươi ngộ qua hai người kia, thật gọi Cổ Nhất Phàm à, lúc nào sự tình. Đúng, ba ngày trước chúng ta tại đất tuyết bên trong cứu hai người, một lớn một nhỏ, cái kia đại trước khi chia tay tự xưng Cổ Nhất Phàm. Nhìn đến chính mình hai người bị Bách Lý Kinh Vĩ để mắt tới, tự biết tránh không khỏi, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một chút, liền một năm một mười nói ra. Nghe được lời này, Bách Lý Kinh Vĩ trên mặt biến rồi lại biến, trong mắt đều là vẻ không thể tin được, thần sắc phức tạp khó phân biệt, trong miệng càng là đang run lên sau một hồi, mới lẩm bẩm nói, Cổ Nhất Phàm, người thật đúng là âm hồn bất tán đâu. Thế nào, thừa tướng đại nhân, ngài nhận biết vị tiên sinh kia? Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Kinh Vĩ như thế mê vọng ánh mắt, Ngô Nhiên Trạch không khỏi trong lòng lo sợ, thăm thẳm thăm dò lên tiếng. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ trong tay hung hăng nắm lại, cắn răng nói, nào chỉ là nhận biết, người kia quả thực là bản tướng cả đời sỉ nhục. Vốn là coi là đã xử lý, sao lại thế? Hừ hừ, nói như vậy, đây hết thảy thì đều giải thích thông. Âm mưu, lại là người Cổ Nhất Phàm âm mưu. Muốn phá vỡ ta Kiếm Tinh đế quốc đúng không? Bất quá đáng tiếc, chỉ cần có bản tướng tại, liền sẽ không để ngươi đạt được. Hừ hừ hừ, thiếu một phần ba đế quốc trọng thần thì thế nào, chỉ cần bản tướng dùng một chút thời gian, thì hoàn toàn bù đắp, ngươi cướp đi bản tướng trùng thiên kiếm thì thế nào, dù sao hiện tại lão tổ tông xuất quan, cửu kiếm vương quý vị, bản tướng rất nhanh liền có thể đem kiếm lại cướp về. Chỉ là một giới thần chiếu cảnh ngươi. Lẻ loi một mình là đấu không lại ta, Cổ Nhất Phàm. Trong tai nghe lấy Bách Lý Kinh Vĩ oán độc ngôn ngữ, mọi người một mặt giật mình lo lắng nhìn về phía hắn, cũng đã tựa hồ hoàn toàn minh bạch cái gì. Thì ra cái này Bách Lý Kinh Vĩ chẳng những nhận biết người kia, còn cùng người kia là tử đối đầu a. Thế nhưng là, để bọn hắn khó có thể tin là, đến tột cùng là thần thánh phương nào, làm cho luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo, vạn vật không để trong lòng trăm dặm thừa tướng. Điên cuồng như vậy mà chấp nhất, coi là suốt đời chi địch, người này coi là thật không đơn giản, tối thiểu có thể cùng Bách Lý Kinh Vĩ địa vị ngang nhau. Một bên Mộ Dung Tuyết hai người gặp này, cũng là không khỏi trong lòng run lên, âm thầm tắc lưỡi. Tiểu thư, chúng ta lúc trước cứu người kia, không nghĩ tới còn thật không đơn giản a, thế mà làm cho danh chấn Nam Châu Bách Lý Kinh Vĩ, như thế nhớ thương. Nào chỉ là nhớ thương, quả thực cũng là địch nhân vốn có. Mi mắt khẽ nhíu một cái, Mộ Dung Tuyết cũng là không khỏi cảm thán nói, nếm văn đại ca nói lên, cái này Bách Lý Kinh Vĩ là Trung Châu vô miệng kiếm vương, không được khinh thường. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại bởi vì người kia giận đến tình trạng như thế, không có nửa phần phong độ có thể nói, có thể thấy được cái kia Cổ Nhất Phàm cũng làm thật không đơn giản a. Bất giác hì hì cười một tiếng, Trụy Nhi lúc này hai mắt tỏa sáng nói, vậy nói như thế, ba chúng ta ngày trước xem như cứu đối với người. Địch nhân thì là bằng hữu, cứu Bách Lý Kinh Vĩ kẻ thù, để vị này lấy chí lấy xưng thừa tướng đại nhân tâm phiền ý loạn, chúng ta chẳng phải là vì bốn châu liên minh đại nghiệp lập đại công. Sau này trở về, nhưng muốn để gia chủ thật tốt khen thưởng một phen mới là, hì hì. Ai, nói thế nào lập công đâu, nếu là thời gian có thể đảo lưu, ta tình nguyện không cứu được qua người này. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Mộ Dung Tuyết một mặt ai thán nói. Không khỏi sững sờ. Trụy Nhi một mặt không hiểu, tiểu thư, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, đây chính là ngươi nói, vì sao? Không sai, cứu người nhất mệnh, thật là thiện quả, nhưng cứu ma nhất mệnh, lại là cho người ta ở giữa mang đến càng đại tai họa, ác nghiệp khó tiêu a. Không khỏi bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, Mộ Dung Tuyết không khỏi hơi hơi liếc một cái kia Bách Lý Cảnh Ngọc than đen thi thể, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia sầu não đến, người này xuất thủ ác độc.
thần bí khó lường, sau này không biết lại muốn làm ra như thế nào ác quả, mà những thứ này nghiệt báo đều là muốn do chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận. Chỉ nguyện hắn lương chi chưa phai mờ, làm chút tích đức hành thiện sự tình, sớm thoát ác quả liền tốt. Thật sâu phải xem Mộ Dung Tuyết liếc một chút, sau đó vừa nhìn về phía cái kia than đen, Trụy Nhi không khỏi bất đắc dĩ bĩu môi, nói lầm bầm, nhưng bây giờ chết, đều là địch nhân người A. Bất kể là ai, đều là một đầu sinh mệnh, huống chi còn bị chết thê thảm như thế, không phải ta đại nghĩa tiến hành. Vô luận như thế nào, ác cũng là ác, ma cũng là ma, bất luận hắn đứng tại cái kia lập trường, đều không phải chúng ta người đồng đạo. Chậm rãi lắc đầu, Mộ Dung Tuyết đối trong lòng mình lập trường 10 phần kiên định, Trụy Nhi dương mắt liếc một cái nàng, đạm mạc gật đầu, há, ta minh bạch, về sau gặp lại người kia, ta sẽ thay tiểu thư trừ hắn, trừ ma vệ đạo. Nghe được lời này, Mộ Dung Tuyết không khỏi bật cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Người này tuy là thần chiếu cảnh, nhưng gặp liền Bách Lý Kinh Vĩ đều cầm hắn không cách nào, liền nên minh bạch hắn là cỡ nào khó có thể đối phó, người một cái tiểu cô nương, há lại người ta đối thủ. Chỉ là hiện tại qua qua miệng nghiện, ngày sau nhưng chớ có tự lấy nhục. Trăm dặm thừa tướng, đã ngài đã biết cái kia người thân phận, xin mời cấp tốc truy nã tại hắn A, ta Hải Xuyên cửa hàng trải rộng năm châu, nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ. Gặp Bách Lý Kinh Vĩ cái kia một bộ thống hận bộ dáng, Ngô Nhiên Trạch con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, dăm ba câu, liền muốn từ đó sự tình bên trong thoát thân đi ra. Bất quá, Bách Lý Kinh Vĩ là ai, há có thể để hắn dễ dàng như vậy liền đem sai lầm cho tránh thoát. Tà tà cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ quay đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, Ngô Đại Công Tử, bản tướng là cái chính khách, không là người làm ăn, người cũng đừng cùng bản tướng cò kè mặc cả. Hiệp trợ bản tướng, hừ hừ hừ, người cho rằng Hải Xuyên cửa hàng tại Nam Châu lớn bao nhiêu thế lực. Còn không phải muốn lo ngại tránh thức người cầm quyền. Lại nói, tiểu tử kia tại Trung Châu, bản tướng đều không thể bắt lấy, người cho rằng tại Hán Châu, các người có thể thay bản tướng bắt lấy. Lại giả thuyết, bản tướng sao có thể tin tưởng một cái dùng đường buôn bán giúp tiểu tử kia trốn người, chân tâm thực ý làm gốc tương xuất lực đâu. Thừa tướng đại nhân, ngài nhất định muốn tin tưởng. Chúng ta Hải Xuyên cửa hàng thật cùng sự kiện này. Đầy đủ, Nhiên Trạch. Ngô Nhiên Trạch quính lên, vội vàng xuất khẩu, thế nhưng là còn không đợi hắn nói ra mấy câu đến, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên. Không khỏi khẽ giật mình, Ngô Nhiên Trạch quay đầu nhìn qua, đã thấy người kia không là người khác, đúng là mình phụ thân, Thương Hành hội trưởng, Ngô Giang Đào không thể nghi ngờ. Chậm rãi khoát khoát tay, Ngô Giang Đào không khỏi bật cười một tiếng, trong mắt tinh mang nhấp nháy. Đã xem thấu hết thảy, Nhiên Trạch, không cần lại nhiều tốn nước bọt. Vừa mới thừa tướng đại nhân nói rất rõ ràng, hắn là cái chính khách, không là thương nhân, hắn cần nếu không phải cò kè mặc cả, mà chính là viên mãn giải quyết sự kiện lần này. Bây giờ cái kia Cổ Nhất Phàm đã không biết tung tích, đế quốc tổn thất gần nửa cao tầng, chấn kinh Nam Châu, cũng nên có người đi ra gánh chịu. Ta muốn thừa tướng đại nhân là nghĩ, để cho chúng ta Hải Xuyên cửa hàng còn có Bách Lý Cảnh Ngọc đến gánh trách nhiệm đi. Ha ha ha, Ngô lão gia tử không hổ là lão giang hồ, cũng là hiểu chuyện. Không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, Bách Lý Kinh Vĩ nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, ta không quản các ngươi cùng sự kiện này liên lụy bao lớn, là cố ý hay là vô tình, nhưng chỉ cần các ngươi cùng việc này có quan hệ, sự tình náo đến bao lớn, các ngươi cho ta phụ bao lớn trách, không phải vậy ta không cách nào hướng bệ hạ cùng lão tổ tông bàn giao. Cái này, cũng là một cái chính khách tự ta tu dưỡng. Chuyện gì đều muốn thập toàn thập mỹ địa giải quyết, nhưng là đúng sai thiện ác, đều không luận. Da mặt nhịn không được run run, Ngô Giang Đào trong lòng trầm xuống, thật sâu hít một hơi, như vậy. Trăm dặm thừa tướng cảm thấy việc này, đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu. Lão hủ một tính mạng người, có thể hay không nhận phía dưới. Gần nửa đế quốc cao tầng chết, chỉ bắt ngươi một người tới đỉnh, không ngại quá nhẹ sao. Lạnh lùng theo dõi hắn cái kia già nua khuôn mặt không thả. Bách Lý Kinh Vĩ mặt không biểu tình, đạm mạc lên tiếng, Ngô lão gia tử, cái này mấy ngàn năm nay, ngươi vì đế quốc liên thông Nam Châu, không thể bỏ qua công lao, đa tạ. Đáng tiếc, lần này chuyện lớn, Hải Xuyên thương hội tại Trung Châu, về sau cũng không cần phải lại lưu giữ tại đi xuống đi. Thân thể nhịn không được chấn động, Ngô Giang Đào đột nhiên ngửi như thế tin dữ, không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Còn lại thương hội mọi người cũng là trong lòng hoảng hốt.
một mặt không cam lòng đến hung hăng nhìn chăm chú về phía Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, song quyền đều chăm chú đến nắm lại đến, cuồn cuộn khí thế cường hãn ngăn không được phát ra. Mà Bách Lý Kinh Vĩ sau lưng, một đám quy nguyên cao thủ cái kia cường hãn chi lực, cũng là ẩn ẩn phát ra, mang theo ngay ngắn nghiêm nghị. Thấy tình cảnh này, Ngô Nhiên Trạch không khỏi lúc này hoảng hốt, vội vàng khoát khoát tay, lên tiếng xin xỏ cho, trăm dặm thừa tướng, chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết. Nhiên Trạch, thế mà, còn không đợi hắn nói xong, Ngô Nhiên Đông hét lớn lại là vang lên lần nữa, tiếp lấy nhìn về phía hắn cái này thông minh tháo vát con trai trưởng, trên mặt nụ cười biến đến ấm áp rất nhiều, Nhiên Trạch, là cha một mực sẽ nói với ngươi, giàu không cùng quan viên tranh giành. Nhưng có một câu, một mực không dám theo ngươi giảng, phú quý cuối cùng cũng có đầu, chim bay cố, lương cung tàng, giết được thỏ, mổ chó săn. Đường buôn bán dựa vào quyền quý mà lên, tất nhiên bởi vì quyền quý mà rơi. Bây giờ thừa tướng đại nhân như thế gọn gàng địa đối phó chúng ta cửa hàng, chỉ sợ là đã cảm giác cho chúng ta vô dụng đi. Nói một cách khác, thừa tướng đại nhân gót sắt bước vào Nam Châu tốc độ, rốt cục muốn rảo bước tiến lên, chúng ta hối thông Nam Châu tác dụng, đã không trọng yếu nữa. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, chỉ có Bách Lý Kinh Vĩ lạnh lùng nhìn lấy hắn, lại là đột nhiên lộ ra tà dị tiếu dung, Ngô lão gia tử, nghĩ không ra ngươi một giới thương nhân, nhìn đến là thật lâu dài a. Không sai, bây giờ lão tổ tông xuất quan, cửu kiếm vương đầy đủ, đồng thời cùng bốn châu đối địch, đã không thành vấn đề. Chờ Nam Châu thống nhất, thiên hạ tận quy vương người, cũng liền không cần lại có người làm người trung gian. Tuy nói hôm nay việc này xem như một kiện dây dẫn nổ, nhưng khoảng cách triệt tiêu Hải Xuyên cửa hàng thời gian, thực cũng không bao xa. Trăm dặm thừa tướng, thật đúng là một cái đáng sợ chính khách, tuy nhiên mọi người thường nói thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly, nhưng chính khách sao lại không phải. Vô tình lại vô sỉ, từ trước tới giờ không giảng bản cũ. Khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh nhạt nụ cười, Ngô Giang Đào không khỏi thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí đến, có điều, thừa tướng đại nhân muốn rút lui ta Hải Xuyên cửa hàng. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a, ha ha ha. Nhiên Trạch, là cha bình thường đều nói đệ đệ ngươi Nhiên Đông lỗ mãng xúc động, nhưng lần này, là cha cũng muốn xúc động một lần. Ngươi tới, hôm nay chúng ta cửa hàng cùng bọn hắn liều. Coi như toàn quân bị diệt, cũng muốn tự mình bọn họ một miếng thịt đến. Vâng, mọi người hung hăng liền ôm quyền, hét lớn lên tiếng, sau đó liền cùng nhau thả ra khí thế cường đại, xông đi lên. Bách Lý Kinh Vĩ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, vùng tay lên, sau lưng quy nguyên cảnh bọn hộ vệ cũng cùng nhau xông đi lên, hừ, sớm biết người khối này xương cứng không tốt gặp, nếu không bản tướng làm gì đem đế quốc cấm vệ quân toàn mang đến đây, ha ha ha. Phanh phanh phanh, a a, từng tiếng tiếng vang, rung trời hoàn toàn, từng tiếng hò hét, chỉ trích thương khung, chỉ là trong nháy mắt, hai phe cao thủ va chạm vào nhau, đã là máu nhuộm trời xanh, xương chôn mặt đất. Một mảnh thảm liệt cảnh tượng. Tuy nói Hải Xuyên cửa hàng có không ít cao thủ hộ vệ, nhưng lại cái nào là đường đường đế quốc đối thủ. Chỉ là trong chốc lát, đã là thương vong thảm trọng, ai hô không ngừng. Thấy tình cảnh này, Ngô Nhiên Trạch không khỏi khẩn trương, nhìn về phía cha nói, phụ thân, chúng ta không đấu lại, vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Rút lui, người nghĩ rằng chúng ta có thể rút lui ở đâu? Chạy không, thật dài thở dài. Ngô Giang Đào thật sâu liếc hắn một cái, lại là cười khổ lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Ngô Nhiên Trạch một mặt giật mình lo lắng địa nhìn mình phụ thân, chất vấn, như vậy chúng ta ở chỗ này cùng Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ liều mạng, lại có ý nghĩa gì, chỉ là bị chết càng nhanh mà thôi. Phụ thân, đây không phải ngài tác phong a? Đúng vậy a, đây không phải ngươi, lại là đệ đệ ngươi Nhiên Đông. Chậm rãi gật gật đầu. Ngô Giang Đào không khỏi mỉm cười, thực đệ đệ ngươi một mực tại cho ta dẫn lửa, ta cũng một mực mắng hắn, nhưng lại theo không ghét hắn dạng này, thậm chí còn có chút không nỡ hắn biến dạng. Thân thể chấn động, Ngô Nhiên Trạch kinh ngạc nhìn nhìn mình phụ thân, trong mắt đều là không hiểu. Bất giác mỉm cười cười cười, Ngô Giang Đào không khỏi thở dài lên tiếng, người nào chưa từng có thiếu niên nhiệt huyết, chỉ là kinh lịch được nhiều, liền biến đến khéo đưa đẩy, không có góc cạnh. Lão phù biến đến từng trải sành đời, mới có thể lập tại thế gian, sau đó đem ngươi cũng biến thành dạng này, mới có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng lão phù lại ưa thích Nhiên Đông mỗi lần cho ta đâm rắc rối bộ dáng, giống rất trẻ tuổi lúc lão phù. Bây giờ phần này sành đời, đã bảo vệ không chúng ta tánh mạng,
không bằng thoải mái một thanh, quay lại một chút tuổi thanh xuân lúc nhiệt huyết, thuận tiện. Cấp Nhiên Đông trì hoãn một chút thời gian đi. Cái gì, trì hoãn thời gian? Đúng vậy à, chúng ta đều là thương hội xương cánh tay, Bách Lý Kinh Vĩ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng Nhiên Đông không giống nhau, một cái nhiệt huyết lên não bại gia tử, Bách Lý Kinh Vĩ có lẽ sẽ không đem hắn nhìn ở trong mắt, cho nên hắn có thể sống. Thật sâu hít một hơi, sau đó lại thật dài phun ra, Ngô Giang Đào bất đắc dĩ nhắm lại hai con ngươi, lão phu lúc tuổi còn trẻ vẫn tại nghĩ, bồi dưỡng hai đứa con trai, một cái khôn khéo tài giỏi, tài năng xuất chúng, tương lai đem phần cơ nghiệp này giao xử lý dùm hắn, cũng là ngươi Nhiên Trạch, một cái khác khỏe mạnh kháu khỉnh, không bị coi trọng, nếu là ngày nào ra đạo sa sút, cũng có thể tham sống sợ chết, lưu đến một mạch. Con kiến hôi còn sống tạm bợ, không phải nói sức sống của hắn cỡ nào ương ngạnh, chỉ là không có người hội chú ý mà thôi, hiện tại. Nhiên Đông liền để hắn thay chúng ta thật tốt sống sót đi. Đây là ta người cha này, người ca ca này, chắc là thay hắn làm, dù sao chúng ta đều chạy không. Thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, Ngô Nhiên Trạch thật sâu nhìn lấy phụ thân hắn, suy nghĩ rất lâu, lại là thở ra thật dài, trong mắt bỗng dưng phát lên một đạo nhân tính quang huy. Đúng vậy à, ta người đại ca này bình thường không có vì hắn làm qua cái gì, hiện tại. Thì đến lúc cuối cùng vì hắn làm chút chuyện à, hy vọng hắn chạy thoát. Thật sâu liếc hắn một cái, Ngô Giang Đào vui mừng gật gật đầu. Kết quả là, giờ này khắc này, hai cha con ít có địa không còn tranh danh trục lợi, trong mắt tản ra đưa tình ôn nhu, tuy nhiên bọn họ ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là từng mảnh núi thây biển máu, cũng đều là người trong nhà. Nhưng là trong mắt bọn họ, lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại là so bình thường càng tăng nhiệt độ hơn ấm được nhiều. Nhìn lấy đây hết thảy, Mộ Dung Tuyết không khỏi âm thầm thở dài, lắc lắc đầu. Thế nhân ngu muội, vì sao mỗi lần đều là sắp chết đến nơi, mới biết sinh mệnh chân lý. Một phương diện khác, Hải Xuyên cửa hàng Ngô gia trong tầng hầm ngầm, bốn phía đều là từng đạo vô hình kết giới, một đạo mặt mũi tràn đầy do dự bóng người chính cô đơn địa ngồi ở bên trong một chương trên ghế nhỏ, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, lại chính là Ngô Nhiên Đông không thể nghi ngờ. Kỳ quái, người kia ý tứ, đến tột cùng là cái gì a? Gãi cái đầu, Ngô Nhiên Đông không hiểu ý, vẫn như cũ tỉ mỉ suy tư. Đụng, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn phát ra, tầng hầm cửa lớn chợt bị người hung hăng phá tan, một đạo đầy người vết máu thân ảnh già nua một địa xông tới, một mặt khẩn trương chi sắc. Ngô Nhiên Đông ngẩng đầu nhìn qua, không khỏi sững sờ, a, đây không phải còn lại trưởng lão a, cái này là làm sao? Nhị công tử, đừng hỏi, tranh thủ thời gian theo lão phu trốn đi. Da mặt bỗng nhiên co lại, lão giả kia trong tay kết ấn, nhưng nghe ông một tiếng vang nhỏ, kết giới kia đã là trong nháy mắt mở ra, sau đó lão giả kia liền một chảo cánh tay hắn, thẳng dẫn hắn đi ra ngoài. Không khỏi giật mình, Ngô Nhiên Đông vẫn là không hiểu, vội vàng nói, còn lại trưởng lão, cuối cùng là làm sao, xảy ra chuyện gì? Nhị công tử, Bách Lý Kinh Vĩ dẫn người chính đối phó chúng ta cửa hàng, Ngô gia lập tức liền hết. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Ai, đừng đề cập, đều là cái kia ma linh thạch gây tai họa. Chỉ sợ hiện tại hội trưởng cùng đại công tử đều, ai? Hung hăng lắc lắc đầu, lão giả kia một mặt bi phẫn, lại khó nói ra một chữ tới. Thế nhưng là Ngô Nhiên Đông dĩ nhiên đã hoàn toàn ngơ ngẩn, sâu trong đáy lòng tựa hồ một mực có một đạo cực kỳ ma tính thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn nhạo báng, đến lúc đó, ngươi nhưng là tuyệt đối đừng hối hận, đừng hối hận, đừng hối hận. Là người kia, hắn đang làm trò quỷ. Trong mắt hung hăng co lại, Ngô Nhiên Đông thân thể dần dần biến đến cứng ngắc, đi đứng cũng không khỏi hắn, chỉ là mặc cho còn lại trưởng lão lôi kéo hắn chạy. Đụng, lại là một cái tường bị phá tan, hai người nhất thời đi vào ngoài trời, Ngô gia trạch viện chỗ. Thế nhưng là nơi nào, từ lâu biến thành một tòa danh phó tại hiện trường tu la tràng. Từng trận tiếng la giết không ngừng, từng đạo biển máu chảy dài vẩy ra trước mắt, mấy ngàn người chiến trường. Cơ hồ mỗi một khắc đều có người mất đi sinh mệnh, từng đạo kêu rên bên tai không dứt. Đã hoàn toàn giật mình đến phản ứng không kịp, Ngô Nhiên Đông một đến dừng lại. Thế nhưng là cái kia còn lại trưởng lão lại là khẩn trương, nhất chỉ phía trước cái kia bởi vì chuẩn bị cho Trác Phàm, còn chưa dỡ bỏ đường buôn bán truyền tống trận, giống to lên tiếng, nhị công tử, người lập tức ngồi truyền tống trận đi, thoát đi này thị phi chi địa, lão phu cho ngươi đoạn hậu. Còn lại trưởng lão, ta. Ta không đi,
ta làm sao có thể bỏ xuống cha ta cùng đại ca, còn có các ngươi một mình sống tạm bợ. Tốt, nhị công tử, hiện tại cũng đừng tùy hứng, lão phu đưa ngươi đi. Hung hăng khẽ cắn môi, còn lại trưởng lão một chảo Ngô Nhiên đông cánh tay, nhất thời hướng cái kia truyền tống trận bay đi, trung gian xông lên hai tên quy nguyên cao thủ, đều bị hắn lấy mạng đổi mạng đấu pháp đẩy lui, thế nhưng là tự thân hai chỗ yếu hại, cũng là bị thương nặng. Thế nhưng là hắn cũng không để ý, thẳng liều mạng ra, mang theo Ngô Nhiên đông đi vào cái kia truyền tống trận môn chỗ, Ngô gia đặc biệt thủ ấn nhất thời kết độc, nhưng ngửi ông một tiếng vang nhỏ, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, từng đạo sấm sét lóe qua, gió dục mây vần, cái kia đại trận trung tâm vị trí, đúng là ngột đến ra hiện một đạo đen nhánh thông đạo đến, mê mẩn mênh mông, thấy không rõ bên trong là cái gì. Hung hăng đẩy, cái kia còn lại trưởng lão liền muốn đem Ngô Nhiên đông đẩy mạnh đi, nhị công tử đi mau. Không, còn lại trưởng lão, chúng ta cùng đi đi. Vội vã một chảo hắn tay áo, Ngô Nhiên đông lại là tại cửa thông đạo nhất thời ngừng lại thân hình. Khóe miệng xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong, cái kia còn lại trưởng lão khẽ gật đầu, lộ ra giải sầu ý cười, nhưng là rất nhanh, mấy đạo tiếng xé gió lại là nhất thời truyền đến hắn bên tai. Mau nhìn, có người muốn dùng đường buôn bán trốn, nhanh cản bọn họ lại. Xú lão đầu, tiểu tử kia là ai, đừng hòng trốn. Thừa tướng đại nhân mệnh lệnh, trảm thảo trừ căn, giết chết bất luận tội, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chuồn mất, hừ. Từng tiếng chửi rủa truyền lọt vào trong tai, một cỗ cường hãn sát ý lao thẳng tới mặt, cái kia còn lại trưởng lão nhất thời trước mắt nghiêm một chút, sau đó hung hăng khẽ cắn môi, trong tay nguyên lực chấn động, đụng một tiếng, liền bỗng dưng đem Ngô Nhiên đông đánh bay ra ngoài, nhất thời lọt vào cái kia truyền tống trong thông đạo. Còn lại trưởng lão, Ngô Nhiên đông khàn giọng giống to, cái kia còn lại trưởng lão nhìn lấy hắn thân thể dần dần biến mất, lại là lộ ra một đạo tự ái nụ cười, nhị công tử. Tuy nhiên ngươi không giống đại công tử như vậy khôn khéo tài giỏi, nhưng chúng ta những lão gia hỏa này, lại càng ưa thích ngươi tính tình thật, quả thực tựa như nhìn đến lúc tuổi còn trẻ hội giống nhau. Còn có, hội trưởng hắn cho tới bây giờ không có chán ghét qua ngươi, ngươi không nên oán hắn. Ngươi là chúng ta Ngô gia sau cùng mệnh mạch, nhất định muốn thật tốt sống sót. Có người trốn, mau đuổi theo. Lúc này, cái kia mấy đạo nhân ảnh đã đuổi tới phụ cận. Còn lại trưởng lão tự ái nụ cười bỗng dưng co rụt lại, tiếp lấy chính là lộ ra khát máu tàn bạo, cười lớn một tiếng, một địa chuyển hướng những người kia nói, ha ha ha. Muốn đuổi theo thiếu gia nhà ta, không có cửa đâu. Vừa dứt lời, nhưng người ong 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 ba động liền không ngừng theo trong cơ thể hắn truyền ra. Mọi người thấy một lần, nhất thời kinh hãi, không tốt, hắn muốn tự bảo. Oanh! Thế nhưng là, bọn họ vừa mới kịp phản ứng. Cái kia còn lại trưởng lão đã là toàn thân bạo phá ra, trong nháy mắt tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất tại cái này trần thế ở giữa. Những cái kia truy kích người cũng là bị cái này tiếng nổ mạnh chấn động đến miệng nôn một ngụm máu tươi, nhất thời phản chấn trở về, trọng thương khó nhịn. Chờ bọn họ lần nữa đứng dậy, nhìn về phía trước lúc, tan thành mây khói chỗ kia đường buôn bán truyền tống trận, đã là bị tạc phân mảnh, triệt để không có tác dụng, bọn họ đã lại không thể có thể đuổi theo. Cùng một thời gian, ngoài cửa thành chiến đấu cũng tiến vào khâu cuối cùng, Ngô gia cao thủ cơ hồ toàn diệt, cho dù không chết cũng bị bắt sống, đến mức Ngô Giang Đào hai cha con, càng là không chút huyền niệm địa rơi xuống Bách Lý Kinh Vĩ trong tay. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, Bách Lý Kinh Vĩ cho mọi người đưa cái ánh mắt, bọn họ liền mang theo tù binh hướng quan đạo truyền tống trận chỗ đó áp đi, chuẩn bị trở lại đế đô. Sau đó... Bách Lý Kinh Vĩ lại đi tới một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Mộ Dung Tuyết trước người, cúi người hành lễ, dường như vừa gặp đồng dạng, cười khẽ một tiếng, Mộ Dung cô nương, vừa mới xử lý chính sự, không có quan tâm chính thức cùng cô nương chào hỏi, thật sự là thất lễ. Chỗ nào, vừa mới tiểu nữ tử tránh thức kiến thức trăm dặm thừa tướng thủ đoạn, thật sự là danh bất hư truyền, bội phục bội phục. Sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, Mộ Dung Tuyết khẽ vuốt cằm nói. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến địa lắc đầu, ha ha ha. Cô nương không cần mở miệng châm chọc, ngược lại là vừa vặn cô nương hẳn là cũng nghe đến bản tướng quyết ý a, đế quốc nhất thống bốn châu ngày, lập tức đến ngay. Cô nương nếu là vì lệnh huynh cân nhắc lời nói, mong rằng nhiều hơn thuyết phục, nhanh chóng cải tà quy chính, không cần thiết làm vô vị chống cự. Gia huynh sự tình ta theo không hỏi qua, thừa tướng đại nhân nếu là có thời gian lời nói. Cùng hắn trao đổi tốt. Khóe miệng một phát,
Mộ Dung Tuyết cười khẽ một tiếng. Không khỏi hơi chậm lại, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là đột nhiên địa lắc đầu, lại là không nói nữa. Vừa mới sự tình đã rất rõ ràng, đế đô một phần ba nhân viên quan trọng chết, hắn gần nhất thế nhưng là bề bộn nhiều việc, làm sao có thời giờ cùng Mộ Dung Liệt lại dây dưa. Mộ Dung Tuyết nói như vậy, căn bản cùng trực tiếp cự tuyệt không có gì khác biệt. Có điều hắn cũng không giận, dù sao đã thành thói quen, giống như vậy tuyệt thế cao thủ, muốn kéo qua, dù sao cũng phải có kiên nhẫn. Mộ Dung cô nương, không biết lần này ngươi đến tụ kim thành có liên can gì, có cái gì tại hạ có thể giúp được một tay sao? Ha ha ha, vốn là tiểu nữ tử tới đây là muốn mượn Hải Xuyên cửa hàng đường buôn bán hồi Nam Châu, chỉ bất quá vừa mới thừa tướng đại nhân đem Hải Xuyên cửa hàng hoàn toàn tiêu diệt, chỉ sợ tiểu nữ tử cần nhờ hai cái đùi đi trở về đi. Chỗ nào, chút chuyện nhỏ này, sao làm phiền một giới thương nhân đến làm, bản tướng vì cô nương khai thông quan đạo, cái này đưa cô nương trở về. Bất giác mỉm cười khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười. Lông mày nhíu lại, Mộ Dung Tuyết thật sâu liếc hắn một cái, trêu đùa cái này không được đâu, trăm dặm thừa tướng luôn luôn công và tư rõ ràng. Có thể vì cô nương phân ưu thì là công sự, nếu là lệnh huynh cảm niệm tình này, cùng tại hạ nhiều bắt chuyện một hai, thì càng là công chính liêm minh sự tình. Hơi hơi dương dương đầu, Bách Lý Kinh Vĩ hùng hồn nói. Bất giác thản nhiên cười, Mộ Dung Tuyết từ chối cho ý kiến, không biết đến lúc đó thừa tướng đại nhân muốn cùng gia huynh trèo nói chuyện gì, giết được thỏ, mổ chó săn sao. Cô nương, mời. Ra mặt nhịn không được co lại, Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời bị Mộ Dung Tuyết nghẹn đến nói không ra lời, sau đó sắc mặt trầm xuống, hung hăng vung tay lên, lạnh lùng lên tiếng. Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, Mộ Dung Tuyết không nhìn hắn nữa, thẳng lên xe điều khiển, từ Trụy Nhi vội vàng xe lớn vào thành. Còn lại trưởng lão, sấm sét vang dội, gió dục mây vần, tại cái kia đen nhánh hành lang bên trong, Ngô Nhiên Đông thân thể một mực treo lơ lửng giữa trời lấy, theo cái kia mưa gió đang động, nước chảy bèo trôi, không biết tung bay bao lâu, mới chợt hai mắt tỏa sáng, nhất thời theo một cái lóa mắt màu trắng lỗ trống bên trong xuyên qua, đụng một tiếng rơi xuống một cái sân cỏ phía trên. Lại ngẩng đầu nhìn qua, cái kia chói mắt bạch quang đã là bỗng dưng biến mất, không thấy tăm hơi, mà lối đi kia cũng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ngô Nhiên Đông không khỏi khẩn trương, khàn giọng liệt phế giống to, muốn lại hồi đi cứu viện, cũng đã trễ, trở về thông đạo sớm đã đóng lại. Hắn chỉ có thể khóe mắt, đầy dẫy đỏ thấm địa kêu gào, trong lòng đều là phẫn uất đầy đủ hoài, lại bất lực. Đạp đạp đạp, từng đạo thanh thúy tiếng bước chân vang lên, một đạo nhìn qua thoáng có chút gầy gò bóng người, chậm rãi đi vào sau lưng 10 mét bên ngoài, sau lưng còn đeo một cái hôn mê bất tỉnh, mũm mĩm hồng hồng hài đồng, thăm thẳm lên tiếng, nhị công tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến a, thật cao hứng gặp lại ngươi, ha ha ha. Thân thể nhịn không được khẽ giật mình, Ngô Nhiên Đông nghe lấy cái này âm thanh lệnh hắn rất tinh tường, thậm chí có chút sợ hãi thanh âm, không khỏi nhất thời ngây người. Ngay sau đó, cứng ngắc đầu chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía người kia bóng người, lại là bỗng dưng song đồng co rụt lại, nhất thời nghiến răng nghiến lợi lên, vô tận hận ý như núi lửa bắn ra giống như, từ đáy lòng bỗng nhiên phát lên, hung hăng nắm lại song quyền, càng là ngăn không được phát ra kèn kẹt xương bạo tiếng vang, cuồn cuộn sát ý, không che giấu chút nào địa chảy ra, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đầy tràn. Nhị công tử, ba ngày không thấy, gần đây được chứ? Giờ này khắc này, đứng tại hắn đối diện không là người khác, chính là Trác Phàm lưng cõng cổ tam thông không thể nghi ngờ, bất quá đối mặt lúc này Ngô Nhiên Đông đối với mình trần trụi địch ý, Trác Phàm lại là dường như sớm đã ngờ tới giống như, cũng không kinh dị, ngược lại sắc mặt dị thường bình thản, khóe miệng ở giữa thỉnh thoảng nhếch lên tà dị đường cong, tràn ngập không thể nắm lấy ý vị. Da mặt hơi hơi rút rút, Ngô Nhiên Đông từng ngụm địa thở mấy hơi thở hồng hộc, hàm răng đều nhanh cắn đứt, hung dữ nhìn chằm chằm Trác Phàm nói, là ngươi. Là ngươi hại chúng ta Ngô ra cửa nát nhà tan. Há, sao lại như vậy? Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm vẫn như cũ nở nụ cười hớn hở, không chút phật lòng nói. Thân thể run rẩy chỉ hắn cái mũi, Ngô Nhiên Đông oán hận lên tiếng, còn lại trưởng lão cứu ta đi ra lúc, nói qua cũng là bởi vì ngươi cái kia tảng đá vụn, mới hại chúng ta thương hội bị Bách Lý Kinh Vĩ tiêu diệt, cha ta cùng đại ca bây giờ không rõ sống chết, tất cả đều là bởi vì ngươi sai, hỗn đản, ngươi trả cho ta thương hội mấy ngàn người mệnh đến. Vừa dứt lời, Ngô Nhiên Đông nhất thời dưới chân hung hăng một bước,
bỗng dưng liền hướng Trác Phàm tiến lên, mãnh liệt sát khí như bài sơn đảo hải hướng hắn áp đi, cuồn cuộn sát ý đều đâm vào hắn gương mặt đau nhức lên. Bất quá, Trác Phàm nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, chờ Ngô Nhiên Đông đã vào tới phụ cận lúc, mới một cái lắc mình lui qua một bên, kỳ lân tí hất lên, đụng một tiếng vang thật lớn, nhất thời đem hắn cái kia khôi ngô thân thể hung hăng áp tới mặt đất, đột nhiên nổ lên một cái 10 mét bao sâu hố to tới. Mà đợi cái kia tan thành mây khói, bụi đất rơi xuống về sau, cái kia cự trong hầm lại là xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Ngô Nhiên Đông khóe miệng hiện ra vết máu, bị đặt ở hố lớn tận cùng dưới đáy, động một cái cũng không thể động, cho dù hắn lại giãy giụa, tựa hồ cũng có thái sơn áp đỉnh giống như, làm sao cũng lật không nổi thân thể đến, mà hắn lưng chỗ, một đạo đỏ thấm cánh tay cứ như vậy nhẹ nhàng địa án lấy, lại phảng phất có ngàn cân chi lực, để hắn khó có thể đứng dậy. Lạnh lùng nhìn phía dưới cái kia còn tại giày vò giãy giụa bóng người, Trác Phàm không khỏi nổi lên một đạo nụ cười quỷ quyệt, khoan thai lên tiếng, nhị công tử, người đánh không lại ta, đừng uổng phí sức lực. Lại nói, bây giờ đây hết thảy, không phải như ngươi mong muốn sao? Làm sao, hối hận không? Đánh rắm, ta lúc nào nói qua, muốn để thương hội. Hung hăng dao động cái đầu, Ngô Nhiên Đông nộ hống lên tiếng, thế nhưng là rất nhanh, hắn lời còn chưa nói hết, liền đã là bỗng dưng trì trệ, hoàn toàn ngơ ngẩn, tốt như nhớ tới cái gì giống như, hai mắt biến đến giật mình lo lắng lên. Khóe miệng xẹt qua trêu tức đường cong, Trác Phàm chậm rãi đem cái kia kỳ lân tí cầm lấy, đứng dậy, lạnh nhạt nói, nhớ tới a, ba ngày trước, cửa khách sạn, người chính miệng nói qua, muốn hủy nó, bây giờ toại nguyện, người cái kia cao hứng mới là a, ha ha ha. Ta đó bất quá là nói nhảm, ta làm sao có thể thật nghĩ. Da mặt co lại, Ngô Nhiên Đông mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy hối hận. Hắn làm sao có thể biết, người trước mặt này thực sẽ đem hắn lời nói coi là thật, hơn nữa còn thật có năng lực như thế làm được điểm này. Ngắn ngủi ba ngày, thương hội liền thành đế quốc cái đinh trong mắt, trong nháy mắt bị diệt. Người này, hắn là ai, ma quỷ sao? Trong lòng không lý do địa một trận lo sợ, Ngô Nhiên Đông nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt tràn ngập hồi hộp. Minh bạch hắn suy nghĩ gì, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, cười khẽ một tiếng, người trẻ tuổi, lời không thể nói lung tung, người nói là nói nhảm thì nói nhảm à, ta thế nhưng là coi nó là thật. Người nói muốn đem nó hủy, ta như ngươi mong muốn, hơn nữa lúc ấy thì đã nói với ngươi, tuyệt đối đừng hối hận, nhưng bây giờ, ha ha ha. Không, ta hối hận, tiên sinh, ta biết ngươi không phải thường nhân, nhất định có biện pháp cứu thương hội, cùng ta phụ thân đại ca bọn họ. Ngươi nhất định có thể làm được, ta van cầu ngươi, cứu cứu bọn họ đi. Trác Phàm thần bí như vậy khó lường biểu hiện, làm cho Ngô Nhiên Đông nhất thời nhìn không hiểu, lúc này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vội vã hướng Trác Phàm lên tiếng xin xỏ cho. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng, nhị công tử, cái gọi là trời gây nhiệt, có thể vì, tự gây nhiệt, không thể sống. Quý hãng bây giờ tao ngộ nếu là ta một tay hại. Như vậy ta nếu là muốn dừng tay, cũng rất dễ dàng, nhưng cũng tiếc a, đó căn bản không liên quan đến ta, đều là quý hãng tự gây nghiệt, ta cũng không có cách nào. Cái gì, chúng ta tự gây nghiệt? Đúng vậy a, tự gây nghiệt. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm lộ ra một bộ thần bí nụ cười, thản nhiên nói, nhị công tử, ngươi không phải luôn luôn không quen nhìn quý hãng tác phong a, như vậy ta thì lại hướng ngươi lộ ra một chút, đoán chừng ngươi càng không quen nhìn sự tình. 3 năm trước đây, người huynh đệ kia cùng muội tử, là bị cha ngươi cùng đại ca tự mình đưa cho Bách Lý Cảnh Ngọc, không phải ngoài ý muốn bị cái kia sắc phôi chọn chúng. Không khỏi giật mình, Ngô Nhiên Đông khó có thể tin nói, cái này sao có thể, ngươi nói bậy. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta không cần thiết lừa ngươi, đây là cái này 3 ngày đến, ta theo Bách Lý Cảnh Ngọc chỗ đó moi ra đến. Cha ngươi cùng đại ca ý gấp, cái kia phế vật ý thế nhưng là lỏng rất đâu. Mà lại, cha ngươi bọn họ làm như vậy, cũng không phải vì nịnh nọt phế vật kia, mà chính là cho hắn sau bộ, bắt hắn tay cầm thôi. Quý cửa hàng có thể làm lớn như vậy, cũng không phải mặt ngoài mềm yếu như vậy, một mực nhượng bộ cường thế, sau lưng thủ đoạn thế nhưng là cứng rắn cực kỳ đâu, có thể nói là cái gì chuyện xấu xa đều làm, không từ thủ đoạn. Không có khả năng, đây chính là chúng ta chính mình hộ vệ, cha ta làm sao có thể. Hung hăng khoát tay chặn lại. Ngô Nhiên Đông mặt sắc mặt ngưng trọng, hoàn toàn không tin đây là thật, Trác Phàm cũng minh bạch hắn tâm cảnh,
liền tiếp tục nói, thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly, trong mắt bọn hắn, đều là lợi ích so sánh thôi, hai cái nô tài tánh mạng, đổi một vị thành chủ trưởng khống, không nên quá có lời. Ngươi có thể suy nghĩ một chút sự kiện kia trước đó, Bách Lý Cảnh Ngọc đối với các ngươi là thái độ gì, về sau lại là cái gì thái độ? Hừ hừ, ta phải dùng các ngươi đường buôn bán, chỉ muốn các ngươi gật đầu là được, cái nào cần phải phế vật kia thành chủ hứa hẹn cái gì? Kết quả ngươi cha còn muốn đến cái quan thương cấu kết, cáo mượn oai hổ. Ai, đây thật là rơi tiền con mắt bên trong. Mí mắt hơi hơi lay động, Ngô Nhiên Đông vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này, thế nhưng là hồi muốn đi qua, lại không phải do hắn không tin. Xác thực, tại sự kiện kia trước đó, Bách Lý Cảnh Ngọc còn rất khoa trương, khắp nơi làm khó dễ, nhưng về sau. Như vậy, hòn đá kia lại là chuyện gì xảy ra? Không phải ngươi thiết kế chúng ta sao? Bạch, một đạo hắc ảnh chợt đến chụp xuống, chung quanh hết thảy nhất thời biến mất không còn tăm tích, Ngô Nhiên Đông bất giác giật mình, nhìn bốn phía, kêu lên, lĩnh vực thần hồn. Không tệ, đây là ta lĩnh vực. Ông một tiếng vang nhỏ, lĩnh vực sáng rõ, không còn hướng lúc trước đen tối như vậy, đưa tay không thấy được năm ngón, Ngô Nhiên Đông nhất thời nhìn đến Trác Phàm thân thể hiện ra thân hình, chung quanh hắn còn có vô số cỗ hình người hòn đá màu đen. Khuôn mặt rõ ràng, hoặc kinh khủng, hoặc nghi hoặc, không phải trường hợp cá biệt, đủ có mấy vạn nhiều. Chậm rãi sờ lấy những cái kia cố chấp, Trác Phàm tà cười một tiếng, thản nhiên nói, nhị công tử, người cảm thấy những thứ này là cái gì? Ma linh thạch, trong mắt ngưng tụ, Ngô Nhiên Đông liền nói ngay. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm không khỏi bật cười một tiếng, ma linh thạch. Thiên hạ nào có cái gì ma linh thạch, người muốn tu luyện, đều được dựa vào tự thân. Thiên địa sẽ không cho ngươi có đường tắt nhưng là đồ. Những thứ này, đều là người. Cái gì, người? Không tệ. Đạm Mạc gật gật đầu, Trác Phàm một mặt nghiêm túc, ta cái này hóa thiên lĩnh vực hiếm thấy trên đời, trước kia giết chết không ít người, thì biến thành loại này bộ dáng. Cho nên dùng ma linh thạch luyện công, mới có thể đột nhiên tăng mạnh, bởi vì các ngươi hút đều là người khác nguyên lực. Bất quá những thứ này nguyên lực, đều là bị ta độc môn công pháp ma hóa về sau. Ta hút không có việc gì, nhưng người khác hút, tự thân nguyên lực liền sẽ bị xâm nhiễm, sau đó cũng biến thành cái bộ dáng này. Cho nên, người biết vì sao các ngươi thương hội dẫn tới đại nạn a, nhất định là có người bởi vì vật này ra chuyện. Như vậy, vẫn là ngươi hại chúng ta thương hội. Không, là chính các ngươi hại chính mình. Ngô Nhiên Đông giật mình, hét to lớn tiếng, Trác Phàm lại là song đồng ngưng tụ, hét lớn đè xuống, khiển trách, những thứ này nguyên lực thạch đầu đều là ta tạo. Ta cũng không sợ hút những thứ này nguyên lực hội phản phệ, nhưng ta vẫn như cũ không dám đại lượng hút, khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì ta biết, dục tốc bất đạt, thiên đạo không đường tắt đạo lý. Ta nếu dùng những đá này đăng phong tạo cực, nhất định sẽ tu vi bất ổn, nguyên lực tan rã, đây là ta không muốn nhìn đến. Tuy nhiên ta cũng muốn nhanh chút tăng cường chính mình thực lực, hoàn thành chính mình mục đích, nhưng ta vẫn là nhịn xuống, cái này gọi tiết chế. Thế nhưng là quý cửa hàng đây, cũng không biết tảng đá kia là cái gì, liền bắt đầu lợi nhuận. Hiện tại xảy ra vấn đề, vẫn là vấn đề lớn, nhắm chúng thân ra tính mệnh, ngang bị tai họa, lại có thể trách người ta sao? Thiên đạo quản thúc, không thể dần dần mà vô cùng. Quá mức truy đuổi một chút, mà bỏ hắn, tất nhiên bị họa. Các ngươi quá mức trục lợi, sớm muộn sẽ gặp đại nạn này, huống chi? Huống chi cái gì, không khỏi giật mình. Ngô Nhiên Đông vội vàng hỏi nói. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm trong mắt hơi híp, đạm mạc lên tiếng, huống chi kiếm tinh đế quốc, chỉ sợ sớm có thủ tiêu quý hãng chi ý, chuyện hôm nay chẳng qua là cái kíp nổ mà thôi. Cho dù không có cái này ma linh thạch chi sự tình, ngày sau kiếm tinh đế quốc cũng sẽ tìm hắn cớ, đem bọn ngươi vệt, dù sao sớm muộn là cái chết, sớm chết chết muộn đều phải chết. Ngược lại là hiện tại, chuyện đột nhiên xảy ra, đối phương cũng là bỗng nhiên làm khó dễ. Không có chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ các ngươi còn không đến mức chết hẳn, có một đường sinh cơ lưu lại. Xét thấy điểm này, các ngươi cái kia cảm ơn ta. Không khỏi giật nảy cả mình, Ngô Nhiên Đông trong mắt tràn đầy mê hoặc. Phạch một cái, đem lĩnh vực triệt hồi, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, không khỏi chỉ lối đi kia vị trí, lạnh nhạt cười nói, nhị công tử, từ khi ta bị truyền đến nơi này, đã qua hơn phân nửa thiên, cũng là nhìn nơi này động tĩnh. Nếu là đại công tử hoặc nhị công tử ngươi bị truyền đến, như vậy nói rõ quý cửa hàng thật đại nạn lâm đầu. Nếu là trong vòng 3 ngày không động tĩnh,
như vậy chắc hẳn quý hãng còn có kéo dài hơi tàn ngày. Trong mắt mang theo vẻ mờ mịt, Ngô Nhiên Đông tràn đầy không hiểu. Ta đang nhìn, thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ dự định. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, nói đến, chính khách cùng thương nhân không có gì khác biệt, đều là chữ lợi phủ đầu. Riêng là Bách Lý Kinh Vĩ cái này một trí quốc chi tài, càng sẽ đem tư nhân ân oán ném đến sau đầu, hắn suy nghĩ điểm tại Nam Châu đại cục phía trên. Nếu là lần này các ngươi cửa hàng gặp nạn lời nói, không phải là bởi vì các ngươi xông bao lớn họa, chỉ là bởi vì các ngươi vô dụng. Một cái đuôi to khó với cửa hàng, Bách Lý Kinh Vĩ sớm muộn muốn diệt trừ, hoàn thành thống nhất đại kế. Ánh mắt hơi hơi suýt híp mắt một chút, Ngô Nhiên Đông trong lòng suy nghĩ thật lâu, lại là khó có thể lý giải được thế nhưng là. Chúng ta hối thông Nam Châu, đối đế quốc có đại ích lợi a. Đúng vậy a, lớn như vậy lợi ích hắn đều có thể dứt bỏ, chính chứng minh hắn đã không quan tâm các ngươi. Không khỏi thản nhiên cười, Trác Phàm có chút thần bí nhìn Ngô Nhiên Đông liếc một chút, sâu xa nói, muốn đánh cược à, chỉ sợ không ra mấy ngày, kiếm tinh đế quốc gót sắt, liền nên bước ra Trung Châu khu vực. Ngươi nói là, Trung Châu muốn hướng bốn châu làm khó dễ. Rất hiển nhiên, không phải vậy hắn làm sao lại ném người trung gian đây, lại nói các ngươi một mực cẩn thận chặt chẽ, không có đối với hắn từng có địch ý. Đem không phải mình địch nhân người diệt trừ. Chỉ có một nguyên nhân, chướng ngại vật. Không khỏi yên lặng cười cười, Trác Phàm dường như đã xem thấu hết thảy, hai con người giống như hai ngôi sao giống như, rạng rỡ phát sáng, Nam Châu đại chiến cùng một chỗ, quý hãng hối thông Nam Châu, liền trở thành đế quốc nhất đại lỗ thủng, lại không có thể tồn tại. Bất quá giết người cần lý do, lần này vừa vặn để hắn mượn thế phát huy mà thôi. Bất quá người cũng hẳn phải biết, cái gì gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Một ngày này sớm muộn sẽ tới. Bất quá may mắn, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng chưa chuẩn bị xong, chỉ là lâm thời nảy lòng tham mà thôi, cho nên quý hãng tại còn lại địa giới phân bộ, chắc là hãy còn tồn tại, hiện tại cứu còn kịp. Cho nên, ta nói các ngươi chắc là cảm ơn ta, để cho các ngươi sớm chết sớm siêu sinh, ha ha ha. Nghe đến Trác Phàm nói, Ngô Nhiên Đông giật mình rất lâu, mới đem cả kiện lý lẽ ra mặt tự đến, minh bạch hết thảy. Nói cách khác, hiện tại ta cái kia trước cứu còn lại không có ngộ hại những cái kia cửa hàng người. Đúng a, người cuối cùng minh bạch nên làm cái gì? Nhếch miệng lên, Trác Phàm đạm mạc gật đầu. Vội vã nhìn hai bên một chút, Ngô Nhiên Đông không khỏi cả kinh nói, nơi này là nơi nào, ta như thế nào mới có thể liên hệ đến cửa hàng người đâu? Ha ha ha, ngươi thật đúng là bị cha ngươi một mực đang đóng, từ trước tới giờ không hỏi gia tộc sự nghiệp a. Ngươi theo đường buôn bán bị truyền tống đến, nơi này đương nhiên là đường buôn bán một cái khác tiếp lời, Trung Châu cùng Tây Châu biên giới chi nhánh ngân hàng. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm nhắc nhở. Vội vã gật gật đầu, Ngô Nhiên Đông vội vàng hét lớn, người tới, tranh thủ thời gian truyền tin hắn phân hành huynh đệ. Ngươi hô cái gì hô, không người đến. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã là sùi cười một tiếng, khoát khoát tay. Vì thuận tiện chúng ta trò chuyện, ta sách sớm để cho bọn hắn đều rời đi, chỉ có ta tại chỗ này đợi ngươi ba ngày. Không khỏi sững sờ, Ngô Nhiên Đông một mặt kỳ quái, bọn họ làm sao lại nghe ngươi điều khiển. Chí tôn khách hàng, cái này điểm yêu cầu, quý cửa hàng chắc là rất dễ dàng liền đáp ứng đi. Phạch một cái, Trác Phàm xuất ra một cái thẻ màu vàng kim, lại chính là cái kia Hải Xuyên cửa hàng độc nhất vô nhị chí tôn thẻ khách quý, toàn bộ Nam Châu chỉ có 5 tấm. Đây là người đại ca đưa ta, đáng tiếc a, ta muốn lấy sau sẽ không còn được gặp lại hắn. Trong lòng một trận ngột ngạt, Ngô Nhiên Đông gật gật đầu, thở dài, liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là còn không đợi hắn phóng ra hai bước, Trác Phàm lại là lại gọi lại hắn, chờ một chút. Chuyện gì? Ngươi muốn làm gì đi? Đi gọi người, phát tin tức. Phát tin tức gì? Để bọn hắn trốn đi a. Ngô Nhiên Đông chuyện đương nhiên. Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến cười cười, như thế lập lờ nước đôi mệnh lệnh, quý hãng mấy ngàn năm cơ nghiệp, thực sẽ tản mất. Bọn họ đều trốn đi về sau, cây đổ bầy khỉ tan, ngươi về sau lại thế nào lại đem bọn hắn tụ tập lại. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi cha anh tân tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn, dễ dàng như thế bị ngươi bị mất sao? Vẫn là nói, ngươi lại quên ngươi ba ngày trước chỗ nói, nguyện ý đón lấy cửa hàng cái này sạp hàng lời hứa. Thân thể nhịn không được chấn động, Ngô Nhiên Đông mi mắt thật sâu nhăn lại,
rơi vào thống khổ suy nghĩ bên trong. Đúng vậy à, hắn trước kia trẻ người non dạ, xúc động lỗ máng, bằng một bầu nhiệt huyết muốn cải biến thương hội, nhưng là giờ này khắc này, phụ huynh đều không tại lúc, thật muốn vòng hắn làm chủ thời khắc, hắn lại là toàn không trình tự quy tắc, hoàn toàn không hiểu nên xử lý như thế nào những thứ này chuyện quan trọng. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, bọn họ cửa hàng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tại Nam Châu biến mất ha, phụ huynh cơ nghiệp đem về trong tay hắn bại rơi, hắn sẽ không còn mặt gặp dưới Cửu Tuyền hai người. Hắn, quả nhiên chẳng qua là cái bại gia tử sao. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Nhiên Đông liền ngăn không được địa gãi cái đầu, một mặt hối hận, hắn trước kia vì sao như vậy cưỡng, không có theo lấy phụ thân quản lý cửa hàng đâu. Ngươi cần một ngón tay đạo giả, vì ngươi chỉ điểm phương hướng. Đột nhiên, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên. Thân thể không khỏi trì trệ, Ngô Nhiên Đông quay đầu nhìn qua, đã thấy Trác Phàm yên lặng nhìn lấy hắn, trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Bất đắc dĩ thở dài, Ngô Nhiên Đông chậm rãi lắc lắc đầu, trong nhà trưởng lão cung phụng đoán chừng đều đã gặp nạn, ta lại đối phân bộ nhân mã không hiểu sâu, không biết nên tìm ai đến phụ trợ tại ta. Ta, cơ hồ là đồng thời, Ngô Nhiên Đông lời còn chưa dứt, Trác Phàm đã là bỗng dưng hét lớn lên tiếng. Không khỏi giật mình, Ngô Nhiên Đông bất khả tư nghị nhìn về phía hắn, ngươi. Đừng hiểu lầm, ta không phải muốn phụ trợ ngươi, mà chính là hợp tác với ngươi mà thôi. Lạnh lùng theo dõi hắn hai con ngươi, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, ngươi khi đó hướng ta phát chí nguyện, tiếp nhận thương hội, cải biến thương hội, ta đều nhất cho ngươi thực hiện. Nhưng là ngươi cầm là cha ta huynh mệnh đổi lấy, ta không cần. Ngô Nhiên Đông. Ngô Nhiên Đông hét lớn lên tiếng, Trác Phàm dùng so với hắn còn to tiếng nói nhất thời đè xuống, quát mắng nói, ngươi đã không phải là tiểu hài tử, hẳn phải biết, có được tất có mất đạo lý. Phát triển mấy ngàn năm thương hội. Là ngươi muốn đổi liền có thể đổi được sao? Từ xưa đến nay, phàm là mỗi một lần biến đổi, lần nào không phải máu chảy thành sông. Đã quyết định muốn đổi, thì phải thừa nhận dạng này đại giới. Thương hội hội trưởng vị trí này, cũng không phải tốt như vậy ngồi, đã ngồi, liền muốn chịu trọng lực. Dù sao hiện tại không cách nào quay đầu, ngươi có thể làm, chỉ là đem thương hội ấn ngươi để ý đọc phát triển đi xuống, vẫn là tùy ý hắn suy bại xuống dốc. Để ngươi cha anh tâm huyết thất bại trong gang tấc, chỉ thế thôi. Mí mắt ngăn không được địa cuồng nhảy, Ngô Nhiên Đông trong lòng một trận do dự, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói, ta sẽ đem thương hội phát triển đi xuống, sẽ không để cho cha ta tâm huyết uổng phí, chỉ là. Ta vì sao muốn cùng ngươi hợp tác, cùng ngươi dạng này người ở chung một chỗ, ta luôn cảm thấy là tại cùng ma đồng hành đồng dạng, lưng có một cỗ ý lạnh, trong lòng luôn luôn bất an. Ha ha ha. Cái này rất bình thường, người cảm giác không tệ, ta chính là ma. Không khỏi ta dị cười một tiếng, Trác Phàm ngửa đầu nhìn lên trời, thăm thẳm lên tiếng, người tại tuyệt vọng thời điểm, khắp nơi hội cầu trợ ở thần ma. Cầu trợ ở thần ngược lại là chuyện đương nhiên, nhưng người biết, người vì sao phải xin giúp đỡ ma sao? Vì sao? Thần hội bảo vệ cho người bình an, nhưng có một cái yêu cầu, quên đi tất cả. Nhưng là ma khác biệt, ma hội lấy đi người hết thảy. Nhưng cùng lúc hội cổ vũ ngươi, thẳng tiến không lùi địa đi hoàn thành ngươi tâm nguyện, lấp đầy ngươi dục vọng. Nhìn chằm chằm Ngô Nhiên Đông không thả, Trác Phàm suy cười ra tiếng, hiện tại ngươi tình cảnh không sai biệt lắm đã là tuyệt địa, ngươi lại yêu cầu trợ ở thần, vẫn là ma đâu. Ánh mắt khẽ híp một cái, Ngô Nhiên Đông suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ánh mắt nhất định, lạnh lùng nói, cha ta huynh không thể chết vô ích, thương hội không thể bạch vong, nhưng ta quên đi tất cả, tầm thường bảo vệ bình an. Không có khả năng. Chúng ta vì kiếm tinh đế quốc cúc cung tấn tụy, lại rơi đến kết quả như vậy, ta nhất định phải làm cho Bách Lý Kinh Vĩ cùng kiếm tinh đế quốc trả giá đắt. Như vậy, người nguyện ý mang theo toàn bộ thương hội, làm việc cho ta sao? Như vậy người nguyện ý, không, là người có năng lực giúp ta báo thù sao? Đối phương thế nhưng là Bách Lý Kinh Vĩ cùng kiếm tinh đế quốc. Cần thời gian, nhưng nhất định có thể làm được, trong mắt tinh mang lóe lên. Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Nhìn lấy cái kia ánh mắt kiên định, Ngô Nhiên Đông cũng hơi hơi gật gật đầu, hét lớn lên tiếng tốt, ta hôm nay thì cùng ma đồng hành, nhìn ngươi như thế nào vì ta cửa hàng mấy ngàn nhân mã báo thù. Hợp tác vui vẻ. Khóe miệng một phát, Trác Phàm duỗi ra một cái tay, cười ta dị nói, ta đã sớm nói, ta cùng quý hãng sẽ có càng chặt chẽ hơn hợp tác, không nghĩ tới nhanh như vậy, ha ha ha. Ba. Một tiếng vang nhỏ.
Ngô Nhiên Đông cũng là duỗi ra một cái tay, hung hăng cùng Trác Phàm nắm đến cùng một chỗ, trong mắt tinh mang nhấp nháy, như vậy tiên sinh, chúng ta tiếp theo nên như thế nào hành sự? Người đi cho các phân bộ truyền tin, từ giờ phút này, Hải Xuyên cửa hàng tất cả mọi người từ sáng chuyển vào tối, triệt để theo cái thế giới này biến mất. Hải Xuyên cửa hàng cái tên này, cũng đã không thể dùng. Đợi phong ba đi qua sau, chúng ta muốn mượn xác hoàn hồn, phong vân lại nổi lên. Nghe được lời này, Ngô Nhiên Đông tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hung hăng gật gật đầu tốt, chúng ta thì lại nhịn hắn một thời gian, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hết thảy toàn nghe tiên sinh an bài. Một phương diện khác, mê mẩn biển rộng mênh mông phía trên, sương mù dày đặc tràn ngập bốn phương tám hướng, bất kỳ người nào đều không nhìn thấy một chút cái bóng. Mãnh liệt sóng biển càng không ngừng đập lấy bờ biển, cùng cái kia trong sương mù dày đặc không ngừng truyền ra hung mãnh thú hống, hô ứng lẫn nhau. Hai cái giống như núi nhỏ trong mắt, tại cái kia trong sương mù dày đặc lóe lên, hiển thị rõ bạo lệ chi sắc. Một đạo áo khuyết tung bay trung niên bóng người, xa xa đứng cái kia sương mù dày đặc trước đó, trong tay cầm một thanh tràn đầy hàn quang thương lam kiếm mềm dai, yên lặng nhìn về phía chỗ đó, cắn răng một cái, bỗng dưng thì tiến lên, Hải yêu, ngươi liên tiếp làm tổn thương ta người trong môn tánh mạng, cũng nên có cái rừng a, vùng biển này không phải thuộc về một mình ngươi. Hôm nay lão phu thì cùng ngươi nhất quyết thư hùng, ngươi như thua, thì chớ có lại làm hại nhân mạng. Giống, một tiếng chấn thiên giống to, vang vọng tứ phương. Cái kia trong sương mù dày đặc nhất thời vang lên vô tận tiếng cười nhạo, nhỏ bé nhân loại, chỉ là quy nguyên cảnh mà thôi, cũng dám cùng ta động thủ. Ngươi nếu có gan xông ta lĩnh vực, lão phu ổn thỏa đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, ha ha ha. Đụng. Sau một khắc, nhưng nghe tiếng âm thanh bạo hưởng, người kia đã bỗng dưng xông vào cái kia trong sương mù dày đặc, mở ra chấn nhân tâm phách đại chiến. Xanh tươi tốt giữa rừng núi, xuất hiện một đạo gầy gò bóng người. Trên lưng còn vác một cái 7-8 tuổi hài tử, chung quanh từng tiếng to rõ thú hống không ngừng vang lên, đủ loại linh thú theo một cấp đến cấp 9, đều là yên tĩnh địa ghé vào một bên, nhìn lấy bọn hắn, lại cũng không tiến lên, dường như nhận biết đồng dạng. Trác Phàm xui như vậy lấy cổ tam thông, từng bước một hướng cái này quen thuộc sơn lâm đi đến, lại chính là Kình Thiên Côn bằng xào huyệt, vạn thú sơn mạch. Thế nhưng là lần này cùng thường ngày khác biệt, không có tam thủ quái nha tới đón tiếp. Tất cả linh thú đều dường như nhận được mệnh lệnh, cùng nhau đến đây chế giễu đồng dạng, yên tĩnh địa đứng lặng ở bên, nhìn cái này trong ngày thường kiệt ngao nam nhân, trở về hướng từ nhà chủ nhân nhận lầm. Cho nên dọc theo con đường này, tuy nhiên linh thú không ít, lại không có một cái nào dẫn đường, Trác Phàm thì một bước như vậy bước tới lấy vạn thú sơn mạch chỗ sâu đi đến, thừa nhận cái này linh thú trong quốc gia, tất cả cầm thú chào phúng. Rốt cục, Trác Phàm đi vào một chỗ trước vách núi. Mà phía trên cái sơn động kia hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là Kình Thiên Côn bằng đặt chân địa. Ha ha ha, đây là đâu trận gió đem chúng ta Trác đại gia cho thổi trở về a? Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, một đạo chín thước đại hán nhất thời chậm rãi hiện thân, xuất hiện tại cái kia trước vách núi, lại chính là Kình Thiên Côn bằng hình người hình dáng không thể nghi ngờ. Một mặt liếc xéo lấy nhìn hướng phía dưới Trác Phàm, Kình Thiên Côn bằng không khỏi tràn đầy trào phúng a. Cái này tiểu tam tử cái này là làm sao, vì sao gặp bá phụ liền câu nói đều không có, còn muốn một cái nhân loại vác tại trên lưng, sẽ không phải là thụ thương a? Ha ha ha, không có, mình tiểu tam tử nghĩa phụ, Trác Phàm Trác đại gia lúc trước rời đi vùng núi này trước, thế nhưng là nghiêu bức ầm ầm địa nói khoác đạo, chính mình có năng lực cam đoan chính mình nhi tử an toàn. Cái này lại thế nào, không có qua 2 năm mà thôi, lúc trước cái kia nhảy nhót tưng bừng tiểu ra hỏa, thì biến người vô dụng. Còn mang đến ta nơi này. Có ý tứ gì, muốn ta cho hắn an táng hay sao? Côn bằng tiền bối. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm không khỏi thở dài một hơi, năm đó vãn bối đối tiền bối thái độ thật có chút lỗ mãng, giờ phút này chuyên tới để nhận lỗi còn cái này tiểu tam tử, cũng là vãn bối sơ sẩy, để hắn bị thương nặng. Vãn bối không cách nào, hôm nay đặc biệt xin tiền bối xuất thủ tương trợ, mong rằng tiền bối nể tình ngũ đại thánh thú một thể phân thượng. Ra tay cứu trị một phen, đại ân đại đức, cả đời khó quên. Thật sâu liếc hắn một cái, Côn bằng không khỏi suy cười ra tiếng, Trác Phàm, lúc trước ngươi cầm lấy lão long long tức đan, thế nhưng là ra vẻ cực kỳ a, hiện tại cầu đến cửa, mới hiểu được chịu thua. Hừ hừ, tốt, ngươi bây giờ cho lão phu quỳ xuống dập đầu bồi tội, lão phu thì cân nhắc. Tiền bối,
tại hạ hôm nay tuy nhiên có việc cầu người, nhưng cũng xin ngài không nên quá phận. Dương mắt nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm không khỏi cười lạnh, tại hạ trước kia thường văn người nói, cầu người làm việc mấu chốt nhất là trao đổi ích lợi, không tại lãng phí chính mình. Vừa mới tại hạ cùng tiền bối chịu thua xin lỗi, bất quá lời khách sáo mà thôi, cho tiền bối cái mặt mũi, tiền bối tuyệt đối không nên coi là thật, thật để vào trong lòng, vậy vãn bối hội thật khó khăn. Ha ha ha, phải biết, hiện tại muốn nhất cứu tiểu tam tử, hẳn không phải là ta, mà chính là đều là thánh thú tiền bối đi. Giống như các ngươi cần chuẩn bị cái gì trận thức, nhất định phải ngũ đại thánh thú hợp lực mới có thể phát huy tác dụng, đối phó thiên đế, ta nói không sai chứ. Ra mặt nhịn không được rút rút, Côn Bằng bất giác trong lòng trì trệ, nói lầm bầm, hắn nãi nãi, cầu người làm việc còn như thế vênh váo, giống như lão tử thiếu ngươi một dạng, tiểu tử này, thật sự là ngạo khí một chút không giảm năm đó a. Tốt, đem tiểu gia hỏa kia dẫn tới a, ai bảo chúng ta hiện tại vinh nhục một thể đây, hừ. Hung hăng khoát khoát tay, Côn Bằng một mặt không kiên nhẫn hét lớn một tiếng, sau đó liền quay đầu vào sơn động bên trong. Nhếch miệng lên, Trác Phàm đạp chân xuống, cũng theo bay vào đi. Dựa theo Côn Bằng chỉ thị, đem tiểu tam tử phóng tới một cái giường đá phía trên. Đón lấy, Côn Bằng liền duỗi ra hai ngón tay, đem hắn thủ đoạn, tìm kiếm lên. Thế nhưng là rất nhanh, Côn Bằng liền mãnh liệt đồng tử ngưng tụ, hoảng hốt lên tiếng, chuyện gì xảy ra, tiểu gia hỏa này kỳ lân cháo làm sao lại phá một động. Cái gì, kỳ lân cháo? Không sai. Thật sâu gật đầu. Côn Bằng trên mặt một mặt ngưng trọng, kỳ lân cháo là kỳ lân tiên thiên hộ thể thần quang, ngưng tụ kỳ lân tinh khí thần, cam đoan kỳ lân lực lượng tụ tập. Kỳ lân cháo một phá, tinh khí thần tan rã, lực lượng không cách nào tụ hợp, vĩnh viễn thân thể yếu đuối. Khó trách tiểu gia hỏa này thánh thú thân thể, còn một mực hôn mê bất tỉnh, thì ra là thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.